Biu một tiếng. Có một đóa hoa tươi xinh đẹp trong hư không nở rộ. Đây là từ sinh vật, nói đúng ra là trong thân thể có máu tươi sinh vật trên người, mới có thể nở rộ hoa tươi. Nghệ danh gọi huyết hoa. Tại một ít tính cách vặn vẹo ra hỏa trong mắt, đây là thế gian xinh đẹp nhất hoa. Bất quá lần này huyết hoa lại là từ một khối đen kịt tảng đá tạo thành lớn bia trên người, nở rộ ra. Hắc thạch lớn trên tấm bia, còn phát ra đá vụn kêu thảm. Bạch tiền bối tế ra duy nhất một lần phi kiếm tìm hiểu nguồn gốc hào, chính đâm vào hắc thạch lớn bia phía sau chính giữa. Máu tươi đang không ngừng từ hắc thạch lớn bia phần lưng bão tố đi ra, tựa như là kịch liệt lay động sau chai coca bị đâm một đao. Đây là không biết từ đâu xuất hiện đường đường chính chính đâm lưng. Kiếm này là từ đâu tới? Là ai bắn tới kiếm? Ta vì cái gì không có chút nào phát giác? Trên tấm bia đá cái thanh âm kia nói liên tục. Không nên ấn lý thuyết trên thế giới này chỉ cần có người khóa chặt hắn, đối với nó sinh ra ý đồ công kích, hắn liền sẽ trước tiên cảm giác đến mới đúng. Hắn bị chế tạo ra, liền có chức năng này. Đợi đã, đúng, nơi này không phải cửu u thế giới. Cái này chết tiệt thế giới. Trên tấm bia đá thanh âm có loại cắn răng nghiến lợi hương vị. Sau đó, từ trên tấm bia đá truyền ra một trận quỷ dị ba động. Phế tích bên trên những cái kia bầy quả đen cảm nhận được loại ba động này về sau, bay tới, bọn chúng dùng móng vuốt bắt lấy phi kiếm, dùng sức đập đằng cánh, muốn đem chuôi này duy nhất một lần phi kiếm từ trên tấm bia đá lôi ra tới. Nhưng chuôi này duy nhất một lần phi kiếm cắm cực bền vững, dựa vào những thứ này quả đen lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đưa nó rút ra. Đau nhức đau nhức đau nhức, bia đá tiếng kêu rên liên hồi. Cả buổi sau. Tại đàn quạ đổi một nhóm lại một nhóm, lấy tiếp sức hình thức thay phiên ra trận, thật vất vả mới đưa đâm vào trên tấm bia đá duy nhất một lần phi kiếm cho rút ra. Thần kỳ là, thanh phi kiếm này bị thông qua đồng thời, trên tấm bia đá máu cũng đã ngừng lại. Đàn quạ nhóm nắm lấy chuôi này làm bằng gỗ tài liệu phi kiếm, đưa nó phóng tới bia đá ngay phía trước. Tảng đá ngay phía trước, điêu khắc một đôi viên cầu. Xem ra đây đối với viên cầu chính là bia đá con mắt. Cái đồ chơi này kiểu dáng, nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt. Trong tấm bia đá phát ra âm thanh nói. Càng xem càng cảm giác ở nơi nào nhìn qua loại này làm bằng gỗ phi kiếm, nhưng kho số liệu bên trong lúc nhất thời lại tìm không ra chi tiết cặn kẽ tới. Hoa hoa bầy quả đen xoay tròn lấy, tại bia đá đỉnh đầu lượn vòng lấy. Cũng không biết bọn chúng đang bay lấy bay lên lúc đột nhiên muốn đi ị muốn làm sao. Nếu như bọn chúng đi ị tại trên tấm bia đá, có thể hay không bị giết chết. Bia đá hai cái tròng mắt nhấp nhô, một lát sau. Từ tròng mắt phía dưới toát ra một cái cùng loại cái mũi đồ vật. Co duỗi thức cái mũi. Vẫn còn có loại này tiên tiến công năng. Đầu năm nay, đại gia vì cùng lúc câu tiến, làm đến chân chính toàn diện bình phong, sáng ý bội xuất. Có quả đen nắm lấy phi kiếm, đưa tới bia đá cái mũi trước mặt. Bia đá hít hà. Trên tổng thể khí tức rất lạ lẫm, nguyên vật liệu không biết là cái gì cây cối. Bất quá, phía trên này mơ hồ có loại rất quen thuộc hương vị. Rút ra mùi số liệu, so sánh bắt đầu, bia đá lên tiếng nói. Hắn bắt đầu đọc đến bản thân cái kia khổng lồ kho số liệu, đem cái này mùi cùng mình kho số liệu nội dung tiến hành so sánh. Một chuỗi phù văn loạn mã tại trên tấm bia đá không ngừng hiện lên. 5-6 phút sau, bia đá cuối cùng từ số liệu khổng lồ trong kho tìm được tương ứng tin tức. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy mới tìm được số liệu. Là bởi vì bộ phận này tin tức đã bị kéo vào đến thu về trạm bên trong, ở vào đợi xóa bỏ trạng thái. Nếu như lại trễ lên 10 ngày nửa tháng, đoạn này số liệu liền sẽ bị xóa bỏ. Cái này tiêu ký là, bá tống khí tức, bia đá lặp đi lặp lại xác định một lần. Sau đó, bia đá trầm mặc lại. Hoa 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 trên đỉnh đầu đàn quạ không ngừng xoay quanh, phát ra làm cho người bực bội tiếng kêu. Trong kho tài liệu ghi lại, bá tống đã chết ở thiên phạt phía dưới. Hài cốt không còn. Điểm này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bá Tống, đã chết. Bia đá thanh âm vang lên lần nữa. Chết ở thiên phạt hạ sinh mệnh, đem triệt để bị gạt bỏ, từ căn nguyên lên bị chém chết. Mặc kệ là cái gì phục sinh thủ đoạn, đều không thể làm chết ở thiên phạt hạ người phục sinh. Coi như bá Tống có vô số phục sinh thủ đoạn, tại thiên phạt phía dưới hóa thành cho bụi về sau, cũng là thập tử vô sinh. Sở dĩ liên quan tới bá Tống bộ phận tư liệu. Mới có thể bị rời vào đến thu về trạm, bởi vì đã không có lại bị ghi chép giá trị. Như vậy, chuôi này làm bằng gỗ phi kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra?
trên đó nhuộm nồng đậm bá tống khí tức. Trầm tư sau một lúc lâu, bia đá làm ra đơn giản nhưng lại lớn nhất khả năng phán đoán. Có lẽ là bá tống khi còn sống luyện chế pháp khí, bị người đạt được. Bia đá tổng kết nói. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Bá tống nói thế nào cũng là chỉ cấn tay con chuột nhỏ, khi còn sống khẳng định luyện chế qua một số pháp khí. Sau khi hắn chết, di sản của hắn nhất định sẽ bị người kế thừa, hoặc là bị tu sĩ khác đạt được. Thật là một cái tên phiền toái, cho dù chết, đều không yên tĩnh, cấn tay. Bia đá thanh âm tiếp tục vang lên. Sau đó, từ hắn bia đá phần lưng cũng chính là trước đó bị phi kiếm ghim trúng địa phương, bắn ra một cái ô nhỏ tử. Bên trong có một khỏa nhấp nhô viên hạt châu. Hạt châu là tồn trữ tin tức dùng đạo cụ. Bia đá đem liên quan tới làm bằng gỗ phi kiếm, bá tống huyền thánh khí tức sự cùng chính nó phỏng đoán, toàn bộ đưa vào trong hạt châu đi. Một con quạ hạ xuống, há miệng đem viên hạt châu nuốt vào. Sau đó, cái này quạ đen đập cánh hướng không trung bay đi. Trên không trung, có một đầu thông hướng cửu u thế giới lâm thời thông đạo. Quạ đen mang theo hạt châu, chui vào thông đạo bên trong, tiến vào cửu u thế giới. Thanh phi kiếm này, cũng phản hồi cho máy chủ đi. Nói không chừng máy chủ có thể từ trên phi kiếm nghiên cứu ra nhiều thứ hơn. Bia đá lên tiếng nói. Dứt lời, lại có hai con quạ hạ xuống, nắm lên thanh phi kiếm này, bay hướng cửu u thế giới thông đạo. Duy nhất một lần phi kiếm tìm hiểu nguồn gốc hào khẽ chấn động, đang bị đưa vào cửu u thế giới trước, đem một đạo tín hiệu ẩn nấp phản hồi cho bạch tiền bối. Đợi hạt châu cùng phi kiếm đều biến mất về sau, bia đá lại bắt đầu suy tính lên một chuyện khác. Phi kiếm này là ai phát xạ tới được? Không có đầu mối a. Không hiểu thấu liền từ trong hư không chui ra ngoài, đâm trên người nó. Trước mắt có thể sử dụng manh mối chính là bắn ra phi kiếm người, khả năng cùng chết mất bá tống huyền thánh quen biết. Mặt khác, làm bằng gỗ phi kiếm kiểu dáng, rất quen thuộc, cũng hẳn là một đầu manh mối. Đang lúc bia đá đang suy tính thời khắc, một con quạ từ cửu u thế giới trở về. Cũng mang đến hai đoạn tin tức. Bạch, chuyển di trận địa. Kim Nguyệt phía trên. Bạch tiền bối móc ra bản bút ký, ở tại lên nhớ một tọa độ. Tọa độ này chính là khối kia hắc sắc thạch bia vị trí. Bia đá kia, nhìn rất tân tiến dáng vẻ. Bạch tiền bối ngón tay xoay tròn lấy bút, rất muốn mở ra nhìn xem nó nội bộ cấu tạo. Lúc này, Thần Long mang theo Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trở lại giám sát khu vực. Thư Hàng. Bạch tiền bối nói, chúc mừng ngươi, tại trong ghi chép, ngươi đã triệt để chết rồi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đã từng Tống Thư Hàng cho rằng, thế giới đối với nhân loại công bình nhất chính là tử vong, vô luận ngươi là hạng người gì, phải chăng có được quyền thế, phải chăng có được tài phú, trưởng chính là tuấn là xấu, đều khó tránh khỏi một chết. Cho dù chết nặng như Thái Sơn, đối tử vong tới nói, cùng chết nhẹ tựa lông hồng cũng không có khác nhau, giống nhau là chết. Người người đều có một chết. Từ chết, đến mai táng, đến hoàn toàn bị người quên, sau đó liền ngay cả bản thân đã từng tồn tại ở thế gian chứng minh đều bị lãng quên. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Vô cùng thương cảm và ý thơ. Thẳng đến một ngày nào đó Tống Thư Hàng bản thân cũng đã chết về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai tử vong cũng không có như vậy công bằng. Hiện tại, nhắc lên tử vong lúc, thương thế của hắn cảm giác cùng e ngại chi tâm, nhỏ bé đáng thương. Tống Thư Hàng sờ lên bản thân cứng rắn ra, mặt, nhiệt độ cơ thể dư tại. Hắn còn sống hảo hảo tích, chỉ ít đầu của hắn còn rất khỏe mạnh. Sở dĩ, bạch tiền bối, ta lúc nào lại chết một lần, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức nói. Hừm, tại vị kia béo, ân, tại vị kia mập mạp chúa tể ghi chép bên trong, người đã triệt để chết rồi. Bạch tiền bối đang khi nói chuyện, hai tay trong hư không vẽ lên cái vòng lớn cầu động tác. Bởi vì cửu u tà năng khả năng còn tại thẩm thấu Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, sở dĩ bạch tiền bối liền béo cầu chúa tể tên hiệu đều không đi đề cập, miễn cho bị cảm ứng được. Tống Thư Hàng rất nhanh liền lý giải tới. Mà lại, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, mập mạp chúa tể nơi đó liên quan tới người ghi chép, đều muốn chuyển tới thu về trạm bên trong đi. Bạch tiền bối tiếp tục chậm rãi nói. Tống Thư Hàng tay phải dùng sức nện xuống tay trái, vui vẻ nói, rượu nha. Đây thật là một tin tức tốt. Béo cầu chúa tể một mực là hắn nhất không muốn gặp phải người trên danh sách xếp hạng thứ ba. Thậm chí là ổn thỏa vương tọa tồn tại. Tống Thư Hàng chính diện gặp gỡ hắn, đều không có chuyện gì tốt. Hắn nhân sinh kinh lịch nhiều như vậy tử vong, mấy lần đều cùng béo cầu đại lão có quan hệ.
Nho gia Kim Liên thế giới, hắn bị béo cầu đại lão nghiền chết vô số lần, nếu không phải hắn tâm lý tố chất xuất sắc, đã sớm tinh thần sụp đổ thành bệnh tâm thần. Hắc Long thế giới bị Bạch Tiền Bối phân thân chém giết nguyên nhân, là bởi vì béo cầu đại lão một giọt tiểu dịch thể phân thân dẫn hạ thiên phạt, vì để tránh cho Tống Thư Hàng chết ở thiên phạt bên dưới, Bạch Tiền Bối phân thân xuất thủ trước hết giết Tống Thư Hàng. Lần này thiên phạt sự kiện, thiên phạt hình thành song long đoạt châu tràng cảnh, đem hắn thân thể hủy diệt, cũng là bởi vì béo cầu đại lão. Nếu không có Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối bảo bọc hắn, hắn đã sớm triệt để nguội. Tóm lại, mỗi lần cùng béo cầu chúa tể gặp nhau, đều là hắn bất hạnh. Hắn là thật sợ béo cầu chúa tể. Bây giờ nghe tại béo cầu đại lão ghi chép bên trong, hắn đã triệt để tử vong, Tống Thư Hàng tâm tình lập tức bay lên, cảm giác tựa như là chúng 5 triệu thưởng lớn. Vậy kế tiếp, ta phải điệu thấp một số mới được. Tống Thư Hàng nắm tay nói. Điệu thấp một đoạn thời gian, hảo hảo sống tạm xuống dưới, để béo cầu đại lão triệt để quên hắn. Tốt nhất đem liên quan tới hắn ghi chép, ném vào đến thu về trạm bên trong triệt để xóa bỏ, không mang theo hoàn nguyên cái chủng loại kia. Cứ như vậy, béo cầu đại lão liền sẽ không lại đến tìm hắn để gây sự. Hừm, phát triển khiêm tốn. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, thuận tiện lấy từ trên người hắn hái được hai cái dị quả, xoa xoa, ngon lành là bắt đầu ăn. Ít nhất phải điệu thấp đến ta lần sau nhân tiền hiển thánh. Tống Thư Hàng mỹ mỹ nói. Lúc này, Thần Long hơi sững sờ, lên tiếng hỏi, người lần sau lúc nào nhân tiền hiển thánh? Ta nhìn ngươi đều ba thánh hào, ngươi có phải hay không hiển thánh ba lần rồi? Thần Long cuốn thành một đoàn, núp ở Bạch Long tiên tử bên cạnh, nghe nàng đang cấp bản thân phiên dịch. Vừa rồi, hắn một bên nghe Bạch Long tiên tử phiên dịch, một bên đang chú ý tiến vào bên dưới trạm thí luyện thú tu nhóm. Hắn đặc biệt chú ý chính là cái kia hổ tu chuyển bàn đạo nhân một đám. Kỳ thật, nguyên bản chuyển bàn đạo nhân tiểu tổ cùng Tô Thị A thập lục, không cần kinh lịch hắn cái này một đứng thí luyện, có thể trực tiếp tiến vào ban thưởng giai đoạn. Bởi vì Tô Thị A thập lục tiểu cô nương, thân hoài chân long huyết mạch, cũng coi là mang theo long, tự cùng mang theo Bạch Long tiên tử bá tống đồng dạng. Không qua trước, nhìn bá tống tiểu hữu chơi rất hay, thế là nó không nhẫn tâm nhắc nhở tiểu hữu điểm này. Tùy ý hắn sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn, dùng sức mở cửa sau chơi đùa. Nếu không có như thế, hắn thân là chủ thí luyện quan, lại có thể nào trơ mắt nhìn lấy bá tống tiểu hữu vi quy thao tác. Ha ha, lần sau nhân tiền hiển thánh còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bát phẩm á, Tống Thư Hàng không chút do dự trả lời. Không đến bát phẩm trước, tuyệt đối không còn cao điệu. Thần Long lại nhìn không được hỏi, vậy ngươi phía trước ba cái thánh hào là thế nào tới? Một cái là hiện thế thành đoàn độ kiếp về sau, ngưng tụ thành ấn lấy được. Một cái là tại cửu u thế giới ngoài ý muốn bị cuốn vào đến ma kiếp thế giới, sau đó ngưng tụ ra. Tống Thư Hàng giải thích nói. Thần Long khẽ gật đầu, hai cái này tương đối tốt lý giải. Hiện thế chư thiên vạn giới thánh ấn cùng cửu u thế giới đối ứng ma ấn. Cái thứ ba cổ ấn, là ở một cái kỳ quái tiểu thế giới ngưng tụ ra. Thế giới kia rất đặc thù, độc thành một giới, không thuộc về hiện thế, cũng không thuộc về cửu u. Tống Thư Hàng trả lời. Còn có loại này thao tác, Thần Long trợn mắt hốc mồm. Khó trách, bá tống tiểu hữu một người ngưng tụ ba thánh ấn, cái này thao tác, người khác căn bản không học được. Bất quá, nói lên tự thành một giới, không thuộc hiện thế, cũng không thuộc về cửu u đặc thù lúc, Thần Long trong trí nhớ đột nhiên hiện lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn tại cực kỳ lâu trước đó, giống như nghe qua tương tự địa phương. Nhưng là, bởi vì hắn phương thức tồn tại tương đối đặc thù, cùng bình thường sinh linh khác biệt. Sở dĩ, hắn trong trí nhớ có chút quá mức cổ lão sự tình, đã nhớ không rõ ràng lắm. Thần Long nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, như vậy tiếp đó, bá tống tiểu hữu, ta đến truyền thụ cho ngươi cùng Long kết hợp, tiến một bước cường hóa thánh viên Long lực thần công cùng mang thai sinh hạ nguyên anh diệu pháp đi. Bá tống, Bạch Thánh, Bạch Long tiên tử bố trí thí luyện, hiệu quả so với nó trong tưởng tượng còn mạnh hơn nói thật tại thí luyện quá trình bên trong. Thân là quan chủ khảo hắn, đều ẩn ẩn có chút vì thí luyện giả nhóm đau lòng. Hiện tại, là thời điểm cho Tống Thư Hàng ước hẹn ban thưởng. Cần làm thế nào, Tống Thư Hàng ngồi xuống thân thể. Môn này diệu pháp kêu cái gì tên? Bạch Long tỷ tỷ cũng lên tiếng hỏi. Bá Tống đạo hữu không cần phải gấp gáp, nghe ta dẫn đạo, từng bước một đến là được rồi. Thần Long trả lời trước Tống Thư Hàng vấn đề, sau đó trả lời Bạch Long tiên tử, môn này diệu pháp,
nhưng thật ra là Thánh Viên Long Lực Thần Công một quyển phụ thu thiên chương, kỳ danh là Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp. Công pháp này tên, tựa hồ tại cái nào nghe qua. Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, mơ hồ nhớ kỹ, có một bộ đặc thù đao tu tâm pháp. Không hổ là Bạch Đạo Hữu, kiến thức rộng rãi. Thần Long cười ha ha một tiếng, trả lời, cái này quyển Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp nhưng thật ra là từ một bộ đao kinh Long Hổ Giao Hối Thần Đao Tâm Pháp cải biên mà tới. Mặt khác, cái kia bộ đao tu tâm pháp người sáng lập cùng Thánh Viên Long Lực Thần Công chính là cùng một người. Đao pháp. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nếu như là đao pháp cải biên công pháp, cái kia có lẽ thật sự sẽ rất thích hợp hắn. Như vậy đầu tiên, ta cần Long Châu. Thần Long lên tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A Thập Lục đồng thời tế ra bản thân Long Châu. Thần Long thấy cảnh này lúc, Long Vĩ có chút cứng đờ. Tràng diện này, có chút không ổn. Tu luyện Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp chỉ cần một khỏa Long Châu, mặc dù hắn luôn miệng nói không thông qua mang thai sinh ra Nguyên Anh đều là tà đạo. Nhưng là Nguyên Anh cùng hài tử hay là có khác biệt. Chí ít Nguyên Anh không tồn tại song bào thai khả năng. Một cái người chỉ có một cái Nguyên Anh. Sở dĩ, hai cái Long Châu, muốn làm sao? Chỉ có thể hai chọn một. Nếu như đưa nó bản thân thay vào bá Tống Tiểu Hữu tình cảnh, muốn thế nào lựa chọn? Tựa hồ vô luận lựa chọn cái nào một cái Long Châu, cũng không quá thỏa đáng. Thần Long thoáng có chút áy náy, ước chừng có 0.1 hào khắc tả hữu áy náy. Còn sót lại thành phần đều là hiếu kỳ xem trò vui chờ mong. Thập Lục làm sao cũng có Long Châu, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Mặc dù nói thức tỉnh chân Long huyết mạch, nhưng Thập Lục thân thể cấu tạo trên cơ bản vẫn là thiên hướng về nhân loại A. Thượng thượng hồi chuyện đi, Tô Thị A Thập Lục nói, có hôm sáng sớm tỉnh lại lúc, cảm giác yết hầu có chút ngứa một chút, liền ho khan một tiếng, sau đó liền phun ra một khỏa Long Châu. Tống Thư Hàng, A Thập Lục nói thượng thượng hồi, là nàng và hóa thân chiến đấu xong thời điểm. Vốn đang cho là mình ngã bệnh, bất quá rất nhanh bản năng liền biết, nó là của ta Long Châu. Tô Thị A Thập Lục giải thích nói. A Thập Lục Long hóa quá trình đang tăng nhanh, đó là cái tin tức tốt. Bạch Long tỉ tỉ cúi người, tiến đến A Thập Lục bên cạnh, cười nói. Long hóa tốc độ càng nhanh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đại biểu cho A Thập Lục thí luyện độ hoàn thành liền càng cao. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy A Thập Lục cùng Bạch Long tỉ tỉ hai cái Long Châu, hỏi, cuối cùng cũng có một ngày, A Thập Lục sẽ hoàn toàn hóa thành Long sao? Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng chân Long là rau cải trắng, dễ dàng như vậy liền có thể hóa hình A. Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu nói, bất quá, theo Long hóa làm sâu sắc, A Thập Lục sẽ thay đổi càng ngày càng có mị lực nha. Tô Thị A Thập Lục vô ý thức ngắm nhìn lồng ngực của mình. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ tại đỉnh đầu nàng vỗ vỗ, nàng nói mị lực không phải chuyện này. Tống Thư Hàng nhìn qua lòng bàn tay Long Châu, ý tưởng đột phát, Bạch Long tỉ tỉ, Long Châu đáng tiền sao? Giết ngươi nha, Bạch Long tỉ tỉ ôn nhu trả lời. Không không không, ta không phải ý tứ này, ta không có muốn bán tỉ tỉ và A Thập Lục Long Châu ý tứ. Ta là đang nghĩ, Long Châu nếu như rất đáng tiền, ta có cơ hội hay không hóa rồng? Sau đó ta có thể sản xuất Long Châu bán lấy tiền A. Tống Thư Hàng nói. Bên cạnh Bạch Tiền Bối nghe được tiền cái chữ này lúc, ngẩng đầu lên nói, cần tiền. Ta lại cho ngươi mượn A. Bạch Tiền Bối đừng làm rộn, ta tại nghiêm túc nghĩ đến trả nợ đây. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối đưa tay ở trên sổ tay nhanh chóng ghi chép, ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trả lợi tức đi. Ngươi lại không có Long huyết mạch, đừng nghĩ mỹ. Bạch Long tỉ tỉ đồng thời trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, vọng thiên. Lại nói, hai khỏa Long Châu, Thư Hàng ngươi phải dùng cái nào khỏa? Bạch Tiền Bối ngón tay linh xảo chuyển bút, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng không chút suy nghĩ nói, đương nhiên là hai khỏa đều dùng A. Nhưng là thật đáng tiếc, ngươi chỉ có thể sử dụng một khỏa Long Châu. Thần Long lên tiếng nói. Bạch Long tỉ tỉ tiến vào phiên dịch hình thức. Vì cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Long Châu không phải càng nhiều càng tốt sao? Nhưng là, người chỉ có một người, người tối đa cũng chỉ có thể sinh ra một cái Nguyên Anh, ham hố không nhai. Thần Long chân trước làm ra khoát tay động tác. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nói, Long tiền bối ý của ngươi là, một cái người tu luyện chỉ có thể sinh ra một cái Nguyên Anh, sở dĩ chỉ có thể sử dụng một khỏa Long Châu. Tựa như một đứa bé không thể bị hai nữ nhân sinh ra đồng dạng, một đứa bé chỉ có thể nắm giữ một cái mụ mụ. Thần Long giải thích nói.
Tống Thư Hàng mồm mép lật một cái, nói thật nhanh, thay thế mụ mụ giải một chút. Trên lý luận tới nói, hài tử trứng có thể từ thân sinh mụ mụ cung cấp, nhưng có thể từ một cái khác thay thế mụ mụ sinh ra. Vậy hắn không phải liền là từ hai nữ nhân cùng một chỗ hợp tác sinh ra nha. Kỳ thật đạo lý hắn hiểu, nhưng hắn chính là đột nhiên nhớ tới thay thế mụ mụ, thế là không nhả ra không thoải mái. Phiên dịch cơ Bạch Long tỉ tỉ máy móc hoàn thành phiên dịch xong thời điểm. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, Thư Hàng gia hỏa này bị lại ngứa. Thần Long đỉnh đầu Long giác bên trên, có hậu quang điện ba một chút nổ tung. Thật, tức nổ tung. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt, hung hăng cho Thư Hàng một cái não băng, đừng bì. Vậy ta đổi cái thuyết pháp, một đứa bé không thể đồng thời bị hai nữ nhân sinh ra đồng dạng, không có khả năng một nữ nhân sinh lên nửa người, một nữ nhân sinh hạ nửa người. Một cái Nguyên Anh cũng không có khả năng có được hai cái Long Châu. Thần Long đổi cái ví von nói. Tống Thư Hàng sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta an tâm, hai cái Long Châu ta đều phải dùng. Trên thực tế, nếu như còn có càng nhiều Long Châu, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Thần Long, ngươi cái tên này, có ở đó hay không nghe Long lời nói a? Có tin ta hay không đem đầu của ngươi hái xuống làm cầu để đá a? Bang! Tống Thư Hàng đầu đột nhiên rớt xuống. Hắn cười thật là vui, ngửa đầu cười to, kết quả đầu liền rớt xuống. Trước đó đầu bị Bạch Tiền Bối não băng bắn bay qua, cứu A Thập Lục lúc lại hái được một lần, còn không dính bền vững. Sau đó, lần này lại bị Bạch Long tỉ tỉ gảy cái não băng, cười quá hai, đầu liền rơi mất. Nhìn thấy một màn này, Thần Long trong lòng không hiểu thoải mái. A Thập Lục thuần thục đem Tống Thư Hàng đầu ôm lấy, nhón chân lên, đem hắn đầu trả về. Long Tiền Bối, không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, tuy có chút đau nhức. Đập vị trí không đúng, đập tới mị mị nhãn. Ta căn bản không có lo lắng ngươi, ta từ đầu tới đuôi đều tại thoải mái. Thần Long thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn phải là duy trì bản thân uy nghiêm tư thái. Trên thực tế, đừng nói là hai cái Long Châu, ta chí ít còn có thể lại đến năm mai. Tống Thư Hàng duỗi ra năm ngón tay, nói. Thần Long trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí trụ, người nói là, người muốn hấp thu 7 viên Long Châu. Đúng, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta thế nhưng là ít nhất phải sinh 7 cái Nguyên Anh nam nhân, hướng Hổ Lô gia ra học tập. Cũng đúng, Bạch Tiền Bối ở một bên gật đầu nói, nếu như tính luôn bản mệnh đan điền, nói không chừng sẽ có 8 cái Nguyên Anh. A, liền Bạch Thánh ngươi cũng bồi bá Tống Tiểu Hữu hổ nháo. Thần Long hơi dừng một chút về sau, tiếp cận Tống Thư Hàng thân thể, vẫn là nói, bá Tống Tiểu Hữu thân thể, có gì đó quái lạ. Bạch Thánh một mực cho người ta phi thường đáng tin cảm giác. Nếu như Bạch Thánh đều cho rằng bá Tống Huyền Thánh có thể sinh ra không chỉ một Nguyên Anh, cái kia bá Tống có được cái gì thể chất đặc thù. Thần Long con mắt, tựa như là có thể thấu thị đồng dạng, nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng. Long đồng tử nhìn thấu Thư Hàng thân gỗ, nhưng lại không cách nào thấu thị cái kia thánh nhân chi huyết. Tống Thư Hàng trên người bí mật, bây giờ đều bị dung nạp tại thánh nhân chi huyết bên trong. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn hào quang 7 màu. Thần Long nhìn không thấu Thư Hàng, đành phải thu hồi bản thân ánh mắt. Hắn lại không cam tâm hiếu kỳ. Khục, bá Tống Tiểu Hữu. Thần Long uy nghiêm nói, nếu như ngươi có thể chứng minh mình, cái kia. Ta Long Châu cũng có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Thần Long cũng là thật vất vả mới hạ quyết tâm này. Long Châu loại vật này, dưới tình huống bình thường không cho bên ngoài mượn, dù sao cũng là đỉnh tư ẩn đồ vật. Nếu như bá Tống đạo hữu thật có thể chứng minh chính hắn một thai 7 Nguyên Anh, vậy liền có thể được đến nó Long Châu tương trợ, đây tuyệt đối là bá Tống vinh hạnh. Đây là hắn lần thứ nhất quyết định đem bản thân Long Châu cho người mượn sử dụng. Nếu không phải xem ở Bạch Thánh trên mặt mũi, 100 bá Tống ở chỗ này cũng đừng hòng có cơ hội lấy được nó Long Châu. Nhưng là, Tống Thư Hàng tại nghe xong Bạch Long tỉ tỉ phiên dịch về sau, cũng không có lộ ra cùng loại mừng rỡ biểu lộ. Hắn nghiêm túc nói, vẫn là từ bỏ đi, A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ và ta quen, sở dĩ kết hợp một chút lực lượng của các nàng sinh hạ Nguyên Anh cũng không thành vấn đề. Nhưng hoặc là kết hợp Long Tiền Bối Long Châu, sẽ để cho ta cảm giác là lạ. Dù sao muốn chúng ta muốn tương hỗ kết hợp, mới có thể sinh hạ Nguyên Anh. Thần Long đỉnh đầu Long giác bên trên, lại có hậu quang điện rung động đùng đùng, nổ ra từng đóa xinh đẹp điện hoa. Hắn thật nghĩ mở ra bá Tống đầu óc. Nhìn xem ra hỏa này não mạch kín đến cùng là cái gì cấu tạo,
khiến cho Long Tốt Sinh nổi nóng. Quan phiên dịch Bạch Long tỷ tỷ tại phiên dịch sau khi kết thúc, thở thật dài. Nàng lần nữa duỗi ra móng vuốt nhỏ, một cái não băng đem Tống Thư Hàng vừa dính trở về đầu bắn bay ra ngoài. Đừng có lại bì, thật tốt làm chính sự, đem ngươi 7 cái kim đan lộ ra đến, đừng dày vò khốn khổ, nếu không cẩn thận ta bắn bay ngươi sọ não. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu sau đó vang lên. Tô Thị A Thập Lục chạy chậm đến đi qua, đem Tống Thư Hàng đầu nhặt được trở về. Bạch Long tỷ tỷ ngươi đã bắn bay ta đầu, Tống Thư Hàng thở dài nói, uy hiếp kỳ thật có thể đặt ở trước khi động thủ, thật sự. A Thập Lục hì hì cười một tiếng, nhón chân lên đem hắn đầu lần nữa dính trở về. Không trung thần long, tâm tình vui vẻ mỗi khi bá Tống Tiểu Hữu đầu bị người bắn bay lúc, hắn từ giác đến đuôi đều tại sảng khoái. Bên trên Bạch Tiền Bối, dùng bút pháp gõ nhẹ cằm của mình, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trước mắt Tống Thư Hàng, thần long, Bạch Long tỷ tỷ, A Thập Lục tạo thành một cái đặc thù tuần hoàn liên. Tống Thư Hàng phụ trách bì, thần long phụ trách nổi nóng, Bạch Long tỷ tỷ phụ trách xuất thủ trừng phạt, A Thập Lục phụ trách đem Thư Hàng dính trở về, thần long lại phụ trách vui vẻ. Thế là, thần long liền sẽ ở vào nổi nóng vui vẻ lại nổi nóng lại vui vẻ vòng lặp vô hạn bên trong. Trong bất chi bất giác, hắn cùng đám người độ thiện cảm đã thẳng tắp tăng lên. Có lẽ đây chính là cuồng đao tam lãng đạo hữu tồn tại ở Cửu Châu nhất hào quần ý nghĩa. Bạch Tiền Bối suy tư nói. Nói trở lại, tam lãng gần nhất cũng tới thú tu giới đi. Không biết hắn bây giờ đang làm gì. Bên cạnh, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên lần nữa, sau cùng cảnh cáo a, đừng có lại bì ta tước ngươi. Ây, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sở dĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thần long. Thần long cũng nhìn lại hắn. Như vậy tiền bối, ta theo ước định để chứng minh bản thân. Tống Thư Hàng nói. Ân, mặc dù bây giờ cùng thần long tiền bối không tính quá quen, nhưng hữu nghị thứ này có thể sau đó từ từ đền bù. Các loại sự tình sau khi kết thúc, trước thêm cái hảo hữu nhiều liên lạc cái gì, Long Châu chi lực trước hết mượn đi. Mặt khác, chứng minh bản thân có 7 cái kim đan, kỳ thật rất dễ dàng. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động. Sau đó, một cái răng cưa đao luân xuất hiện ở bên người hắn. Lục phẩm chân quân mệnh luân, thần long lên tiếng nói, hắn nhìn ra Tống Thư Hàng cái này mệnh luân từ 8 chuôi răng cưa đao tổ hợp mà thành. Nhưng thứ này, cũng không thể chứng minh Tống Thư Hàng thì có 8 cái kim đan. Đúng vậy, mệnh luân, Tống Thư Hàng trả lời, một kim đan một mệnh luân. Đang khi nói chuyện, lại có 7 cái mệnh luân không ngừng từ Tống Thư Hàng bên người hiển hiện. Kiếm bản rộng tạo thành kiếm luân, kim loại trang sách tạo thành hiệt luân, xoắn ốc kiếm tạo thành hình cầu cầu luân, từ sắc bén bánh răng điệp ra bánh răng, 8 cái vòng tròn vòng tạo thành quyển luân, cùng cuối cùng cái viên kia phong cách vẽ không giống bình thường bát giác mệnh luân. Cái này bát giác mệnh luân mỗi một cái giác, tựa hồ cũng kết nối lấy nhân quả. Bên trên thần long, trợn mắt hốc mồm. 7 cái thuộc tính khác nhau mệnh luân, tại Tống Thư Hàng bên người không ngừng xoay tròn lấy. Chỉ muốn Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 7 đại mệnh luân liền có thể đối với địch nhân tiến hành mưa to gió lớn đả kích. Đan điền của ngươi bên trong, là thế nào chứa đựng 7 viên kim đan? Thần long cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích, ngươi liền không sợ bạo thể mà chết. Không sợ, cũng không phải không nổ qua. Tống Thư Hàng phất phất tay, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại phong khinh vân đạm hương vị. Thần long. Mà lại, ta cũng không phải đem tất cả kim đan đều trang tại bản mệnh đan điền. Ta 7 viên tiểu kim đan, phân biệt tọa lạc ở 7 cái tiểu đan điền bên trong. Tống Thư Hàng trả lời. Thần long lập tức đã tìm được điểm mấu chốt, vậy ngươi bản mệnh đan điền bên trong. Hừm, còn có một cái mập nhanh du lịch bất động kim đan, bất quá hắn tương đối đặc thù, còn không có ngưng tụ ra mệnh luân tới. Tống Thư Hàng trả lời. Thần long chau mày, nội tâm nghi hoặc tới cực điểm, nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào làm được? Mặc dù hắn biết, bản thân không nên hỏi cái này vấn đề. Loại tu luyện này lên sự tình, có thể nói là cực độ tư ẩn đồ vật, nói không chừng chính là một vị tu sĩ át chủ bài. Hỏi cái này loại trên việc tu luyện tư ẩn sự tình, tự cùng người bình thường trực tiếp hỏi người khác hôm nay mặc cái gì lớn quần xiên đồng dạng thất lễ. Nhưng nó thật sự quá hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết long. Nếu như ta nói, ta luyện lấy luyện, bọn chúng liền đi ra, người tin không? Tống Thư Hàng đặc biệt thành thật trả lời. Tin quỷ a,
Thần long há miệng đối Tống Thư Hàng chính là một long châu dán mặt. Một cái có được hư ảo mỹ cảm long châu, dán tại Tống Thư Hàng trên mặt, trực tiếp lại đem đầu của hắn dán bay. Tống Thư Hàng, nhìn, đây chính là nhân sinh. Bi thời điểm muốn rơi đầu. Không bi thời điểm cũng phải rơi đầu. Liền thành thật thời điểm, vẫn là muốn rơi đầu. Nhân sinh khắp nơi muốn rơi đầu. Thành thật người chính là như vậy, khắp nơi ăn thiệt thòi. Bất quá lần này, Tống Thư Hàng đầu, chung quy là không có rơi xuống đất. Bên trên Tô Thị A Thập Lục, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Tại Long Châu dán mặt trong nháy mắt, nàng một bước lướt ngang, đi vào Tống Thư Hàng sau lưng, nhanh chóng kiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay giống đẩy bóng chuyền đồng dạng, đem Tống Thư Hàng đầu xảo diệu đẩy trở về. Tiểu Thập Lục càng ngày càng manh. Xinh đẹp, Bạch Long tỷ tỷ vì A Thập Lục điểm tán. Mắc điểm, Bạch Tiền Bối gật đầu phụ họa. Trên bầu trời thần long, lại là một đợt mới vui vẻ. Mặc dù đầu không đến rơi xuống, nhưng nhìn thấy bá Tống đạo hữu đầu bị đương cầu đánh, hắn cũng rất vui vẻ. Tống Thư Hàng đưa tay đem đầu của mình đoan chính, nói, sở dĩ, có đôi khi lời nói thật ngược lại thường thường không ai tin tưởng. Hừm, điểm ấy ngược lại là thật sự. Bạch Tiền Bối vì Tống Thư Hàng làm chứng nói, tại bảy kim đan phương diệt, Thư Hàng hoàn toàn chính xác chính là chết lấy, bảy kim đan liền đi ra. Không phải luyện luyện sao? Thần Long hỏi ngược lại. Một cái ý tứ, Bạch Tiền Bối đi vào Tống Thư Hàng bên người, ra hiệu hắn trương tay. Tống Thư Hàng nghi ngờ đưa tay phải ra. Sau một khắc, Bạch Tiền Bối há miệng, một cái Long Châu bị hắn phun ra. Tống Thư Hàng. Thổ Long Châu loại kỹ năng này, Bạch Tiền Bối cũng biết. Đây là viên thứ tư Long Châu. Bạch Tiền Bối, ngươi là không gì làm không được a. Tống Thư Hàng nhìn qua trên bàn tay Long Châu, nhịn không được nói. Cảm giác trên thế giới ngoại trừ sinh con bên ngoài, liền không có Bạch Tiền Bối làm không được sự tình. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu là Bạch Tiền Bối ý tưởng đột phát, nói không chừng thiên địa pháp tắc đều sẽ bắt đầu tiến hóa ra làm cho nam nhân sinh con pháp tắc đến thích ứng Bạch Tiền Bối. Mặt khác, Bạch Tiền Bối có thể thổ Long Châu. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, Bạch Tiền Bối, trong tay ngươi hẳn là có làm cho nhân loại hóa rồng bí pháp. Cái gì? Bạch Tiền Bối nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Đây là, Thận Long Long Châu. Bạch Long tỷ tỷ nhìn qua Tống Thư Hàng lòng bàn tay Long Châu, lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, đúng, là Thận Long Long Châu. Không phải Bạch Tiền Bối Long Châu. Tống Thư Hàng không khỏi có chút thất lạc, hắn còn muốn học hóa rồng bí thuật, nuôi Long Châu kiếm tiền tới. Ta cũng không phải Long, ở đâu ra Long Châu. Bạch Tiền Bối cười một tiếng, nói, bất quá, nếu như có rỗi rãnh, nói không chừng ta có thể nghiên cứu một chút chân Long cấu tạo, nghiên cứu một chút Long Châu là thế nào đản sinh. Nói không chừng ta cũng có thể ngưng tụ ra một khỏa thuộc về mình Châu tới. Bạch Châu, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối ngắm Thư Hàng một chút, nói, người đặt tên thiên phú thật nát. Tô Thị A Thập Lục quay đầu lặng lẽ cười. Không có cách. Ta tu luyện công pháp danh tự, liền không có mấy cái bình thường. Một mực bị hun đúc về sau, ta lấy tên thiên phú cũng bị kéo thấp đến cùng một trình độ. Tống Thư Hàng khổ sở nói. Cơ sở quyền pháp nhất hệ liệt, cương thủ hệ liệt, dắt đao thuật hệ liệt, khắc kim nhất kích hệ liệt, mỗi cái công pháp danh tự đều tiếp địa khí vô cùng. Đặt tên thiên phú nát cũng đừng kiếm cớ, thành thật điểm. Bạch Tiền Bối hôm nay đặc biệt ngay thẳng, mặt khác, viên này Thận Long Châu, vẫn là ngươi giao cho ta. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới việc này, thực tiên yến thượng Thận Long. Biệt Tuyết tiên cơ thực tiên yến lúc, có một đám Thận Long hỗn tại trong thức ăn. Trong đó Thận Long tộc trưởng nửa đường tiếp thủ Tống Thư Hàng mộng cảnh thế giới. Lúc đó Thận Long tộc trưởng đại triển thân thủ, vì Tống Thư Hàng sáng lập một cái cùng Tiểu Bạch có liên quan mộng cảnh thế giới. Kết quả không cẩn thận, chơi thoát, đưa tới Bạch Tiền Bối chú ý. Sau đó... Thận Long tộc trưởng liền bị Bạch Tiền Bối bắt đi thành sủng vật, bị bắt đi trước, liền Long Châu đều bị Bạch Tiền Bối lột đi ra, đưa cho Tống Thư Hàng. Về sau, Tống Thư Hàng lại đem cái này Long Châu đưa cho Bạch Tiền Bối, cung cấp Bạch Tiền Bối nghiên cứu Thận Long huyễn pháp sử dụng. Mà Bạch Tiền Bối thì đem cái kia có được Thận Long năng lực cá voi yêu thất thải yêu đan tặng quỹ cho Thư Hàng. Bởi vì cái này Thận Long Long Châu tại Tống Thư Hàng trong tay chỉ là qua một tay, đều không che nóng, hắn kém chút liền quên chuyện này. Tống Thư Hàng bên tay trái nổi lưỡng Long Châu, bên tay phải nổi lưỡng Long Châu. Đúng rồi, Thần Long tiền bối.
Thận Long tộc trưởng chỉ có Long Châu tại, bản thể không có ở bên cạnh phối hợp, không có vấn đề sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thần Long. Thần Long hơi suy nghĩ một chút nói, chỉ muốn ngươi có thể đem Thận Long Châu bên trong lực lượng dẫn đạo đi ra. Vậy liền không có vấn đề. Bạch Tiền Bối nói, ta đã có thể tùy tâm sử dụng điều động Thận Long Châu năng lượng, đến lúc đó ta đến phối hợp Thư Hàng. Cứ như vậy, thì có bốn cái Long Châu. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía Bạch Long Tiên Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ, người có biện pháp nào không lại điều ba khỏa Long Châu tới. Tiểu Thập Lục đây là chuẩn bị một hơi cho Tống Thư Hàng kiếm đủ 7 viên ngọc rồng. Nếu như là dưới trạng thái bình thường ta, lâm thời điều động mấy cái Long Châu là chuyện nhỏ một cọc. Nhưng bây giờ ta, làm không được, Bạch Long Tỷ Tỷ lắc đầu nói. Đáng tiếc, Tô Thị A Thập Lục nói, nếu như lúc này, quần bên trong tiền bối cũng tại liền tốt, giao bá tiền bối hẳn là cũng sẽ có Long Châu. Nếu không xé trương bảo hiểm khoán, triệu hoán cái gì đều có thể bán đạo hữu tới, từ cái kia lại mua ba khỏa Long Châu. Bạch tiền bối đề nghị. Tại Bạch tiền bối trong mắt, bảo hiểm khoán cái gì đều có thể bán đại lão triệu hoán thuật. Vậy không bằng trước hết để cho ta thử một chút liên hệ vị tiền bối. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch tiền bối đối thoại, nhắc nhở hắn. Long Châu có thể hướng tiền bối tạm cho mượn nha. Thế là, Tống Thư Hàng ý thức chìm vào thánh nhân chi huyết bên trong, tiến vào thứ 6, 7 kim đan linh hồ bên trong. Hắn kích hoạt lên kim đan mã QA cùng mạng lưới kim đan cấu đồ. Thông qua kim đan mã QA thêm hắn hảo hữu những cái kia đại lão nhóm, từng cái có được tao thao tác, có thể thông qua viễn trình truyền công phương thức, lưu lại phụ lời, đến cùng hắn tiến hành giao lưu câu thông. Mà Tống Thư Hàng bản thân bởi vì thực lực không đủ, viễn trình truyền công loại này tao thao tác hắn còn không học được. Bất quá lần trước, tại đối béo cầu đại lão lúc, tại hắn cường đại dục vọng cầu sinh bên dưới, kim đan mã QA chủ động hướng tất cả tăng thêm hảo hữu đại lão, gửi đi xin giúp đỡ thỉnh cầu. Sở dĩ, chỉ muốn suy nghĩ đủ mãnh liệt, hắn hẳn là có thể thông qua kim đan mã QA hướng các hảo hữu gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu. Các tiền bối, đặc biệt là Long hệ tiền bối đại lão nhóm, xin mượn Long Châu dùng một lát. Tống Thư Hàng trong đầu không ngừng cường điệu ý nghĩ này. Bởi vì lần thứ nhất chủ động thao tác, sở dĩ hắn tận lực đơn giản hóa suy nghĩ nội dung. Về phần cho mượn Long Châu dùng một lát sau báo đáp phương diện, chờ liên hệ với sau thương lượng. Động đi, mã QA liên lạc công năng. Tống Thư Hàng nghẹn gần nổ phổi, cứng rắn mặt đều nghẹn thành đỏ bừng. Sau một lúc lâu, kim đan mã QA, rốt cục lóe lên. Dựa theo Tống Thư Hàng ý chí, hắn bắt đầu cho Tống Thư Hàng hảo hữu nhóm phát đầu xin giúp đỡ. Một bộ phận bị chọn lựa ra hảo hữu, nhận được tin tức. Đốt bá Tống hướng ngài khởi xướng viễn trình xin giúp đỡ, nội dung cụ thể là, xin mượn một cái Long Châu, là lựa chọn viễn trình giúp hắn một tay. Đốt Hà Chỉ Ma Đế cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Phụ lời. Đốt Bất Diệt Chi Chủ cự tuyệt ngươi viễn trình cứu trợ. Cái này hai tên tại sổ đen bên trong đại lão, như thường lệ nhận được Tống Thư Hàng xin cứu, cũng trước tiên tàn nhẫn cự tuyệt. Chủ yếu là hai vị này đẳng cấp phi thường cao, thuộc về thiên đạo bên dưới bạt tiêm cái kia một nhóm nhỏ đại lão, sở dĩ Tống Thư Hàng gửi đi thỉnh cầu lúc, cơ bản quấn không ra bọn hắn. Đốt Hồ Bằng cầu hữu thiên đế hướng ngươi truyền tống một điểm năng lượng, phụ lời, nha, Tống tiền bối, đây là hôm nay một điểm năng lượng phúc lợi. Đốt Minh Hữu Long Lạc ý chí béo cầu đồng ý ngươi xin giúp đỡ, bắt đầu tiến hành viễn trình hiệp trợ. Xong rồi, Tống Thư Hàng vui nói. Cứ nhiên thật sự thành công. Long Lạc ý chí đại biểu cho chính là Hắc Long thế giới, nàng tiếp nhận rồi hiệp trợ. Nàng sẽ không đem Hắc Long thế giới Long Châu cho làm đến đây đi. Lại hoặc là, nàng cũng có thuộc về mình Long Châu. Đốt Trình Lâm Tiên Tử thay người bật ban Văn Long, chuyển tuyến thất bại. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ân, là đã chết không thể chết lại Trình Lâm Tiên Tử. Đốt Trình Lâm Tiên Tử lần nữa bật ban Văn Long, chuyển tuyến thất bại. Hôm nay Trình Lâm Tiên Tử tựa hồ rất nhàn. Sau một khắc, Tống Thư Hàng trong đầu bị soát bình phong. Cái kia ma tính đinh 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 âm thanh, bên tai không dứt. Chỉ là thời gian một hơi thở, Trình Lâm Tiên Tử liền thay Tống Thư Hàng chuyển tuyến gần 300 lần. Hôm nay Tiên Tử cũng đang dùng lực soát cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, cũng liền Trình Lâm Tiên Tử dám kiêu ngạo như vậy hô ban Văn Long đại lão. Những người khác nếu là dám dạng này không biết sống chết đi hô ban Văn Long đại lão,
sớm đã bị lập tức bóp chết trừ phi là trở thành Tống Thư Hàng trước kia đồng loại, biến thành một đầu cấn tay tiểu côn trùng, dạng này mới có thể tránh miễn bị lập tức bóp chết. Chí ít có thể chống đến thứ hai, thứ ba hiệp, lại bị bóp nát. Ban Văn Long đại lão kiên nhẫn cũng là vô cùng tốt, vô luận Trình Lâm tiên tử hô hắn bao nhiêu lần, nó đều là không chút do dự cự tuyệt chuyển tiếp. Cứ như vậy, Trình Lâm tiên tử cùng Ban Văn Long đại lão lấy Tống Thư Hàng vì chiến trường, tiến hành một trận sức chịu đựng tranh tài liền xem ai trước chống đỡ không nổi đi. Bất kể là Trình Lâm tiên tử vẫn là Ban Văn Long đại lão, kiên nhẫn đều là dùng vạn năm làm đơn vị đến tính toán. Nếu như giữa hai bên không ai thỏa hiệp lời nói, cái này đem là một trận vạn năm chi tranh. 12 cái hô hấp sau, có người ngã xuống. Vạn năm cuộc chiến vừa mới mở ra, thì có người chống đỡ không nổi, kéo trận này vạn năm đại chiến chân sau. Ngã xuống là Tống Thư Hàng. Hắn thật sự không chịu nổi. 12 cái hô hấp ở giữa, Trình Lâm tiên tử không biết mệt mỏi hướng Ban Văn Long đại lão phát khởi gần vạn cái chuyển tiếp, mà Ban Văn Long đại lão cũng không lưu tình chút nào cự tuyệt gần vạn lần. Hiện tại, Tống Thư Hàng trong đầu tất cả đều là đinh 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 thanh âm. Thanh âm này nổ não, bịt lỗ tai đều vô dụng. Nghe nhiều về sau, dẫn đến Tống Thư Hàng nghe được đốt tiếng liền có chút buồn nôn muốn thổ cũng còn không bắt đầu mang thai đâu, nôn ngén trước hết tới, phục vụ chu đáo làm cho người không khỏi bỏ phiếu điểm tán. Quệ Trình Lâm tiên tử thủ hạ lưu tình, Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Nhưng thật đáng tiếc, hắn rên rỉ Trình Lâm tiên tử không tiếp thu được. Không thông qua kim đan mã QR gửi đi tin tức, Trình Lâm tiên tử không cách nào cảm ứng. Dù sao cách thiên sơn vạn thủy, Trình Lâm tiên tử làm trầm trọng thêm, đem kêu gọi chuyển tiếp Ban Văn Long đại lão tốc độ, tăng lên mấy lần. Tống Thư Hàng sớm tiến vào lão niên si ngốc hình thức, lúc này đầu óc của hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng xử lý Trình Lâm tiên tử cùng Ban Văn Long đại lão ở giữa sức chịu đựng chiến phản hồi. Đại não quá tải. Sốt cục. Ban Văn Long đại lão bị phiền đến, hắn có phản ứng. Đốt Ban Văn Long sửa đổi tài khoản tên là Tiểu Ban Ban, đốt Tiểu Ban Ban đem ngươi rời vào sổ đen. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Vậy mà lại là Tiểu Ban Ban đáng yêu như vậy biệt danh. Còn có, hắn bị Tiểu Ban Ban rời vào sổ đen. Đây là làm sao đâu? Làm sao đâu? Dùng hô không chết hô Ban Văn Long tiền bối chính là Trình Lâm tiên tử đi. Vì cái gì hắn muốn bị Ban Văn Long đại lão kéo đen? Loại cảm giác này tựa như là một người trầm ổn phụ thân, một cái hùng nữ nhi, một người đi đường giáp ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hùng nữ nhi không ngừng mà quấy rầy trầm ổn phụ thân. Sau đó phụ thân tức giận quay người, cho người qua đường giáp một cái tình thương của cha thiết quyền. Người qua đường giáp sao mà vô tội? Coi như người yêu thương nữ nhi của mình, cũng không thể đối với ta như vậy nha. Nhưng rất nhanh. Tống Thư Hàng liền minh bạch Ban Văn Long đại lão tao thao tác là chuyện gì xảy ra. Tại Ban Văn Long đại lão đổi tên kéo đen về sau, Trình Lâm tiên tử lần nữa chuyển tuyến thất bại. Nhưng lần thất bại này nguyên nhân, cùng trước kia khác biệt. Đốt Trình Lâm tiên tử chuyển tiếp Ban Văn Long, chuyển tuyến thất bại. Cha không người dùng này. Trình Lâm tiên tử ngừng chuyển tuyến kêu gọi phục vụ. Cha không người dùng này. Dạng này có hai cái khả năng. Một là Ban Văn Long lui tổ, nhưng khả năng này rất thấp. Cũng không phù hợp Ban Văn Long đại lão tính cách. Cái thứ hai có thể là đối phương đổi tên. Thế là, Trình Lâm tiên tử mở ra mới tao thao tác hình thức. Đốt Trình Lâm tiên tử sử dụng viễn trình hậu trường công năng. Đây là sao đồ chơi? Tống Thư Hàng chính mình cũng không phát hiện, bản thân kim đan mã QR có nhiều như vậy kỳ hoa công năng. Trung Quy tới nói, vẫn là hắn cảnh giới không đủ. Rõ ràng có được quyền hạn tối cao, nhưng cụ thể tao thao tác thủ đoạn không đủ, kim đan mã QR phiên bản còn không càng mới đi lên. Đốt Trình Lâm tiên tử thỉnh cầu lâm thời thẩm tra quyền hạn, có đồng ý hay không? Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, Trình Lâm tiên tử lần này thao tác, là thông qua hắn linh quỷ tiến hành xin. Cái này linh quỷ, Tống Thư Hàng nhíu mày. Hắn nhớ rõ mình thứ nhất linh quỷ là cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ lấy được, về sau bị Lưu Ly Thư Sinh cưỡng ép cho mượn đi. Thứ nhất linh quỷ cùng hắn ở giữa khế ước quan hệ vẫn còn, nhưng khế ước ở vào quỷ dị tổn hại trạng thái. Thứ hai linh quỷ, hắn hẳn là có thứ hai linh quỷ mới đúng, mà lại hẳn là rất đặc thù tồn tại. Loại này không hài hòa cảm giác, hắn cùng thứ hai linh quỷ hẳn là tiến vào cùng loại thiên đạo phòng tối loại hình địa phương. Sau đó là hiện tại thứ ba linh quỷ. Thứ ba linh quỷ hắn ký ức không nhiều, chỉ là biết tại ngày nào đó tỉnh lại,
thứ hai linh quỷ liền đổi thành thứ ba linh quỷ. Hiện tại xem ra, thứ ba linh quỷ phải cùng Trình Lâm tiên tử ở giữa có rất sâu liên hệ. Đồng ý, Tống Thư Hàng đem Lâm Thời thẩm tra quyền hạn cho Trình Lâm tiên tử khai thông. Gây sự, hắn thích nhất. Hắn tại đồng ý thời điểm, hoàn toàn quên đi bản thân mới vừa rồi còn tại buồn nôn, muốn nôn mửa trạng thái. Tam lãng bệnh màn cuối một cái trọng yếu đặc thù tại tìm đường chết trạng thái lúc, trí nhớ không cao hơn 5 giây. Đốt Trình Lâm tiên tử hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng. Phụ lời, tiểu thư Hàng phối hợp xinh đẹp, ngươi liền đợi đến, xem ta như thế nào vì ngươi đem Long Châu cho muốn đi qua. Coi là đổi cái tên liền có thể tránh đi ta chuyển hô. Quá ngây thơ rồi. Dứt lời, Tống Thư Hàng cảm ứng được Trình Lâm tiên tử tại thông qua linh quỷ, bắt đầu sử dụng Lâm Thời thẩm tra quyền hạn. Nàng bắt đầu lục soát Thư Hàng hảo hữu liệt biểu. Từ đầu tới đuôi, nàng tìm một lần. Đốt Trình Lâm tiên tử hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng. Phụ lời, nguyên ban Văn Long đâu? Sổ đen bên trong, hắn đổi tên gọi Tiểu Ban Ban. Tống Thư Hàng đối linh quỷ nói. Hắn không chút do dự bán rẻ ban Văn Long đại lão. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, Trình Lâm tiên tử liền ý đồ thẩm tra sổ đen. Nhưng là, nàng cứ nhiên không cách nào tiến vào sổ đen liệt biểu bên trong. Đốt Trình Lâm tiên tử xin đem Tiểu Ban Ban từ sổ đen bên trong gỡ ra, kéo vào minh hữu liệt biểu, có đồng ý hay không? Tống Thư Hàng không chút do dự lựa chọn có. Ban Văn Long ẩn cư chi địa. Đốt bá Tống Huyền Thánh hy vọng đem ngươi từ sổ đen bên trong gỡ ra, chuyển rời đến minh hữu liệt biểu, có đồng ý hay không? Là hay không? Xấu cự, Ban Văn Long đại lão ngáp một cái. Quay lại minh hữu liệt biểu là không thể nào quay lại, đời này cũng sẽ không quay lại. Tiến vào sổ đen tựa như về nhà đồng dạng, bên trong hai cái tiểu đồng bọn cũng là chư thiên vạn giới có mặt mũi tồn tại, ở lại đây cũng không tính mất thân phận, hắn siêu ưa thích nơi này. Đốt Tiểu Ban Ban cự tuyệt từ sổ đen bên trong gỡ ra. Quả nhiên là kết quả này, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Hắn một mực đang hoài nghi mình đó căn bản không phải cái gì sổ đen, mà là VIP hộ khách tổ. Khi hắn đem địch quân đại lão rời vào sổ đen lúc, Kim Đan Mã QA sẽ thân thiết, hữu nghị nhắc nhở đối phương, hắn Tống Mỗ đã đem người ta kéo vào sổ đen. Khi hắn muốn đem người rời ra sổ đen lúc, còn cần thu hoạch được đối phương đồng ý. Mỗi lần hắn tuyên bố cầu cứu lúc, sổ đen tổ cũng sẽ nhận được tin tức, căn bản sẽ không bị che đậy. Thậm chí hôm nay, liền Trình Lâm tiên tử sử dụng Lâm Thời thẩm tra quyền hạn thẩm tra hảo hữu liệt biểu lúc, sổ đen lại còn không thể bị cưỡng chế thẩm tra. Thống kích ta bạn, bảo hộ ta địch. Cái này không phải cái gì sổ đen. Đây rõ ràng là VIP đại gia liệt biểu, các loại đặc quyền. Khó trách lần trước đem bất diệt chi chủ rời trở ra, hắn liền ỉ lại bên trong không chịu đi ra. Cái khác liệt biểu nào có sổ đen bên trong ngốc lấy dễ chịu. Dày vò đã hơn nửa ngày về sau, liền tao thao tác thủ đoạn nhiều nhất đã qua đời tiên tử Trình Lâm, tựa hồ cũng cầm Tiểu Ban Ban không có cách nào. Trình Lâm tiên tử đình chỉ dày vò. Đốt Tiểu Ban Ban hướng người truyền tống một điểm năng lượng. Phụ lời, ha ha, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Tống Thư Hàng bưng đầu của mình vọng thiên, tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên lại một cái nhắc nhở vang lên. Đốt Trình Lâm tiên tử đem ngươi kéo vào sổ đen liệt biểu, đồng bộ đang tiến hành, Trình Lâm tiên tử đã bị ngươi kéo vào sổ đen. Vọng thiên, Tống Thư Hàng chuyện lo lắng nhất phát sinh. Đại lão nhóm giải sổ đen diệu dụng về sau, nói không chừng từng cái đều sẽ muốn tiến sổ đen bên trong ở, không chịu đi ra. Đốt sổ đen bên trong Trình Lâm tiên tử thay ngươi chuyển tiếp cùng là sổ đen bên trong Tiểu Ban Ban, chuyển tuyến bắt đầu. Chuyển tuyến thất bại, Tiểu Ban Ban cự tuyệt chuyển tiếp. Tống Thư Hàng. Bình thường hảo hữu liệt biểu, không cách nào liên lạc với sổ đen liệt biểu. Nhưng là sổ đen liệt biểu lại có thể liên lạc với sổ đen liệt biểu. Đại gia ngươi mặc dù vẫn là đại gia ngươi, người đại. Không đúng, cái này không được, đại gia đối ứng cái từ kia, không thích hợp hình dung xinh đẹp như hoa Trình Lâm tiên tử. Tống Thư Hàng gần nhất dục vọng cầu sinh rất kỳ quái, lúc túng lúc cường, tựa như là một số nhiệt huyết phiến bên trong nhân vật chính túng thời điểm liền tạp binh đều đánh không lại, mạnh thời điểm liền đỉnh tiêm boss đều một đao dây. Tiểu Ban Ban không chút lưu tình cự tuyệt chuyển tiếp, nhưng hết thảy lại tiến vào bắt đầu lúc tràng diện. Trình Lâm tiên tử bắt đầu không ngừng soát bình phong kêu gọi Tiểu Ban Ban, soát bình phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Đinh 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 âm thanh, tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, bên tai không dứt.
Tống Thư Hàng có chút vuốt vuốt huyệt thái dương. Lần này, hắn không có ngã xuống. Hắn sự nhẫn nại cùng thích ứng năng lực, đều là thiên hạ nhất tuyệt. Chỉ cần trải qua một lần về sau, lần thứ hai trong cơ thể hắn liền có thể cấp tốc sinh ra kháng tính. Soát bình phong đinh đinh tiếng cũng là như thế, chỉ muốn thích ứng về sau, đối Tống Thư Hàng tới nói chính là nhẫn nại thống khổ quá trình. Thích ứng thống khổ, nhẫn nại thống khổ, hưởng thụ thống khổ. Nam nhi tốt nhân sinh làm như thế, đương học được trong khổ mua vui, lớn hơn nữa thống khổ cũng phải dùng khuôn mặt tươi cười đi nghênh đón, đem thống khổ cùng áp lực chôn ở đáy lòng, đem khuôn mặt tươi cười lưu cho mình người nhà. Nốt tiểu ban ban xin từ sổ đen bên trong rời ra. Xem ra ban văn long tiền bối rốt cục nhịn không được, muốn từ sổ đen bên trong trốn tránh đi ra. Ha 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 ha, tiểu ban ban ngươi cũng có hôm nay a. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, không lưu tình chút nào lựa chọn không. Lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được lúc trước bất diệt chi chủ cự tuyệt từ sổ đen bên trong đi ra thoải mái điểm ban đầu là ngươi kéo ta phải vào sổ đen, liền tiến sổ đen. Hiện tại suy nghĩ để cho ta rời đi xin rời đi, ta liền rời đi đồng ý. Tình yêu không phải ngươi muốn bán, muốn mua liền có thể bán nha. Tống Thư Hàng rất hay, thân gỗ lắc lư, lắc lư. Đối đại lão vốn chính là một kiện thoải mái sự, khiến cho người nghiện. Mặc kệ cái này đại lão có phải hay không quân đội bạn, dù sao đổi qua sau còn muốn đổi. Về phần đổi xong đại lão, đặc biệt là đổi xong phe bạn đại lão hậu quả Tống Thư Hàng cầu sinh dục lại túng, hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hàng. Nhưng hắn không phản ứng. Đứa nhỏ này phế đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Trước đó hắn đột nhiên lộ ra biểu tình si ngốc, ta còn tưởng rằng hắn thật điên rồi. Thần Long nói bổ sung. Bạch tiền bối trong tay chẳng biết lúc nào bưng lấy một chén nước trái cây, hắn chuyển ống hút nói, có hai cái ý thức cường đại, tại lấy Thư Hàng não hải vì chiến trường, tiến hành kịch liệt giao lưu. Nốt tiểu ban ban đồng ý Trình Lâm tiên tử chuyển tiếp thỉnh cầu. Trận này cha con cuộc chiến, chung quy là ban văn long đại lão, trước một bước thỏa hiệp, không có thật sự phát triển trở thành vạn năm cuộc chiến. Nốt tiểu ban ban mở ra viễn trình viết chữ bản giao lưu hình thức. Tống Thư Hàng. Hiện tại hắn rốt cục xác định một sự kiện, thực lực càng cao cảnh giới càng mạnh đại lão, tại kim đan mã QA chỗ thao tác thì càng nhiều. Liên Trình Lâm tiên tử đều chỉ có thể sử dụng gửi đi một điểm năng lượng, lưu phụ lời phương thức cùng Tống Thư Hàng tiến hành giao lưu. Nhưng ban văn long đại lão, lại trực tiếp liền mở ra một cái giao lưu hình thức. Sau một khắc, Tống Thư Hàng hốc mắt trước xuất hiện một đóa hoa sen lên có một loại giống như viết chữ bản đồ vật hiển hiện. Tiểu ban ban. Hôm nay, là Trình Lâm gần vạn năm qua, lần thứ nhất cùng ta nũng nịu thời gian dài như vậy. Tống Thư Hàng. Ngài quản hô không chết quấy rối thao tác, gọi nũng nịu. Tiểu ban ban, hôm nay rất vui vẻ. Tiểu ban ban, sở dĩ, ngươi liền chết chắc, bá tống. Câu này nhắn lại, chợt lóe lên, vừa ấn xong, liền bị ban văn long đại lão xóa bỏ. Nhưng là ở đây tất cả mọi người là người tu luyện, ánh mắt một cái so một cái tốt. Ngươi đắc tội vị này rồi, Bạch tiền bối hỏi. Vị này là ai, luôn cảm giác đối mặt cái tên này lúc, ta đều có loại rất cảm giác không được tự nhiên. Thần Long lên tiếng nói, đây là trong cõi u minh một loại đẳng cấp áp chế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rõ ràng là tiểu ban ban cái tên khả ái này, nhưng Thần Long tại đối mặt cái tên này lúc, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Cảm giác vị này tiểu ban ban là cường đại đến kinh khủng tồn tại, loại này đẳng cấp tồn tại, một câu tùy ý, đều có thể kéo theo thiên địa chi lực hóa thành nguyền rủa, Thư Hàng ngươi tốt tự lo thân a. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, hắn giống như chỉ là ấn cái không. Tiểu ban ban, ta Long Châu là không thể cho ngươi mượn, trừ phi ngươi không muốn sống. Tống Thư Hàng nhìn thấy lời này lúc. Chẳng biết tại sao đột nhiên não bổ một cái hình ảnh hắn nhận lấy ban văn long đại lão truyền đến Long Châu, đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã xuống, rên rỉ nói, a, cái này Long Châu có độc. Hắn chỉ là ý tưởng đột phát. Nhưng ở hắn não bổ lúc kết thúc. Viết chữ bản bên trên, hiển hiện một chuỗi văn tự. Bá Tống, a cái này Long Châu có độc. Tiểu ban ban, ta cho người biết, như ngươi loại này ra hỏa tại phim bộ bên trong sống không quá ba tập tin hay không? Bá Tống, ân, ta tin tưởng, nửa năm qua này, bình quân xuống tới, ba tập chết một lần là có. Tiểu ban ban, đừng chuyển đề, ta Long Châu không thể cho ngươi.
bất quá ta cái này có một khỏa ta, nhi tử Long Châu, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Ban Văn Long đại lão còn có nhi tử. Tống Thư Hàng vẫn cho là Ban Văn Long đại lão là độc thân, không nghĩ tới hắn liền nhi tử đều có. Tiểu Ban Ban, không cùng ngươi nhiều lời, chuẩn bị xong, ta đem Long Châu chuyển cho ngươi. Dứt lời, hoa sen cùng viết chữ bản, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tống Thư Hàng bên người có một cái nắm đấm lớn cánh cửa không gian, cưỡng ép mở ra. Bên trên thần long thấy cảnh này, râu rồng có chút run rẩy một chút, hôm nay, đã liên tục hai lần nhìn thấy người khác cưỡng ép đột phá Gô Thánh Sơn Kim Nguyệt thí luyện chi địa không gian giam cầm. Bạch Thánh, còn có vị này thần bí tiểu Ban Ban, đều có thể không nhìn Thánh Sơn thí luyện không gian giam cầm, thi triển không gian lực lượng. Xem ra, Thánh Sơn không gian giam cầm đến đổi mới thời điểm, muốn thăng cấp một chút. Nắm đấm lớn cánh cửa không gian mở ra về sau, có một cái hắc bạch quấn giao Long Châu rơi vào Tống Thư Hàng trong tay, không hổ là Ban Văn Long đại lão nhi tử Long Châu, liền Long Châu đều là vằn sắc, gen di truyền cường đại cỡ nào. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên Ban Văn Long đại lão nhi tử đến cùng là ai. Nhưng Ban Văn Long đại lão căn bản không cho hắn hỏi thăm cơ hội, sự nghi ngờ này đành phải tạm thời tồn tại trong lòng. Đợi đã về có cơ hội hỏi lại hỏi cái này bát quái. Năm viên Long Châu, Tống Thư Hàng trong tay trái là A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ Long Châu, tay phải là Bạch Tiền Bối, Thần Long cùng Ban Văn Long nhi tử Long Châu. Thần Long biểu lộ phức tạp, con hàng này, sẽ không thật sự muốn tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng A. Đốt Long Lạc trợ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, mời bá Tống chuẩn bị tiếp thu Long Châu. Tiếng nhắc nhở sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng bên người lại xuất hiện một cái cỡ nhỏ cánh cửa không gian. Cái thứ ba. Thần Long ngửa mặt lên trời trưởng thán, nhà bọn hắn Gô Thánh Sơn không gian giam cầm, triệt để thành người ta hậu hoa viên, từng cái đại lão không gian pháp thuật dùng tặc lưu. Không được, quay đầu lập tức phá víu, toàn diện thăng cấp không gian giam cầm hệ thống phòng ngự. Tranh thủ muốn để lần tiếp theo thí luyện giả nhóm cảm thụ một chút không gian giam cầm uy lực đáng sợ. Cỡ nhỏ cánh cửa không gian mở ra về sau, hắc mỹ nhân côn na nữ sĩ tay nhỏ duỗi ra, tại lòng bàn tay của nàng có một cái đen kịt Long Châu. Cái này không phải là Hắc Long Long Châu A. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng. Côn Na nữ sĩ tay nhỏ đem Long Châu phóng tới Tống Thư Hàng trong tay, sau đó nàng khoát tay áo, Hắc Long thế giới thể tích khổng lồ như vậy, nó Long Châu nếu là phun ra, chí ít cũng có một cái cỡ trung tiểu tỉnh như vậy lớn. Tóm lại, tạ ơn. Tống Thư Hàng nói nhân tình này phải nhớ dưới. Côn Na nữ sĩ khoa tay cái ok thủ thế, tay nhỏ lùi về cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. 6 viên, Tô Thị A Thập Lục nói. Lại đến một khỏa, liền có thể tập hợp đủ 7 ngôi sao số lượng. Một viên cuối cùng Long Châu, muốn tới cái nào làm? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, hỏi, Bạch Tiền Bối trong tay còn có Long Châu cất giữ lấy sao? Loại thời điểm này, đương nhiên muốn trước hỏi một chút vạn năng Bạch Tiền Bối. Có lẽ không, không nhớ được, bất quá, coi như ta cất giữ Long Châu. Phẩm cấp hẳn là cũng sẽ không cao lắm, nếu không ta nhất định sẽ có ấn tượng. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng hiện tại trong tay 6 viên Long Châu, mỗi một khỏa đều có khác biệt kinh lịch. Như một viên cuối cùng dùng phổ thông Long Châu góp đủ số, còn không bằng các loại sau khi rời khỏi đây, lại tìm cái khác tốt hơn Long Châu. Như vậy, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, nếu như hắn hiện tại lại lấy ra một số Vân Tước Tử Tiền Bối linh kiện. Có thể hay không thông qua tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, lại đem ba của nàng triệu hoán tới. Hắn nhớ kỹ quy ba là bá hạ tạo hình, đầu rồng rùa thân, uy vũ vô cùng. Đã có đầu rồng, nói không chừng hắn cũng sẽ có Long Châu. Nhưng ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ cái này dụ hoặc suy nghĩ. Bởi vì quy ba đi ra, lớn nhất có thể là thưởng hắn một phát Long Hống Pháo, mà không phải thưởng hắn một cái Long Châu. Mà lại quy ba có hay không Long Châu cũng không nhất định. Tống Thư Hàng lại vắt hết óc khổ sở suy nghĩ. Lại nói, ngoại trừ Long Châu bên ngoài, có thể hay không dùng cái khác một chút hạt châu thay thế. Trong lúc suy tư Tống Thư Hàng, thuận miệng hỏi. Thần Long hồi nói, tỷ như nho ra thánh nhân trong mắt cái gì? Tống Thư Hàng trả lời. Thần Long, trong mắt hữu dụng, ta móc hai khỏa cho ngươi a, ngu xuẩn. Ngươi đem chúng ta chân Long Long Châu xem như thứ gì a? Xem bộ dáng là không được. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Sau đó, hắn ngắm nhìn Tô Thị A Thập Lục. Đúng rồi, kém chút đưa nàng quên đi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng.
Sau đó, hắn thi triển mới học được hỏa diễm thế thân pháp. Tại hỏa diễm bên trong, lớn A thập lục bị ngưng tụ ra. Lần này, đại thập lục không có lập tức tự vẫn. Nàng đang chờ đợi thời cơ, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không từ nơi này cỗ hỏa diễm thế thân bên trong chui ra ngoài, lại đi xâm chiếm những sinh vật khác thân thể. Mặc dù tỷ lệ khả năng rất nhỏ, nhưng tồn tại ở thế gian, dù sao cũng phải có cái hy vọng cùng hy vọng không phải sao. Đại thập lục, người có Long Châu sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đại thập lục ngẩng đầu, khinh miệt ngắm nhìn Thư Hàng. Nếu như người có Long Châu, Tống Thư Hàng mỉm cười, nói không chừng ta có thể nghiên cứu một chút, như thế nào để ngươi từ khẩn cấp thế thân pháp chung phân cách đi ra. Dù sao, hỏa diễm thế thân pháp là bảo mệnh kỹ năng, hắn cũng muốn để cho mình pháp thuật này có thể bảo trì bình thường. Đại thập lục nhãn tình sáng lên. Nhưng một lát sau, nàng lại thất vọng cúi thấp đầu. Nàng cũng không có Long Châu. Vậy ta xé một chương bảo hiểm khoán triệu hoán cái gì đều có thể bán tiền bối đến đây đi. Tô Thị A thập lục móc ra một chương bảo khoán nói. Cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó, đủ loại món hàng tốt đều có, chân phẩm Long Châu khẳng định cũng có cất giữ. Ta nhắc nhở một chút chư vị. Lúc này, thần Long lên tiếng nói, một hồi chúng ta muốn tu luyện viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp, cần kích hoạt Long Châu bên trong lực lượng tiến hành phối hợp. Mà lại, Long Châu chủ nhân, nhất định phải là nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng trong tay cái này 6 cái Long Châu, đều vô cùng có sức sống. Chủ nhân của bọn chúng trạng thái cũng không tệ. Nhưng nếu như là mua bán giao dịch tới được Long Châu, khả năng rất lớn là tử vong Long trên người lưu lại Long Châu. Loại kia Long Châu, nhưng không cách nào dùng để tu luyện viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp. Dù sao cái này sinh Nguyên Anh phương pháp, cần sức sống, nếu như là Long Châu là âm u đầy tử khí, sinh cái quỷ. Cái gì đều có thể bán đại lão trong tay có lẽ sẽ có còn sống Long Châu. Dù sao, cơ hồ hắn cái gì đều có thể bán. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Thật sự không đi, hỏi một chút cái gì đều có thể bán đại lão có thể hay không từ còn sống chân long trong tay, thuê một cái Long Châu tới, sau khi dùng xong có thể còn trở về. Vậy ta triệu hoán, Tô Thị A thập lục đưa tay kích hoạt lên một chương bảo khoán. Sau một khắc, trong hư không có không gian ba động sinh ra. Thần Long Long Giác đều tức điên hắn là tại khí Gô Thánh Sơn phòng ngự quá cay gà. Giận hắn không tranh. Cái thứ tư, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đây đã là cái thứ tư không nhìn Gô Thánh Sơn giam cầm tồn tại. Trong hư không gian ba động sinh ra sau. Một cái đại thủ đột nhiên duỗi ra, nắm lên đại thập lục, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng. Tô Thị A thập lục. Đây mới là bảo khoán chân chính công năng, tại nguy hiểm trước mắt đem Tô Thị A thập lục cứu đi. Tựa hồ không có gì mau bệnh. Nhưng là... cái gì đều có thể bán đại lão, cứu lầm tài khoản. Tô Thị A thập lục nhìn qua biến mất đại thủ, nói, nếu không, lại xé chương bảo khoán. Nàng cảm giác mình ngoại trừ thể chất thoáng có chút ít vấn đề bên ngoài, nói không chừng còn có rất dễ dàng bị người nhận lầm năng lực nhớ kỹ lúc trước. An Chi Ma Quân từ trên trời giáng xuống, muốn bắt đi nàng lúc, đưa tay chụp tới liền đem nàng bên trên Thư Hàng mang đi. Mà lại cẩn thận hồi ức, những chuyện tương tự tại nàng lúc còn nhỏ cũng phát sinh qua mấy lần. Không cần lại xé, chớ lãng phí. Dù sao nhìn thấy cứu lầm người về sau, cái gì đều có thể bán đại lão rất nhanh sẽ cùng chúng ta liên hệ. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Một chương bảo khoán dùng tốt chính là thủ đoạn bảo mệnh, không thể như thế lãng phí. Mà lại hắn đối cái gì đều có thể bán đại lão phục vụ phi thường tín nhiệm, đại lão đây chính là ngàn ngàn vạn vạn năm biển chữ vàng, cái kia phục vụ, không lời nói. Liền xem như nội tâm của hắn rất chán ghét khách nhân. Nhưng chỉ cần chịu hoa mấy lần giá tiền, cũng có thể tại hắn nơi này mua được đồ tốt. Mà lại cam đoan là chính phẩm, già trẻ không gạt. Một khi giao dịch xảy ra vấn đề, cái gì đều có thể bán đại lão cũng sẽ kịp thời xử lý. Tại hắn nơi này mua đồ, an tâm càng yên tâm hơn. Tống Thư Hàng đối cái gì đều có thể bán đại lão hiểu rất rõ, hắn là thật tâm muốn cùng đại lão kết giao bằng hữu. Đúng. Vì để cho cái gì đều có thể bán đại lão có thể sớm điểm phát hiện mình bắt lộn người, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng, giải trừ hỏa diễm thế thân pháp. Mấy phút đồng hồ trước, tại Tà Liên thế giới bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão đang cùng bạch tiền bối số 1 yêu sủng vật mặt trời nhỏ. Người mau lên T233 hào tiến hành một trận giao dịch. Tống Thư Hàng nói không sai. Liền xem như cái gì đều có thể bán đại lão nội tâm lại chán ghét người.
chỉ muốn chịu tiêu tốn mấy lần giá trị tại hắn nơi này mua đồ, đại lão liền có thể đưa lên cơ bản nhất nghề nghiệp mỉm cười, hoàn thành giao dịch. Khả năng này là chư thiên vạn giới giá rẻ nhất trường sinh giả mỉm cười phục vụ. Lúc này, cái gì đều có thể bán đại lão có chút ít khẩn trương hắn thời khắc ở vào đi đường trạng thái. Lần trước bị bạch tiền bối bắt đi một lần, đối cái gì đều có thể bán đại lão tới nói, cái này tà liên thế giới là cái nguy hiểm vô cùng địa phương, có thể không bước vào tốt nhất đừng bước vào. Mà lại cửu u chúa tể nhóm bên ngoài thanh danh cũng không quá tốt, thân là này thế tà ác nhất, nhất xảo trá, nhất mặt trái tồn tại, không ai dám hy vọng xa vời cửu u chúa tể sẽ có lương tâm thứ này. Làm không tốt, cửu u chúa tể chơi xấu không chịu trả tiền lời nói, mất cả chỉ lẫn chài. Nhưng ở vạn lần cách xù lợi nhuận dụ hoặc phía dưới, hắn kiên trì vẫn là đến đây. Thua lỗ mất cả chỉ lẫn chài. Nhưng là kiếm lời lời nói, cái kia chính là vạn lần siêu cấp lợi nhuận A, làm xong cái này một đơn, liền chống đỡ trước kia mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm cố gắng. Coi như liều mạng khả năng bị cửu u chúa tể bội ước khả năng, cái này vạn lần lợi nhuận một đơn, hắn cũng làm định. Quá trình giao dịch vô cùng thuận lợi. Mặt trời nhỏ. Người mau lên T233 hào muốn những cái kia hàng, trước mắt đều chỉ có cái gì đều có thể bán đại lão độc nhất vô nhị có thể xuất ra đồ vật. Mà lại vạn lần lợi nhuận, cũng là cửu u chúa tể một phương bản thân sách. Không vạn lần lợi nhuận hấp dẫn, làm sao có thể đem cái gì đều có thể bán đại lão lập tức hấp dẫn tới. Ngay tại giao dịch sắp hoàn thành thời điểm, cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên cảm ứng được bảo khoán truyền đến tín hiệu. Mà lại, tín hiệu vị trí rất gần. Cách hắn vô cùng gần. Lúc này hắn cùng Tô Thị A thập lục cự ly chính là tà liên thế giới đến hạch tâm thế giới lại đến Ngô Thánh Sơn thí luyện cự ly. Thế là, cái gì đều có thể bán đại lão thuận tay liền xuất thủ, đi vớt Tô Thị A thập lục. Một chảo chụp tới. Một cái Tô Thị A thập lục tới tay. Một chương bảo khoán hoàn thành sứ mạng của nó. A, à, là từ trước đến nay bá Tống Hào cùng một chỗ Tô Thị A thập lục cô nương sao? Mặt trời nhỏ tò mò nhìn Tô Thị A thập lục, nói, thế nào thấy có điểm là lạ, cùng trước kia khác biệt. Đại thập lục ngẩng đầu nhìn to lớn mặt trời, thật chướng mắt, là phát dục sao, cái gì đều có thể bán đại lão cũng nghi ngờ nói. Đang khi nói chuyện, ba một tiếng, phảng phất như là khí cầu bị đâm nổ thanh âm. Trước mắt cái này lớn lên bản Tô Thị A thập lục nổ tung biến mất không thấy. Thì ra là thế, đó là cái hỏa diễm thế thân. Mặt trời nhỏ mỉm cười giải thích nói, hệ hỏa bảo mệnh pháp thuật, hỏa diễm thế thân pháp. Cái gì đều có thể bán đại lão tâm mát lạnh, hắn không khỏi nắm thật chặt trên người mình cái chăn, chỉ cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý. Tô Thị A thập lục tiểu cô nương từ trước đến nay bá Tống Hào ở chung một chỗ, bá Tống Hào lại đối đại nhân vật gì, lan đến gần nàng sao. Mặt trời nhỏ mỉm cười nói, ta, lại đi nhìn xem, cái gì đều có thể bán đại lão cắn răng nói. Không quan hệ, ta bên này không vội, cái gì đều có thể bán đạo hữu xử lý tốt sự tình về sau, lại đến tiếp tục giao dịch liền tốt. Yên tâm đi, ta chủ nói qua, sẽ không thua lỗ ngươi linh thạch, ngươi không cần lo lắng. Mặt trời nhỏ ôn hòa nói. Cái gì đều có thể bán đại lão nắm thật chặt trên người cái chăn, hắn đưa tay hất lên, hơn phân nửa thân thể xuyên qua không gian, chen người đến Tô Thị A thập lục tọa độ bên trong. Khô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Thần Long một mặt tâm tắc nhìn lấy nhà mình không gian giam cầm lần nữa bị người xuyên qua. Lần này tới chính là vị chư thiên vạn giới đều rất nổi danh nhân vật, tồn tại trong truyền thuyết cái gì đều có thể bán. Đây chính là vị rất khó người nhìn thấy vật, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, chư thiên vạn giới vô số người đều mong mỏi gặp hắn một lần, từ trong tay hắn mua chút đồ vật. Nhưng nếu là vô duyên, mọi người rất khó tìm đến hắn. Vị này ngoại trừ thương nhân thân phận danh dương vạn giới bên ngoài. Cái kia một thân thông thiên triệt địa không gian bí pháp, cũng là vạn giới nổi tiếng. Bị nhân vật như vậy xuyên qua không gian giam cầm, vẫn còn là có thể hiểu được một chút. Thần Long đã đang sử dụng tinh thần thắng lợi pháp, bản thân an ủi. Không bản thân an ủi bên dưới, Thần Long trong lòng đều muốn bị xuyên thành cái sàng, quá tâm tắc. Nhìn, cái gì đều có thể bán tiền bối tới. Tống Thư Hàng vui A đối Tô Thị A thập lục nói. Trong hư không? Cái gì đều có thể bán đại lão trước ngắm nhìn dáng người bình thường Tô Thị A thập lục, sau đó hắn lại u oán ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Lại là bá Tống. Mỗi lần gặp gỡ bá Tống liền không có chuyện tốt. Hắn đang suy nghĩ cho bảo khoán thêm cái điều khoản không thể tại bá Tống một cây số phạm vi bên trong sử dụng bảo khoán.
Gia hỏa này chính là hắn tai tinh. Kéo đen, đời này đều không muốn lại cùng hắn làm ăn. Nốt cái gì đều có thể bán đem ngươi kéo vào sổ đen liệt biểu, đồng bộ đang tiến hành. Cái gì đều có thể bán đã bị ngươi đồng bộ kéo vào đến sổ đen. Kế Hà Chỉ Ma Đế, bất diệt chi chủ, tiểu ban ban về sau, cái gì đều có thể bán đại lão thành sổ đen vị thứ tư tiến vào chiếm giữ đại lão. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán đại lão. Một lát sau, đại lão lộ ra nụ cười sán lạn. Diệu nha, cái này tâm tình một tốt, nụ cười của hắn đều đẹp ba phần. Cái kia, Tô Thị Tiểu Tiên Tử, thật có lỗi vừa rồi thao tác sai lầm. Cái gì đều có thể bán đại lão đối 16 đạo, ta tư nhân làm chủ, lại đền bù tổn thất ngươi điểm bảo vật đi. Ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? A Thập Lục không chút do dự nói, Long Châu, còn sống chân Long Long Châu, chỉ cần mượn dùng một chút là đủ. Cái gì đều có thể bán đại lão xoa cằm, khổ sở suy nghĩ. Mà sau lưng hắn, ta ác sen thế giới bên trong. Mặt trời nhỏ T233 hào bình tĩnh chuyển tuyến bạch chúa tể, ta chủ, có cái thú vị tin tức. Bá Tống Hào rốt cuộc bị cái gì đều có thể bán đạo hữu kéo đen, cái này xuất diễn chúng ta đợi hơn mấy tháng, rốt cuộc trở đến. Mặt trời nhỏ phát tin tức nói. Tà liên thế giới chỗ sâu, vang lên mấy cái phát ra từ nội tâm vui vẻ tiếng cười. Đón lấy đến đưa tin chính sự, mặt trời nhỏ T233 hào tiếp tục nói. Vị kia Tô Thị Tiểu Tiên Tử cần một khỏa Long Châu, hơn nữa còn nếu là còn sống chân Long Long Châu. Lại nhìn bên trên Bá Tống, tay trái ba khỏa Long Châu, tay phải ba khỏa Long Châu tạo hình, mặt trời nhỏ dùng dương quang đều có thể đoán ra Tô Thị Tiểu Tiên Tử là vì Bá Tống Hào muốn cái này Long Châu. Bá Tống Hào cần một cái còn sống Long Châu, cái gì đều có thể bán đạo hữu muốn vì Bá Tống Hào cung hóa. Đối với cửu U Chúa Tể tới nói, tin tức này thì có rất lớn thao tác đường sống. Dù sao cũng là cửu U Chúa Tể, có một số việc có thể buông tay đi làm, chư thiên vạn giới người đều có thể hiểu được. Ấm áp mặt trời nhỏ bắt đầu đem sự tình, một năm một mười hồi báo cho Bạch Chúa Tể. Đối diện, cái gì đều có thể bán đại lão lên tiếng hỏi, chỉ muốn mượn dùng một khỏa chân Long Long Châu là được, thật sao? Nói thế nào tốt đây? Cái này đại giới so với hắn trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Bằng mặt mũi của hắn, đi tùy ý tìm một vị chân long bằng hữu, mượn dùng một chút Long Châu lập tức liền trả lại lời nói, cơ hồ là không thành phẩm. Đúng vậy, mượn dùng là đủ, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Nhưng nhất định phải là chân long, Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, không thể kéo xuống Tống Thư Hàng viên này Long Châu cấp bậc. Ta hiểu được, chờ một lát ta đi làm xong một đơn làm ăn lớn, lập tức liền tới đây. Cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười nói. Lúc gần đi, hắn đối Tống Thư Hàng dùng sức phất tay. Gặp lại rồi ngài, gặp lại rồi Bá Tống Hào, lần này gặp nhau về sau, chính là vĩnh biệt. Tống Thư Hàng nhìn lấy nhiệt tình cái gì đều có thể bán đại lão, cũng chỉ đành mỉm cười đưa tiễn. Tà liên thế giới. Cái gì đều có thể bán đại lão trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, đối mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 Hào nói, đạo hữu không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu. Không vội, không quan hệ. Mặt trời nhỏ T233 Hào ôn hòa cười nói. Như vậy chúng ta kết xuống giấy tờ đi, cái gì đều có thể bán đại lão lập tức trông mong, vừa khẩn trương nói. Gấp một vạn lần lợi nhuận là hấp dẫn nhất hắn địa phương. Nhưng cân nhắc đến đối phương là cửu U Chúa Tể, lật lọng quả thực là chuyện thường ngày. Sở dĩ, coi như lấy không được đủ chán vạn lần lợi nhuận, cái gì đều có thể bán đại lão cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lợi nhuận chí ít không thể quá thấp. Từ một vạn xuống đến 7-8 ngàn lần lợi nhuận, hắn vẫn có thể tiếp nhận Bạch Chúa Tể vẫn có chút thành tín. Lần trước, nói đem hắn cái chăn trả lại, cuối cùng thật đúng là trả lại. Cũng chính bởi vì Bạch Chúa Tể so với cái khác cửu U sinh vật thoáng có chút thành tín, sở dĩ lần này hắn mới có thể kiên trì đến tà liên thế giới giao dịch. Nếu không, rõ ràng tự động tới cửa bị hố giao dịch, hắn mới sẽ không tiếp. Như vậy tính tiền, đầu tiên, lần này tiền hàng chúng ta trước giao một nửa. Còn lại một nửa các loại xác định hàng hóa không có vấn đề về sau, trả lại một nửa khác. Hiện thế hiện tại giao dịch đều dùng loại này phương án, chúng ta cũng phải cùng lúc câu tiến. Mà lại, chúng ta cũng cần xác định đạo hữu hàng phải chăng có vấn đề, đúng không? Mặt trời nhỏ chậm rãi nói, yên tâm, ta chủ thế nhưng là cửu U Chúa Tể, không thể lại quyệt nợ. Chỉ muốn hàng không có vấn đề, nhiều nhất trong nửa tháng, chúng ta liền sẽ đem còn sót lại tiền hàng bổ đủ. Chúng ta là có thành tín.
Mặt trời nhỏ lý do, hợp tình hợp lý, không cách nào phản bác. Cái gì đều có thể bán đại lão. Câu nói này nói ra, chính các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Sẽ không quyết nợ cửu u chúa tể vẫn là cửu u chúa tể. Thôi thôi, một nửa thì một nửa đi. Đại lão trong lòng, đã làm tốt chỉ lấy một nửa tiền hàng dự định. Một nửa cũng là 5.000 lần lợi nhuận, cũng đầy đủ. Mặc dù so tâm lý dự tính muốn ít một chút, nhưng còn tại cái gì đều có thể bán đại lão tâm lý trong giới hạn chịu đựng. Mặt trời nhỏ T233 hào tiếp tục nói, sau đó phải giao cái này một nửa tiền hàng. Nói đến đây lúc, hắn ngừng lập tức chỉ chốc lát. Cái này một nửa tiền hàng, còn có vấn đề, cái gì đều có thể bán đại lão trừng to mắt, tâm đều bị treo lên đến, tin hay không hắn lật bàn A. Liền xem như cửu u chúa tể, tại dính đến tiền phương diện, hắn cũng một bước cũng không nhường. Không, không có vấn đề, ta vừa rồi chỉ là tại tiếp thu ta chủ tin tức. Mặt trời nhỏ ấm áp nói, một nửa tiền hàng, chúng ta sẽ trực tiếp trả tiền mặt, toàn bộ dùng linh thạch tính tiền. Linh thạch thứ này, cửu u chúa tể cũng sẽ cất giữ một số, bất quá cất giữ lượng không lớn, bình thường cũng cơ bản không dùng được. Đương nhiên, cái này cất giữ lượng không lớn, là nhằm vào cửu u chúa tể cái khác bảo vật kho tới nói. Kỳ thật chân thực số lượng, vẫn như cũ cực lớn đến không cách nào thống kê. Cái gì đều có thể bán đại lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặt trời nhỏ T233 hào dương quang càng thêm sán lạn một chút làm ăn, cũng không thể mổ gà lấy trứng. Giai đoạn trước cần một số đầu tư, cái này một nửa tiền hàng lợi nhuận, chính là đầu tư một vòng. Xem ra, cái gì đều có thể bán đạo hữu rất hài lòng. Tiếp tục như vậy lại nhiều giao dịch mấy lần về sau, cái gì đều có thể bán liền sẽ buông ra. Mà lại, ta chủ là có thành tín cửu u chúa tể. Sở dĩ, còn lại một nửa tiền hàng, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái hóa đơn nhận hàng bằng chứng, cái này hóa đơn nhận hàng bằng chứng, giá trị liên thành. Nhiều nhất trong nửa tháng, chúng ta sẽ thông báo cho đạo hữu cầm hóa đơn nhận hàng bằng chứng tới cửa lấy hàng. Mặt trời nhỏ T233 hào nói bổ sung, mà lại cái này hóa đơn nhận hàng bằng chứng chúng ta sẽ cho ngươi một lần sử dụng cơ hội, cố mà chân quý. Cái gì đều có thể bán đại lão xứng sở bạch chúa tể, thật là cửu u chúa tể bên trong sen quân tử, ra nước bùn mà không nhiễm. Sau một khắc, mặt trời nhỏ T233 hào tế ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cái gì đều có thể bán đại lão. Lại tế ra chồng chất thành núi linh thạch, hoàn thành trả tiền. Cái gì đều có thể bán đại lão mở hộp ra chỉ thấy trong hộp, chứa một cái lập lòe tỏa sáng hạt châu. Đây là, Long Châu. Mà lại là còn sống chân Long Châu bên trong tràn đầy sinh cơ. Viên này Long Châu, đối với ta chủ mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường. Đạo hữu cố mà chân quý sử dụng nó. Mặt trời nhỏ T233 hào cười nói. Cái gì đều có thể bán đại lão khóe miệng co giật. Tốt a, hắn đã biết viên này Long Châu phải dùng làm sao. Hắn là biết bá Tống Huyền Thánh cùng cửu u bạch chúa tể ở giữa quan hệ. Lúc này, Tô Thị Tiểu Tiên Tử lại vừa vặn muốn một khỏa còn sống chân long Long Châu. Bạch chúa tể viên này Long Châu, là chuyên môn vì bá Tống chuẩn bị a. Mà vì mượn hắn tay, đem viên này Long Châu giao cho bá Tống, bạch chúa tể còn chụp hắn một nửa tiền hàng. Đây hết thảy đều là bá Tống Huyền Thánh nồi. Quả nhiên cùng bá Tống dính líu quan hệ, liền không có chuyện tốt. T233 đạo hữu yên tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt. Cái gì đều có thể bán đại lão nói vì hắn còn lại một nửa tiền hàng, việc này hắn đương nhiên sẽ làm giọt nước không lọt. Dứt lời, cái gì đều có thể bán đại lão mang đi linh thạch cùng Long Châu. Tiếp lấy hắn xuất hiện lần nữa tại Tống Thư Hàng vị trí tọa độ. Cái gì đều có thể bán đại lão lần nữa rung động đăng tràng, nửa người của hắn từ trong hư không hiển hiện, dùng một loại tự mang hồi âm âm điệu lên tiếng nói, tuổi trẻ Tô Thị Tiểu cô nương, người muốn là. Chân Long Long Châu liền tốt, Kim Long Châu cùng Ngân Long Châu chúng ta cũng đừng. Tống Thư Hàng đoạt đáp trả lời. Cái gì đều có thể bán đại lão mắt liếc Tống Thư Hàng, sau đó yên lặng xoay đầu lại, đem bá Tống không nhìn nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu như không cách nào làm đến mắt không thấy, vậy liền cho mình võng mạc thiếp tầng một loại bỏ lưới pháp thuật, chủ động loại bỏ bá Tống hình ảnh đi. Tô Thị A Thập Lục ho nhẹ một tiếng, nói, tiền bối, ta chỉ cần cho mượn chân Long Long Châu là đủ. Cái gì đều có thể bán đại lão uy nghiêm nhẹ gật đầu, hắn trịnh trọng đem cái hộp nhỏ đưa tới Tô Thị A Thập Lục trong tay, nói, đây là phi thường chân quý Long Châu, giá trị liên thành. Nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng một lần.
nếu như sử dụng lần thứ hai tạo thành Long Châu tổn thương, hết thảy trách nhiệm đều muốn từ bá Tống Huyền Thánh đến phụ trách. Giá trị của nó, đổi thành cửu phẩm linh thạch, có thể xếp thành một gò núi nhỏ. Ước tương đương hai cái lần trước bán bá Tống công đức bình thiên quan. Sở dĩ, tuyệt đối đừng làm bị thương hắn. Ta, Vọng Thiên, tương đương với hai cái công đức bình thiên quan. Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, lần trước một cái bình thiên quan giá cả thế nhưng là dòng giã một không gian pháp khí linh thạch. Vậy cơ hồ là hắn Tống Mỗ cả một đời cũng còn không lên nợ nần. Trước kia hắn còn đang suy nghĩ lấy, chờ thực lực tu vi sau khi tăng lên, tu sĩ kiếm lấy linh thạch tốc độ nhất định sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó liền có thể kiếm lời càng nhiều linh thạch trả nợ. Bỏ càng cao kiếm lời càng nhiều nha. Cái này lý luận không có tâm bệnh. Nhưng hiện thực loại này xương cảm giác đồ vật, chính là vì đâm thủng đầy đặn huyễn tưởng mà tồn tại. Theo đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn kiếm lấy linh thạch tốc độ hoàn toàn chính xác tăng lên chí ít có thể đánh cao cấp hơn quái, đi đổi cao cấp hơn linh thạch, đi độ khó cao hơn di tích, đi thu hoạch được cao cấp hơn chiến lợi phẩm. Nhưng vấn đề là, hắn tiêu tiền tốc độ tăng càng nhanh. Tiền thường thường còn chưa tới tay, liền đã không có. Một cái bình thiên quan nợ đầu đã ép đến hắn không cách nào xoay người. Nếu như lại thiếu hai cái bình thiên quan nợ nần, hắn có lẽ chỉ có lập tức mang lên Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối cùng Bạch Long tỷ tỷ đường chạy. Không đúng không đúng, Bạch Tiền Bối cũng là chủ nợ. Náo đâu, nào có chạy trốn còn muốn mang lên chủ nợ. Chạy trốn cũng không phải trò đùa, không phải ra ngoài du lịch. Nhưng nếu như chạy trốn không mang tới Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng lại sợ bản thân bị vùi dập giữa chợ sẽ chết người đấy. Trong lúc nhất thời, Tống Thư Hàng suy tư trong lòng ngàn vạn. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận cái hộp nhỏ này. Như vậy, giao dịch hoàn thành, cái gì đều có thể bán, đại lão trang trọng nói. Giao dịch, liền phải có loại này nghi thức cảm giác. Dạng này mới có thể để khách hàng cảm giác mình tiêu tiền trị liền cùng mua xe phải có cái nghi thức là một cái đạo lý. Đại lão xin dừng bước, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái gì đều có thể bán tiền bối, tiếp nhận viên này Long Châu trước tiên ta hỏi một chút, viên này Long Châu không có vấn đề a? Tốt a, không hư mất a. Dù sao cái này chỉ hai cái công đức bình thiên quan đâu, không phải do hắn không ở thêm cái tâm nhãn lưu thêm cái tâm nhãn về sau, hắn Tống mỗi người chính là năm con mắt nam nhân. Cái gì đều có thể bán, đại lão nghe được vấn đề này lúc, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt. Sắc mặt một trận biến hóa. Đại lão biến sắc, Tống Thư Hàng sắc mặt cũng cùng biến. Cái gì đều có thể bán, đại lão sắc mặt này biến liền cùng xuyên kịch trở mặt đồng dạng, hắn không phải là muốn hố ta. Viên này Long Châu là xấu. Cái gì đều có thể bán, đại lão muốn từ trong tay của ta hố hai cái công đức bình thiên quan tiền. A Thập Lục cẩn thận, trước không mở ra cái hộp này. Tống Thư Hàng truyền âm nói. Mà trong hư không cái gì đều có thể bán, đại lão cũng là hối hận thanh ruột. Bất cẩn rồi, cùng cửu u chúa tể tiến hành giao dịch, bản thân lại còn phạm vào chủ quan mau bệnh. Tại thu đến mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào Long Châu thời điểm, hắn cứ nhiên không có nghiêm túc kiểm hàng. Lúc đó, hắn chỉ là thô sơ giản lược mắt nhìn Long Châu bộ dáng, xác định là còn sống chân Long Long Châu. Nhưng hắn nhưng không có đem Long Châu từ trong hộp lấy ra, nghiêm túc xem hắn có hay không bị hao tổn. Nếu như cái này Long Châu có vấn đề, cái kia còn sót lại một nửa tiền hàng, chẳng phải là muốn bay. Khẳng định là tại cái kia tà liên thế giới lúc, ta nhận lấy cửu u chúa tể ý chí ảnh hưởng, cứ nhiên phạm vào trọng đại như vậy sai lầm. Cái gì đều có thể bán, đại lão thầm nghĩ trong lòng. Cửu u chúa tể, khủng bố đến cực điểm. Lần sau đi tà liên thế giới trước khi giao dịch, trên người mình nhất định phải nhiều bộ mấy cái phép thuật phụ trợ, chống cự cửu u chúa tể ảnh hưởng. Trên thực tế, cái này Long Châu tới tay lúc, ta cũng không có nghiêm túc kiểm hàng. Trong hư không, cái gì đều có thể bán, đại lão nặng nề nói, đây là ta năm nay phạm vào cái thứ hai giao dịch thượng sai lầm lớn. Cái thứ nhất sai lầm lớn là quen biết bá Tống. Sở dĩ, trong cái hộp này Long Châu đến cùng phải hay không tốt, ta cũng không xác định. Có thể là tốt, có thể là hỏng. Từ cái nào đó chứ danh nhà vật lý học nói lên lý luận mà nói, trong hộp Long Châu là tốt là xấu, hẳn là đồng thời tồn tại. Sinh tử của nó ở vào điệp ra trạng thái. Chỉ có mở hộp ra, người mới có thể biết cái này Long Châu sống hay chết. Cái gì đều có thể bán, đại lão chân thành nói. Bạch Long tỷ tỷ cười nói, tiết định ngạc Long Châu. Ta mặc kệ điểm ấy. Tống Thư Hàng nói, ta chỉ muốn biết, nếu như Long Châu là xấu,
tính trách nhiệm của ai. Cái gì đều có thể bán, đại lão ngẩng đầu vọng thiên. Hắn cảm giác mình rất có thể muốn bị hố. Bạch Thánh, ngươi thấy thế nào? Cái gì đều có thể bán, đại lão đột nhiên nhìn về phía Bạch Tiền Bối, hỏi. Mở đi, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, ta vẫn chờ nhìn Tống Thư Hàng hoài bảy bào thai nguyên anh. Cái gì đều có thể bán, đại lão cười ha ha một tiếng, trong lòng đại định, phóng khoáng nói, mở, hỏng coi như ta. Tô Thị A thập lục ngón tay thon dài mở ra hộp nhỏ. Theo hộp mở ra trong nháy mắt, có cái phong ấn bị giải khai. Long châu tách ra ánh sáng nhu hòa. Viên này long châu, bên trên thần long cùng bạch long tỷ tỷ đồng thời phát ra tiếng. Hai tôn long tộc đại lão, cùng một thời gian cảm ứng ra viên này long châu không giống bình thường. Viên này long châu đẳng cấp phi thường cao. Mà lại, nó chủng loại cũng phi thường đặc thù. Loại cảm giác này, là long ma sao? Bạch long tỷ tỷ lên tiếng nói. Long ma, nghe rất quen tai, đúng, long ma dược tề. Tống Thư Hàng nghĩ tới, chính là có thể tăng cường tu sĩ thể chất long ma dược tề, uống sau còn có thể kết kén cái kia. Tô Thị A thập lục nghi hoặc hỏi, long ma cũng là chân long sao? Long ma không phải vực ngoại thiên ma bên trong một loại sao? Theo tu sĩ thủ đoạn không ngừng tăng lên, vực ngoại thiên ma đối hiện thế mà nói, đã sớm không còn là tai nạn, mà là có thể soát ban thưởng giã đổ boss, rất thụ tu sĩ giới hoan nghênh, tốc độ chậm đều soát không đến cái chủng loại kia. Đây cũng là ta không thể nào hiểu được một điểm, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đụng một cái viên này long châu. Loại khí tức này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Long châu nội bộ còn ẩn giấu đi vực ngoại thiên ma cuồng loạn. Nhưng là, long ma cũng sẽ có long châu. Sử dụng trước đó thần long hồi phục Tống Thư Hàng lời nói, ngươi đem chúng ta chân long long châu xem như cái gì rồi. Không phải tất cả hạt châu đều là long châu. Không phải tùy tiện con nào a miêu a cẩu phun ra đều để long châu. Long ma loại này phân loại đến vực ngoại thiên ma chủng loại chủng tộc, lại ngưng tụ ra một khỏa chân chính long châu. Cái này khiến thần long cùng bạch long tỷ tỷ hai tôn long tộc đại lão, có chút không thể nào hiểu được. Đơn giản tới nói, loại cảm giác này tựa như là ngày nào đó, một đầu trong mồm chó đột nhiên phun ra cự hình ngà voi đồng dạng không hài hòa. Vực ngoại thiên ma, bản thân liền rất cổ quái. Lúc này, Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Điểm ấy kỳ thật chư thiên vạn giới người tu luyện, đều lòng có cảm giác. Vực ngoại thiên ma mỗi lần ngẫu nhiên sau khi xuất hiện, cũng chỉ biết phá hư hết thảy trước mắt. Sở dĩ, mỗi khi vực ngoại thiên ma hiện thân lúc, những người tu luyện nhất định phải trước tiên bên trong giải quyết hết bọn chúng, miễn cho bọn chúng cho hiện thế tạo thành càng lớn phá hư. Mà tại vực ngoại thiên ma bị xử lý về sau, mọi người phát hiện bọn chúng trên người hoặc là thể nội, sẽ mang theo đủ loại bảo vật. Có linh thạch, thậm chí có pháp khí, thậm chí có chân quý đan dược hoặc là thiên tài địa bảo dược liệu loại hình đồ vật. Những người tu luyện phỏng đoán rất nhiều. Có người cho rằng đây là vực ngoại thiên ma nhóm đánh chết tu sĩ về sau, bản năng từ những người tu luyện trên người chiếm lấy chiến lợi phẩm, mang ở trên người. Cũng có người cho rằng, vực ngoại thiên ma nhóm rất có thể từng có qua một cái tu chân văn minh. Bọn chúng tại biến thành bây giờ loại này không lý trí chút nào, chỉ biết là phá hư bộ dáng trước, khả năng cũng có được qua một cái thuộc về bọn chúng phồn vinh thịnh thế. Bạch Tiền Bối tiếp tục phỏng đoán nói không chừng. Long ma đang bị hóa thành vực ngoại thiên ma trước đó, đã từng là chân long bên trong một loại. Là cái nào đó hệ thống tu luyện bên trong long tộc. Thần long lâm vào trầm mặc, không biết muốn thế nào trả lời cái này cùng muốn một cái nhân loại bình thường, đi thừa nhận một con khỉ lớn là mình đồng bào là một cái cảm giác. Bạch Long tỷ tỷ trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cái gì đều có thể bán đại lão. Viên này long châu đến từ cái gì đều có thể bán chi thủ, mà lại long châu đối ứng chân long huyết ma cũng còn sống. Như vậy cái gì đều có thể bán là từ đâu, đạt được long châu. Đừng nhìn ta, lúc này giao dịch ta cũng là trung gian thương. Viên này long châu không phải ta, chờ các ngươi sau khi dùng xong, ta còn phải mang về trả lại đối phương. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Tống Thư Hàng tóc hóa thành một cái tay nhỏ bé, từ Tô Thị A thập lục trong tay tiếp nhận long ma long châu, hỏi, thần long tiền bối, viên này long châu. Ta có thể sử dụng sao? Trên lý luận mà nói. Có thể sử dụng, thần long nói. Chỉ cần là chân long long châu, liền có thể đi. Đã như vậy, xem ta, Tống Thư Hàng thử nghiệm thôi động xem xét bí pháp. Xem xét bí pháp kích hoạt. Tống Thư Hàng trên gương mặt xuất hiện một đạo vết thương nhỏ, xem xét đại giới cực thấp. Đồng thời, một cái tin tức phản hồi đến đầu óc hắn.
đến từ một vị nào đó cửu u chúa tể bảo vật, Long Ma Long Châu. Đơn giản rõ ràng tin tức. Khó trách giám định đại giới thấp như vậy. Tống Thư Hàng ý đồ tiếp tục thôi động xem xét bí pháp, muốn đạt được càng nhiều tin tức hơn, nhưng không có kết quả. Xem bộ dáng là tín hiệu bị người Vi Bình che sao. Tống Thư Hàng đưa tay, nắm vuốt Long Châu, giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát. Bây giờ cửu u thế giới bên trong, có hai vị chúa tể. Sở dĩ, viên này Long Châu là của ai? Hẳn là Bạch Tiền Bối A. Trong lòng của hắn rất nhanh hạ phán đoán. Nếu như là béo cầu đại lão Long Ma Long Châu, cái kia tại hắn nắm Long Châu trong nháy mắt, nói không chừng Long Châu liền phóng thích vô giải kịch độc đem hắn độc chết. Sở dĩ, nên là Bạch Tiền Bối thủ đoạn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tại Long Châu lên hít hà, không có gì hương vị, cũng nghe không ra Bạch Tiền Bối khí tức tới. Muốn ăn rơi hắn sao? Bên cạnh Bạch Tiền Bối đột nhiên lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối thanh âm, phảng phất mang theo một loại ma lực. Hoặc là nói, thanh âm của hắn tựa hồ kích hoạt lên cái này Long Ma Long Châu một loại nào đó năng lực. Tại Bạch Tiền Bối vừa dứt lời thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác cái này Long Ma Long Châu tốt hương. Thật là thơm, rất muốn đưa nó ăn hết. Viên này Long Ma Long Châu ở trong mắt Tống Thư Hàng, trong nháy mắt biến thành tuyệt thế mỹ vị, không cách nào dùng ý chí đi chống cự mỹ vị. Nước bọt không ngừng bài tiết đi ra. Bụng cũng lập tức biến đói khát. Dịch vị bài tiết. Thế là, Tống Thư Hàng bóp lên Long Châu, một thanh đưa nó nuốt xuống. Ta gõ, trong hư không, cái gì đều có thể bán đại lão cấp kêu thành tiếng. Bá Tống Huyền Thánh, quả nhiên là cái hố trời. Lớn như vậy một khỏa Long Châu, cứ nhiên trực tiếp liền nuốt. Tâm thật mệt mỏi, không muốn gặp lại Bá Tống Huyền Thánh lần sau nếu như cùng Bá Tống ở giữa còn có giao dịch. Hắn muốn đem bản thân khả ái đệ tử kéo qua, để cho nàng cùng Bá Tống hoàn thành giao dịch. Mà hắn muốn lui khỏi vị trí phía sau màn. Cứ như vậy, vạn nhất bởi vì Bá Tống tao thao tác, thiếu nợ khổng lồ, cũng có thể dùng bản thân khả ái đệ tử gán nợ. Bên trên Thần Long cùng Tô Thị A Thập Lục một mặt im lặng. Ăn ngon không? Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười một tiếng. Tống Thư Hàng bản năng gật đầu, ăn ngon, hương, dư vị vô tận. Ăn còn muốn ăn. Mà lại, ăn hết về sau, hắn rốt cục xác định đây là Bạch Tiền Bối đồ vật. Mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng Long Châu chỗ sâu ẩn giấu đi Bạch Tiền Bối khí tức. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, nhắc nhở, đây chính là giá trị hai cái công đức bình thiên quan Long Châu. Tống Thư Hàng. Bá Tống tiểu hữu, Long Châu thế nhưng là ngươi nuốt vào, nếu như Long Châu có tổn thương, tiền này muốn ngươi bồi đó a. Trong hư không, cái gì đều có thể bán đại lão lập tức nói, cái này nợ. Hắn cũng không lưng. Tống Thư Hàng đột nhiên bừng tỉnh, hắn dùng sức vỗ bộ ngực của mình, muốn đem Long Châu từ trong miệng phun ra. Không cần phiền toái như vậy, Bạch Tiền Bối nói. Hắn tiến lên một bước, đưa tay bưng lên Tống Thư Hàng đầu, nhẹ nhàng nhấc lên. Thư Hàng đầu bị từ trên cổ nhấc lên. Cái viên kia Long Châu, kẹt tại dưới cổ phương vị đưa, lập lòe tỏa sáng. Tống Thư Hàng đầu cùng thân gỗ là kề cận. Trên bản chất miệng của hắn cùng bụng không có đánh thông. Nuốt vào đồ vật, cũng sẽ không rơi xuống thân gỗ bên trong đi. Sở dĩ, coi như hắn lại thế nào dùng sức vỗ ngực thân, cũng vô pháp đem Long Châu cho phun ra, dù sao vốn là không rơi xuống trong bụng. Thập Lục, đến đem Long Châu khu xuất tới. Bạch Tiền Bối nói. Đợi đã Bạch Tiền Bối, từ dưới cổ diện móc lời nói có thể hay không cảm giác rất kỳ quái. Tống Thư Hàng kêu lên. Đang khi nói chuyện, từ nơi này Mai Long Ma Long Châu bên trong, có rất nhiều sợi tơ kéo dài ra, lấy Tống Thư Hàng cổ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đồng thời, còn có sợi tơ từ Tống Thư Hàng trong miệng toát ra. Đây là muốn kết cái kén. Kết kén loại sự tình này, Tống Thư Hàng am hiểu. 9 năm chế giáo dục bắt buộc mặc dù không dạy hắn kết kén, nhưng hắn tự học thành tài. A, bên trên Thần Long thấy thế, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hắn nhắc nhở, đem còn sót lại 6 viên Long Châu, phóng tới hắn bên cạnh đi. Cái này Long Ma Long Châu lực lượng bị kích hoạt lên. Bạch Đạo Hữu, Tô Thị Tiểu Cô Nương, Bạch Long Thiên Tử, các người phối hợp một chút, đem Long Châu bên trong lực lượng, toàn bộ kích hoạt. Mặt khác, Thư Hàng Tiểu Hữu, nghe ta khẩu lệnh, ta đem viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp trình tự giảng giải cho ngươi, hảo hảo nghe. Tóm lại, không thời gian, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng sinh Nguyên Anh. Thần Long tiền bối, cái này không đúng sao?
không phải đã nói để cho ta trước giải xong viên Long Nguyên Anh diệu pháp, lại từ tiền bối từng bước một dẫn đạo ta tiến vào Nguyên Anh sinh con giai đoạn. Hiện tại làm sao vừa lên đến liền muốn sinh mổ nhanh tiết tấu. Ta là Tống Thư Hàng, ta hiện tại hoảng ép một cái. Ta không biết đón lấy đến ta gặp chuyện gì, trực giác nói cho ta biết, nguyên bản thần Long tiền bối dự định tốt kế hoạch bây giờ đã triệt để sập bàn. Ta không biết ta sau đó phải kinh lịch cái gì. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tốt hoảng. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại không phát ra được lời nói, trong miệng hắn không ngừng phun ra tơ tằm, viên kia bị hắn nuốt vào Long Ma Long Châu bị triệt để kích hoạt. Đồng thời, tại thần Long dẫn đạo bên dưới, Bạch Tiền Bối, Bạch Long Tỷ Tỷ, Tô Thị A Thập Lục, đồng thời bắt đầu kích hoạt cùng mình đối ứng viên kia Long Châu. Sau đó thần Long cùng Tiểu Ban Ban, Côn Na Tiên Tử ba khỏa Long Châu, cũng nhất nhất bị kích hoạt. Sáu viên Long Châu tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu làm thành một cái quang hoàn, không ngừng xoay tròn lấy, cùng bị hắn nuốt vào Long Ma Long Châu hô ứng lẫn nhau. Thần Long tiền bối dùng một loại thanh âm trầm thấp, bắt đầu giảng giải viên Long Nguyên Anh diệu pháp trình tự. Bạch Long Tỷ Tỷ bắt đầu tự động phiên dịch quá trình. Tống Thư Hàng sử dụng quần thể truyền âm thuật nói, đợi đã, thần Long tiền bối. Ta nghĩ một bên tu luyện viên Long Nguyên Anh diệu pháp, một bên kết cái kén được chứ. Kết kén, thần Long nhìn qua Tống Thư Hàng trong miệng không ngừng phun ra sợi tơ, tốt ha, ngươi thử một chút đi. Nhưng là tại kết kén thời điểm, ngươi nghìn vạn lần phải chú ý phối hợp ta, không muốn thất thần. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng trả lời. Dứt lời, đầu của hắn bắt đầu thuần thục đong đưa. Bên trên Bạch Tiền Bối vẫy tay, trên mặt đất bùn đất cuốn lên lên vì, tại Tống Thư Hàng bên người hóa thành ba bức tường, cái này khiến Tống Thư Hàng tại kết kén thời điểm, có thể có cái điểm chống đỡ. Bạch Tiền Bối cũng là kết qua kén, biết Tống Thư Hàng cần. Nhìn lấy Tống Thư Hàng thuần thục kết kén bộ dáng, thần Long Tiền Bối trong lòng hơi động, nói, hẳn là bá Tống Huyền Thánh là con sâu gióm yêu. Nhìn bá Tống cái này tư thế, hiển nhiên không phải lần đầu tiên kết kén, như thế thuần thục. Không phải trùng yêu lời nói lại có ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng, đi học kết kén. Vốn cho rằng bá Tống là nhân tộc, chẳng lẽ mình nhìn lầm. Phốc Bạch Long Tỷ Tỷ nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Câu này nàng không có phiên dịch, mà là chứng trạc đàng hoàng dùng long ngữ hồi phục thần long, đúng, mà lại Thư Hàng vẫn là một đầu cấn tay tiểu côn trùng. Điểm ấy chư thiên vạn giới có mấy vị đại nhân vật đều công nhận. Trong đó có mấy vị, thậm chí là mạnh hơn ta lão tiền bối. Bên trên Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười. Nàng từ khi thức tỉnh chân long huyết mạch về sau, từ trong huyết mạch thu hoạch được đến một chút tri thức truyền thừa. Trong đó có một ít vụn vặt long ngữ truyền thừa, cho nên nàng có thể nghe hiểu đơn giản một chút long ngữ. Bạch Long Tỷ Tỷ và thần Long vừa rồi đối thoại, nàng vừa vặn nghe hiểu. Bạch Long Tỷ Tỷ ngươi dạng này lừa dối thần Long tiền bối, vạn nhất hắn tuyên truyền ra làm sao bây giờ? A Thập Lục nhỏ giọng nói. Đây là chuyện tốt, Bạch Long Tỷ Tỷ ôn nhu nói, che giấu mình tin tức, để cho người ta bắt không được bản thân nền tảng, phi thường có chỗ tốt. Thử nghĩ tương lai, nếu có người muốn gây bất lợi cho Thư Hàng, sau đó bọn chúng dùng nhằm vào trùng yêu phương pháp đến nhằm vào Thư Hàng, nhưng lại không được hiệu quả, không phải sẽ rất thú vị sao? Tại sao phải giả thiết Thư Hàng bị người nhằm vào A? A Thập Lục vốn định phản bác, nhưng nàng nhớ một chút Tống Thư Hàng mấy tháng này kinh lịch về sau. Đột nhiên không biết muốn làm sao phản bác cho phải. Tiểu Thập Lục hiện tại tâm tình siêu phức tạp. Bên cạnh, thần Long trước đem viên Long Nguyên Anh diệu pháp nội dung, cho Tống Thư Hàng đơn giản giảng thuật một lần, để hắn trước đem công pháp nội dung khắc trong tâm khảm. Đây coi như là đơn giản bàn giao bên dưới mang thai sinh con trình tự, làm tốt sản phụ trong lòng công tác. Đương thần Long giới thiệu xong công pháp lúc, Tống Thư Hàng kén đã kết cái hệ thống. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là cấn tay sâu gióm tinh, liên kết kén tốc độ đều không thể tầm thường so sánh. Sau đó, hắn bắt đầu dẫn đạo Tống Thư Hàng tiến vào chính đề. Tiếp đó, bá Tống trong lòng ngươi đọc thẩm viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp Quyển 1, khẩu quyết, lại đem Long Châu bên trong Long Lực dẫn đạo đến Linh Hồ bên trong, để Long Lực cùng Linh Hồ tiếp xúc. Thần Long bắt đầu nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, tiền bối, ta có 7 cái tiểu đan điền Linh Hồ. 7 cái Long Châu, ta muốn làm sao phân phối? Trời mới biết muốn làm sao phân phối a, một hơi 7 bào thai ta cũng không có trải qua. Thần Long gật gù đắc ý nói, nếu không ngươi tùy duyên phân phối. Bạch Tiền Bối gật đầu đồng ý nói, nếu như không có cụ thể phương án, nhắm mắt lại, tùy ý lựa chọn là ý kiến hay.
Tống Thư Hàng. Phương án này, chỉ thích hợp Bạch tiền bối chính ngươi nha, ngươi nhắm mắt lại tùy ý một tuyển khẳng định chính là tốt nhất phương án. Những người khác nếu là học lời của ngài, sẽ chết. Nếu không, để Long Châu Long Lực tự động lựa chọn. Bạch Long tỷ tỷ đề nghị, Long Châu bên trong Long Lực mặc dù không có ý thức, nhưng vật họp theo loài. Nói không chừng bọn chúng sẽ tự động tìm kiếm thích hợp nhất tiểu đan điền dung hợp. Ta thử một chút đi, Tống Thư Hàng thở dài. Công tác chuẩn bị không đủ. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hắn cùng vị tiền bối ngồi xuống, hảo hảo nghiên cứu Long Châu thuộc tính, lại nghiên cứu bản thân bản mệnh tiểu đan điền thuộc tính, đưa chúng nó từng cái xứng đôi. Sau đó lại theo xứng đôi kết quả, từng cái đem Long Châu Long Lực cùng bản mệnh đan điền linh hồ đối ứng. Nhưng bây giờ, hắn đây coi như là sinh non, không nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Tống Thư Hàng ý thức, chìm vào đến bản thân bản mệnh đan điền bên trong nho ra thánh nhân thánh huyết thật là một cái đồ tốt, hắn tại Tống Thư Hàng nhục thân bị hủy diệt trước đó, lộ ra thứ trọng yếu nhất. 7 viên Long Châu lực lượng, tại Long Châu các chủ nhân kích hoạt bên dưới, trước dung nhập Tống Thư Hàng đầu, lại dọc theo thánh huyết toàn bộ tiến vào bản mệnh đan điền. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền phì kình kim đan phía trên hiện lên 7 viên Long Châu hình chiếu. Như vậy tiếp đó, chính các ngươi động đi. Tống Thư Hàng đối 7 viên Long Châu Long Lực hình chiếu nói, phía trước có 7 cái tiểu đan điền, các ngươi lựa chọn một cái mình thích địa phương tiến vào chiếm giữ đi. Cao lạnh, bản thân động, JPG. Sau một lúc lâu, 7 viên Long Châu hình chiếu không phản ứng chút nào. Để chúng nó bản thân tìm kiếm phù hợp tiểu đan điền kế hoạch tuyên cáo phá sản. Không có biện pháp, đành phải tùy duyên. Tống Thư Hàng tìm được trước Tô Thị A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu. So sánh cái khác Long Châu, A Thập Lục Long Châu lực lượng nhỏ nhất, tương đối tốt thao tác. Tống Thư Hàng thận trọng dùng niệm lực bao trùm A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu, chuẩn bị đưa nó na di đến số 1 tiểu đan điền bên trong. A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu, bị một chút xíu xê dịch, từ phì kình kim đan đỉnh đầu rời. A, hả, ngoại giới, A Thập Lục nháy nháy mắt. Đừng lo lắng. Long Châu lực lượng bị chuyển di cũng cùng linh hồ dung hợp lúc, Long Châu đối ứng chân Long hội có đang tại đằng vân giá vụ thi vũ ảo giác, đây là hiện tượng bình thường. Thần Long lên tiếng nói. Đằng vân giá vụ, A Thập Lục một mặt phi diệu nàng cảm giác mình giống như là bị một đôi tay ấm áp bưng lấy, sau đó tại kịch liệt lay động. Bản mệnh đan điền bên trong. Nương Tống Thư Hàng thật vất vả đem A Thập Lục Long Châu Long lực hình chiếu na di mở ra lúc, dưới đáy nguyên bản lười thành heo phì kình kim đan, đột nhiên mở mắt. Hắn tựa như là bị đoạt đi âu yếm đồ chơi, dùng sức nhảy lên. Ăn ta một chiêu thủy tiên dược nha. Y như dĩ vãng xinh đẹp tư thế. Cá voi nhảy dựng lên, dài rộng thân thể lại bộc phát ra hoàn toàn không xứng đôi linh mẫn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nhìn lấy A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu, bị phì kình một thanh nuốt vào. Cản đều cản không được. Cái này xuẩn cá voi, thật sự không cứu nổi. Vì cái gì hắn chính là không nhớ lâu đâu. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi thứ đều có thể ăn, đạo lý này hắn vì cái gì chính là không hiểu. Ngoại giới Tô Thị A Thập Lục, một mặt cổ quái. Lần này ta cảm giác, ta Long Châu tựa hồ bị thứ gì nuốt mất. Tiểu Thập Lục cố gắng hình dung loại cảm giác phi diệu này. Bị nuốt vào đi, cái này tiết tấu không đúng. Thần Long một mặt hiếu kỳ. Chưa từng nghe nói, ai tu luyện viên Long Nguyên Anh diệu pháp lúc, sẽ để cho chân Long cảm giác mình Long Châu bị nuốt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có nho ra thánh nhân thánh huyết cách trở, thần Long căn bản là không có cách nhìn thấu Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền linh hồ tình huống. Phiền toái hơn chính là, theo Tống Thư Hàng kết kén tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn cũng dần dần bị kén bao khỏa, liền hình dạng của hắn đều muốn thấy không rõ lắm. Kén bên trong. Dù cho A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu bị phì kình nuốt vào, Tống Thư Hàng cũng là một mặt bình tĩnh. Kinh lịch nhiều hơn, điểm ấy tiểu phong lãng đã không cách nào làm cho hắn động dung. Bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, một hồi chỉ muốn đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, cái này xuẩn thôn tính bao nhiêu, liền phải phun ra bao nhiêu. Mặt khác, phì kình kim đan thủy tiên dược, để hắn nhớ tới hắn ngũ phẩm lúc sự. Tống Thư Hàng hồi tưởng lại lúc trước những cái kia tiểu kim đan dung nhập bản thân bản mệnh đan điền lúc. Cũng là như thế bị phì kình nuốt vào. Sau đó, những thứ này tiểu kim đan bị gạt ra về sau, tiểu kim đan nhóm liền sẽ tự động tìm kiếm một cái tiểu đan điền vào ở.
nếu như ta để cái này xuẩn cá voi đem tất cả Long Châu lực lượng hình chiếu nuốt, sau đó lại để công đức xà mỹ nhân đem Long Châu hình chiếu một lần nữa gạt ra, Long Châu nhóm có thể hay không chủ động đi tìm thích hợp nó nhóm tiểu đan điền linh hồ. Cái này nhưng so sánh tùy duyên tốt hơn nhiều lắm. Có thể thử một lần. Thế là, Tống Thư Hằng bắt đầu một chút xíu dùng niệm lực, na di phì kình kim đan đỉnh đầu còn lại 6 viên Long Châu. Quả nhiên cái này xuẩn cá voi, không cứu nổi. Tống Thư Hằng mỗi chuyển một khỏa Long Châu, hắn liền sẽ vội vàng nhảy lên, đem Long Châu hình chiếu lực lượng nuốt vào. Ngoại giới, Bạch Long tỷ tỷ, Thần Long sắc mặt, lần lượt biến động. Hai tôn Long tộc đại lão, đồng dạng cảm giác đến bản thân Long Châu tựa hồ bị người nuốt vào. 7 viên Long Châu toàn bộ bị nuốt vào về sau, Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra. Vốn cho rằng công đức xà mỹ nhân lột cá voi tuyệt kỹ tại ngũ phẩm về sau, liền không có đất dụng võ, không nghĩ tới tại lục phẩm thời điểm, kỹ năng này còn có thể phát huy được tác dụng. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hằng sau lưng hiện hình. Nàng duỗi lưng một cái, thân thể xuất hiện tại kén lớn bên ngoài. Đây là sao? Công đức chi quang, Thần Long nhìn qua công đức xà mỹ nhân. Mặc dù nói công đức chi quang đến hậu kỳ, có thể cụ hiện hóa thành các loại bộ dáng. Nhưng giống bá tống loại này sinh động như sống công đức chi quang, Thần Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Long lần này thức tỉnh, còn chưa kịp tới nhìn một vị nào đó họ Tống huyền thánh giảng pháp, đối công đức xà mỹ nhân còn không hiểu rõ. Công đức xà mỹ nhân hiện thân về sau, đầu tiên là nhìn một vòng. Nàng nhìn thấy Thần Long, Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A Thập Lục còn có Bạch Tiền Bối, đều tại đứng xem nàng, thế là có chút ngượng ngùng. Thế là, cái đuôi của nàng cuốn lên. Nàng bưng bít lấy lồng ngực của mình, chậm rãi ngã xuống. Chết rồi. Thần Long một mặt mộng bức. Đừng đùa, tiên tử, ta cái này sinh non đây. Nhanh hỗ trợ, Tống Thư Hằng thanh âm, từ kén bên trong truyền ra. Sau đó, công đức xà mỹ nhân bình tĩnh từ dưới đất bò dậy. Nàng dán tại kén bên trên, hai tay xuyên thấu kén, trực tiếp tiến vào Tống Thư Hằng bản mệnh đan điền. Nho ra thánh nhân thánh huyết, cũng không có ngăn cản bàn tay nhỏ của nàng. Nàng thuần thục bắt lấy cái kia phì kình. Phì kình mặc dù so trước kia càng cường đại, càng linh hoạt. Nhưng công đức xà mỹ nhân, biến càng cường đại. Phì kình tại bản mệnh đan điền bên trong tránh né hai lần, liền bị công đức xà mỹ nhân bắt lấy. Sau đó tại phì kình không âm thanh rên rỉ bên trong, từng khỏa Long Châu bị ép ra ngoài. Bị gạt ra, là Long Châu. Bị hắn nuốt xuống, là 7 viên Long Châu lực lượng hình chiếu. Nhưng bị gạt ra lại là hàng thật giá thật Long Châu. Ăn chính là cỏ, vắt chính là sữa. Đây là muốn phát đạt a. Đây là Tống Thư Hằng trong đầu ý niệm đầu tiên. Nếu như phì kình kim đan, thật có thể thông qua nuốt vào Long Châu lực lượng hình chiếu sau đó sinh Long Châu. Là hắn có thể kháo bán Long Châu phát tài a. Hắn Tống Mỗ Nhân, rốt cục đạt được một đầu có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phát đạt làm giàu đường đi. Kim thủ chỉ. Không, phải nói là Long Châu thủ chỉ. 7 thật là một cái may mắn số lượng. Một tuần có 7 ngày, bắt đầu là 7 ngôi sao, Long Châu có 7 viên. Cái này công đức xà mỹ nhân, đang làm gì? Thần Long hiếu kỳ hỏi. Hẳn là tại. Tô Thị A Thập Lục giảng đến một nửa lúc, đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện, nếu như nói lại xuống dưới, miêu tả sẽ cho nhân tạo thành to lớn hiểu lầm. Xong rồi, lúc này, Tống Thư Hằng thanh âm từ kén bên trong phát ra. Tiếng kêu của hắn, vừa vặn cắt ngang Tiểu Thập Lục xấu hổ. Hết thảy 7 viên Tiểu Long Châu, tại phì kình kim đan bên cạnh múa. Trải qua phì kình kim đan nuốt vào, bị gạt ra quá trình về sau. Tống Thư Hằng cảm ứng được cái này 7 viên Tiểu Long Châu cùng hắn ở giữa, có một loại thân mật vô gian cảm giác thân thiết. Thế là, hắn lần nữa nếm thử đối cái này 7 viên Tiểu Long Châu ra lệnh, đi thôi, bọn nhỏ, đi tìm thích hợp các ngươi Tiểu Đan Điền vào ở đi. Lần này, Tiểu Long Châu nhóm rất cho mặt mũi. Đầu tiên động chính là đối ứng A Thập Lục viên kia Tiểu Long Châu từ A Thập Lục Long Châu lực lượng kết hợp phì cá voi kim đan, đản sinh nho nhỏ A Thập Lục Long Châu. Hắn trước một bước khởi động, dọc theo bản mệnh đan điền đi ngược dòng nước. Cuối cùng, hắn tọa lạc ở thứ nhất tiểu kim đan biến thành linh hồ bên trong. Đây là Tống Thư Hằng thể nội bình thường nhất tiểu kim đan, phổ phổ thông thông cửu long văn tiểu kim đan. Ngay sau đó là Bạch Tiền Bối thả ra viên kia thận long long châu, hắn tiến vào thứ hai linh hồ thất thải yêu đan biến thành linh hồ bên trong.
Tống Thư Hàng suy đoán đây là bởi vì cả hai đều mơ hồ cùng Thận Long lực lượng có liên quan nguyên nhân. Bạch Long tỷ tỷ đối ứng Tiểu Long Châu, tiến vào thứ ba Tiểu Đan Điền, công đức kim toàn biến thành linh hồ bên trong, có lẽ là Bạch Long tỷ tỷ hiện tại trạng thái cùng công đức chi thể tương tự, cho nên nàng Long Châu cùng công đức kim toàn hấp dẫn lẫn nhau. Bạch tiền bối cho Long Ma Long Châu không ngạc nhiên chút nào, tiến vào thứ tư Tiểu Đan Điền, đó là huyết ma hạch tâm biến thành linh hồ, cả hai đều là vực ngoại thiên ma nhất hệ, có cùng nguồn gốc. Ban Văn Long đại lão cho viên kia của con trai hắn Long Châu, thì tiến vào thứ năm Đan Điền, máy móc hạch tâm lò phản ứng biến thành linh hồ. Thần Long Long Châu, tiến vào thứ sáu Đan Điền, cổ vu thần huyết biến thành linh hồ. Côn Na tiên tử Long Châu, thì tiến vào đối ứng thứ bảy Đan Điền, Tống Thư Hàng tại Hắc Long thế giới ngưng tụ cổ u long phách biến thành linh hồ bên trong. Ngoại trừ Ban Văn Long đại lão Long Châu cùng Thần Long Long Châu bên ngoài, cái khác mấy khỏa Long Châu, đều lựa chọn thích hợp nhất vị trí của bọn nó. Bảy viên ngọc rồng vào chỗ. Bước kế tiếp đâu, Thần Long tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bước kế tiếp phi thường mấu chốt, ngươi cần dùng linh hồ lực lượng, giống thoải mái pháp khí đồng dạng thoải mái Long Châu hình chiếu lực lượng, để nó tiến hóa làm đến gần vô hạn thực thể ngụy Long Châu. Một bước này là mài nước quá trình, cần thời gian rất dài, người muốn làm tốt bế quan một đoạn thời gian chuẩn bị. Thần Long nói. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn về phía mình linh hồ bên trong đã là thực thể Tiểu Long Châu. Ta nếu là đem sự thật nói ra, có thể hay không bị Thần Long tiền bối đánh chết. Tống Thư Hàng cũng rất tuyệt vọng. Quá trình tu luyện không theo sáo lộ ra bài, hắn cũng không có biện pháp. Tu sĩ khác thể nội không có giống như hắn ngốc cá voi, sở dĩ cần giống ôn dưỡng pháp khí đồng dạng, đem Long Châu lực lượng hình chiếu dùng linh hồ ôn dưỡng, để chúng nó tiến hóa làm tiếp cận thực thể trạng thái theo Thần Long tiền bối giảng pháp, quá trình này sẽ khá dài dằng dặc, khả năng cần bế quan. Mà tu sĩ bế quan, thời gian ít nhất phải mấy tháng trở lên a. Nhưng hắn Tiểu Đan Điền bên trong đã là thực chất hóa Long Châu, trên lý luận tới nói đã không cần cái này trình tự. Sở dĩ muốn nhảy qua cái này trình tự. Lại hoặc là, ngụy trang một chút, làm bộ mình tại ôn dưỡng Long Châu, đi cái đi ngang qua sân khấu. Như vậy vấn đề tới, cái này làm bộ thời gian phải bao lâu thì tốt hơn. Cũng không thể thật làm cho hắn làm bộ 10 ngày nửa tháng. Vậy cũng quá lãng phí thời gian. Hắn cũng không có công đức xà mỹ nhân cái kia diễn kỹ, diễn không được thời gian lâu như vậy. Tóm lại, bao nhiêu trước diễn một diễn, đi cái nghi thức. Cái gì đều có thể bán đại lão nói đúng, đầu năm nay nghi thức rất trọng yếu, một cái trang trọng nghi thức, sẽ cho người sinh ra một loại tán đồng cảm giác. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đem ý thức chui vào đến bản thân Tiểu Đan Điền bên trong, bắt đầu nghiên cứu từ bản thân thể nội những thứ này Tiểu Long Châu. Hắn muốn nhìn kỹ một chút những thứ này Tiểu Long Châu có cái gì chỗ kỳ lạ, có hay không lại bồi dưỡng khả năng. Đầu tiên là A Thập Lục đối ứng viên kia Tiểu Long Châu. Trên bản chất, viên này Tiểu Long Châu là từ Tô Thị A Thập Lục chân Long Châu long lực hình chiếu mà thành, sau đó trải qua phỉ kình kim đan chuyển hóa. Hắn tại cấu tạo bên trên, hẳn là tiếp cận với Thần Long tiền bối miêu tả thực thể hóa ngụy Long Châu. Cảm giác lên tự cùng chân chính Long Châu không có gì khác biệt, chính là cái đầu muốn nhỏ rất nhiều. Tống Thư Hàng bắt đầu thận trọng dùng tinh thần lực bao trùm viên này Tiểu Long Châu. Tiểu Long Châu cũng rất tung tăng, tản ra cùng Tống Thư Hàng thân cận khí tức. Tống Thư Hàng tinh thần lực cùng Tiểu Long Châu tiếp xúc lúc, nhẹ nhõm liền có thể dung nhập trong đó, không chút nào trở ngại. Tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong, Tiểu Long Châu phảng phất hóa thành một cái tiểu xảo Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng tinh thần lực hóa thành đại thủ, cùng Long Châu A Thập Lục 10 ngón quấn giao. Tinh thần lực, Long lực cùng thứ nhất Tiểu Đan Điền lực lượng phảng phất tạo thành một cái tuần hoàn. Tự thành hệ thống, nhưng lại cùng bản mệnh Đan Điền. Còn lại 6 cái Tiểu Đan Điền hình thành một cái đại tuần hoàn, quả thực là thần kỳ. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng 7 đại mệnh luân tự động chuyển vận. Bọn chúng toàn bộ hội tụ đến thứ nhất Tiểu Đan Điền. 7 đại mệnh luân bắt đầu xoay tròn lấy, nhấp nhô, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Trước mắt, Tống Thư Hàng cảnh giới kẹt tại trùng kích luân hậu thập trọng thiên đệ thất trọng thiên. Thất trọng thiên sau 8, 9, 10 trọng thiên. Kỳ thật chính là lục phẩm chân quân bên trong phổ thông VIP, cao cấp VIP cùng chí tôn VIP. Chỉ có được thất long văn phía trên kim đan cơ sở, mới có thể có cơ hội đặt chân cái này 3 tầng cảnh giới. 8 trọng thiên phổ thông VIP lục phẩm chân quân, đã có được từ phổ thông 6 trọng thiên chuyển tu tấn cấp thất phẩm tôn giả trong tay bỏ chạy thực lực.
9 trọng thiên cao cấp VIP lục phẩm chân quân, hắn tu luyện độ khó, đã hoàn toàn không thua gì phổ thông chân quân tấn thăng tôn giả, chiến lực cũng đồng dạng đã không yếu tại phổ thông tôn giả quá nhiều, chỉ là ít một chút tôn giả cấp thủ đoạn. Mà lại chỉ có 8 long văn phía trên kim đan cơ sở mới có cơ hội bước vào cảnh giới này. Mà 10 trọng thiên, đối ứng chí tôn xa hoa cửu long văn kim đan, là chư thiên vạn giới xa hoa nhất phối trí. Lục phẩm chân quân vượt cấp chạm thất phẩm tôn giả, nói chính là cái này một cái cấp độ thiên chi kiêu tử. Chư thiên vạn giới 99% phía trên trường sinh giả đại lão, lúc tuổi còn trẻ đều là cái này tiêu phối tống thư hàng nhận biết đại lão bên trong, cũng chỉ có nằm tại sổ đen bên trong hà chỉ ma đế lúc tuổi còn trẻ là thấp phối trí bản. Thứ nhất đan điền bên trong, 7 đại mệnh luân điên cuồng xoay tròn lấy, đang chờ tống thư hàng mệnh lệnh. Tống thư hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, cho 7 đại mệnh luân hạ trùng kích chỉ lệnh. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn trùng kích vào thập trọng thiên, cũng sẽ không lãng phí thời gian. 7 đại mệnh luân điên cuồng hướng phía thứ nhất tiểu đan điền thập trọng thiên cửa ải đánh tới. 7-1, đại biểu cho tống thư hàng trùng kích bình cảnh so người khác nhẹ nhõm gấp 7. Mặc dù đan điền của hắn số lượng cũng so người khác nhiều gấp 7, nhưng nói tóm lại, hiệu suất chỉ sẽ nhanh hơn. Lại thêm tống thư hàng trước có công đức chi quang gia trì, phía sau có linh quỷ yên lặng phụ trợ, tả hữu có 2 bộ 33 thú tổ hợp pháp khí hộ thể, đỉnh đầu có tam đại thành ấn lập lòe. Lại thêm lần này thánh viên long lực thần công tấn cấp, nhiều tô thị A thập lục đối ứng tiểu long châu long lực tương trợ, 7 đại mệnh luân trước nay chưa có uy mãnh. Lần này, đệ thất trọng thiên cửa ải rốt cuộc ngăn không được như lang như hổ 7 đại mệnh luân. Hắn yếu ớt liền cùng một mảnh giấy đồng dạng, bị tàn nhẫn cắt nát, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn nam nhân. Hắn đối phó tự bản thân thể nội tấn cấp bình cảnh, không chút nào lưu thủ, tàn bạo vô tình. Kế tầng thứ 7 cửa ải sau khi đột phá, tầng thứ 8 cửa ải cũng không có kiên trì bao lâu, đồng dạng bị 7 đại mệnh luân xé nát phân thây. Bình thường tu sĩ trùng kích những thứ này cửa ải lúc, đều muốn kháo mài nước công phu, một chút xíu đi mài. Mà lại mệnh luân cùng thập trọng thiên cửa ải ở giữa, cho tới nay đều là đường đường chính chính một vi một chân nam nhân quyết đấu hình thức. Giống Tống Thư Hàng dạng này sử dụng quần kích chiến thuật, 7 vi một lúc, hậu phương còn treo các loại phụ trợ các loại nãi, trong lịch sử còn chưa bao giờ qua ghi chép. Nếu như thập trọng thiên bình cảnh cửa ải có linh, bọn chúng đã sớm hướng thiên đạo lên án bá tống vô tình cùng tàn bạo. Lão bát bị xử lý, lão cửu cùng lão thập rất nhanh cũng bước lên huynh đệ theo gót. Người một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Mà lại liền kiểu chết đều là trong một cái mô hình đi ra dáng vẻ, 8, 9, 10 trọng thiên bình cảnh, toàn bộ bị bạo lực đánh nát, triệt để triển ép. Đương thứ 10 trọng thiên bị oanh mở lúc, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu của mình có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Cả người hắn đều lên một cái cấp bậc. Bất quá, còn chưa kết thúc. Tống Thư Hàng tinh thần lực lưu luyến không rời buông ra Long Châu A thập lục tay nhỏ, ngựa không ngừng vó chạy về thứ hai tiểu đan điền. Nơi đó là bạch tiền bối viên kia thận Long Châu vị trí. Nhất cổ tác khí, ta Tống mỗ hôm nay liền muốn đem 7 cái tiểu đan điền toàn bộ vò tới 10 trọng thiên. Tống Thư Hàng khí thế 10 phần. Cái này cùng chơi game, muốn một hơi chơi thông quan là một cái đạo lý. Phi thường có ý tứ. Mặt khác, thứ nhất trong đan điền Long Châu lại biến thành Long Châu A thập lục, thứ hai tiểu thận Long Châu lại biến thành cái gì bộ dáng. Tống Thư Hàng tinh thần lực tiến vào thứ hai đan điền về sau, thuần thục bắt đầu quấn lấy viên thứ hai tiểu Long Châu. Cùng lên một vòng tiết đồng dạng, thận Long Châu đồng dạng tiếp nạp Tống Thư Hàng tinh thần lực dung nhập trong đó. Tại Tống Thư Hàng cảm giác thế giới bên trong, thận Long Châu bắt đầu biến ảo. Sau một khắc, hắn tại Tống Thư Hàng tinh thần cảm ứng bên trong biến thành một vị dịu dàng như nước giang nam mỹ nhân bộ dáng. Tống Thư Hàng. Nói thật, vô luận viên này thận Long Châu trực tiếp biến thành thận Long tộc trưởng bộ dáng, hoặc là trực tiếp biến thành tiểu bạch tiền bối bộ dáng, Tống Thư Hàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là, nhìn qua trước mắt cái này dịu dàng như nước giang nam mỹ nhân, Tống Thư Hàng cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới. Hắn bắt đầu hoài nghi mình đã từng là không phải thầm mến qua tiệm sách bà chủ, nếu không nàng hôm nay tại sao lại xuất hiện. Nhưng Tống Thư Hàng có thể khẳng định, bản thân chưa từng có nghĩ tới bà chủ trở thành yêu đương đối tượng loại sự tình này. Sở dĩ, rốt cuộc muốn như thế nào thao tác, thận Long tộc trưởng Long Châu,
mới có thể biến thành bà chủ bộ dáng. Tống Thư Hàng để tay lên ngực tự hỏi, bản thân gần nhất cũng không có nghĩ tới muốn đi thuê sách cửa hàng cọ sách a. Thương lượng một chút, thay cái bộ dáng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cái bộ dáng này, hắn còn thế nào dung hợp a? Luôn cảm giác tại chiếm người ta tiệm sách bà chủ tiện nghi. Chí ít thay cái ta dung hợp được không có áp lực bộ dáng a. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng ý niệm về sau, Thận Long Tiểu Long Châu đồng dạng tung tăng tiếp nhận rồi chỉ niệm. Sau một khắc, trước mắt tiệm sách bà chủ hình thái bắt đầu biến hóa. Nói đúng ra là thân hình của nàng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ làm một đầu long chảo. Đây là Thận Long tộc trưởng móng vuốt. Thân là đối ứng Thận Long Long Châu, viên này Long Châu trời sinh liền có thiên biến vạn hóa tính chất. Cũng không biết hắn hóa hình lúc quy luật là thế nào tính toán. Biến thành Thận Long chảo về sau, Tống Thư Hàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay cùng Thận Long tộc trưởng móng vuốt nắm chảo. Trang trọng nắm tay, tràn đầy nghi thức cảm giác nhưng luôn cảm giác cái này long chảo thủ cảm giác không đúng. Sau một khắc, bảy cái mệnh luân tại các loại nãi, các loại phụ trợ gia trì bên dưới, ngao ngao kêu, từ sát phách giết tới đây, giết vào thứ hai đan điền bên trong. Lên, Tống Thư Hàng đơn giản hạ đạt chỉ niệm. Bảy đại mệnh luân tinh lực 10 phần, dũng cảm tiến tới. Thứ hai trong đan điền 7, 8, 9, 10 tầng thiên cửa ải, lần lượt bị vùi dập giữa chợ. So thứ nhất đan điền còn nhanh hai cái hô hấp. Quen tay hay việc, cổ nhân thật không lừa ta vậy. Trạm tiếp theo, Tống Thư Hàng dùng sức nắm chặt lại Thận Long tộc trưởng móng vuốt về sau, ngựa không dừng vó hướng phía sau đánh tới. Hôm nay, nhất định là máu chảy thành sông chi dạ. Thứ ba trạm, Bạch Long tỷ tỷ Long Châu. Cái này một trạm tương đối bình thường, không ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Long tỷ tỷ Long Châu biến thành là tiểu Bạch Long. Tống Thư Hàng chỉ dùng nghi thức tính cùng nàng nắm cái móng vuốt liền tốt. Nắm tay, bảy đại mệnh luân ngao ngao đánh tới, thứ ba đan điền máu chảy thành sông, thủ hộ cửa ải lần lượt bị nát, thây ngang khắp đồng. Gâu, Tống Thư Hàng vung tay lên, giết vào thứ tư trạm. Cái này một trạm là bạch tiền bối viên kia Long Châu. Viên này Long Châu đối ứng, hẳn là Long Ma, cái kia Long Châu hóa hình cũng hẳn là Long Ma. Tống Thư Hàng tinh thần lực quấn lấy Long Ma Long Châu. Sau đó, một đầu kén xuất hiện tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Trong tưởng tượng Long Ma cũng không có xuất hiện. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Tinh thần lực của hắn, đưa tay đặt tại kén bên trên. Kén bên trong truyền đến ba động, tựa hồ là bạch tiền bối. Không phải Long Ma, cái kia Long Ma Long Châu ở đâu ra? Lại hoặc là, Long Châu hóa hình hình tượng, cùng ta ý chí có quan hệ. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng lúc này, đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bảy đại mệnh luân lần nữa đánh tới, Tống Thư Hàng chỉ cần suy nghĩ khẽ động, đã giết mắt đỏ bảy đại mệnh luân, hung tàn nhào về phía bình cảnh cửa ải, dùng tốc độ nhanh hơn cùng hiệu suất, đem 7 cùng 8, 9, 18 đại VIP bình cảnh cửa ải đưa đi gặp thiên đạo. Tống Thư Hàng bàn tay, từ kén tiểu tùng mở. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái to gan suy đoán cái này Long Châu. Không phải là bạch tiền bối a. Đợi đã trở về gặp bạch tiền bối thời điểm, bản thân muốn hay không bên cạnh kích bên cạnh gõ đất tư vấn một chút. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy. Trạm tiếp theo, xuất phát. Tống Thư Hàng trước đem việc này ghi ở trong lòng, quay người thẳng hướng thứ năm trạm. Thứ năm đứng Long Châu, là Ban Văn Long đại lão đưa tặng Long Tử Long Châu. Cũng không biết Ban Văn Long Long Tử là bộ dáng gì. Như thế nào là không là chư thiên vạn giới một phương đại lão? Cụ thể thân phận là ai? Tống Thư Hàng mang hiếu kỳ tâm thái, tiếp xúc cái này Long Châu. Sau một khắc, tại tinh thần của hắn cảm ứng thế giới bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Có quơ cửu tu phượng hoàng đao hư ảo thân ảnh. Có nắm vuốt hoa sen mỉm cười hư ảo thân ảnh. Có giơ cây quạt khiêu vũ thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành Trình Lâm tiên tử bộ dáng. Không phải Long Tử, mà là Trình Lâm Tiên Tử bộ dáng. Tống Thư Hàng cảm giác Trình Lâm Tiên Tử, cũng không phù hợp Long Tử điều kiện. Bất kể là cầm trong tay cửu tu phượng hoàng đao, nắm vuốt hoa sen, hoặc là giơ cây quạt khiêu vũ, đều cùng Trình Lâm Tiên Tử không hợp. Luôn cảm giác là Ban Văn Long đại lão, tại che giấu chân tướng. Cuối cùng, đem Trình Lâm Tiên Tử lôi ra tới chặn thương. Bất quá được rồi. Nên biết, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội biết. Mà lại, bề ngoài là Trình Lâm tiên tử,
dung hợp được cũng tương đối không áp lực. Tống Thư Hàng đưa tay cùng vị này Long Tử Trình Lâm Tiên Tử vỗ tay. Hắn cùng chết không thể chết lại Trình Lâm Tiên Tử cũng lão thục. Ba. Hai người vỗ tay về sau, long lực dung hợp hoàn thành. Bảy đại mệnh luân lần nữa cuồn cuộn mà đến, đem Tống Thư Hàng thứ năm đan điển hóa thành chiến trường. Thứ sáu, thứ bảy đứng thần Long Long Châu, cùng Long Văn Côn Na Tiên Tử Long Châu, đều tính tương đối bình thường. Tống Thư Hàng cùng thần Long nắm chảo, cùng Côn Na Tiên Tử vỗ tay, hoàn thành giao tiếp nghi thức. Theo bảy đại mệnh luân một lần cuối cùng ra sức trùng kích, thứ bảy đan điền thứ thập trọng thiên, bị phá ra. Bảy đại mệnh luân khởi xướng cộng minh thanh âm. Kén bên trong, Tống Thư Hàng trên thân, truyền ra thanh âm của sóng biển. Có kim liên cùng long ảnh tạo thành thiên địa dị tượng, từ kén bên trong toát ra. Cả cái kén, đều phảng phất bị nhuộm thành kim sắc. Bên trên thần long một mặt chấn định, nội tâm lại một mặt mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Chưa từng nghe qua ôn dưỡng long châu quá trình bên trong, sẽ xuất hiện thanh thế hạo đại như vậy a? Lại là sóng biển thiên địa thanh âm, lại là thiên địa dị tượng làm bạn. Bá Tống Huyền Thánh lại tại cả cái gì yêu thiêu thân? Thư Hàng khí tức, một mực đang tăng lên, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm nói, đây là luân hậu đệ thập trọng thiên cảm giác a. Mà lại, không chỉ là một lần. Trọn vẹn bảy lần. Thư Hàng đem bảy cái tiểu đan điền đều trùng kích đến luân hậu thập trọng thiên. Bạch Tiền Bối đưa tay điểm hướng những kim liên kia thiên địa dị tượng. Ngón tay hắn một điểm, kim liên liền tiêu tán không thấy. Đáng tiếc, tựa hồ không thể ăn. Bạch Tiền Bối trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Hoa! Lúc này, kén phá vỡ. Đại lượng màu xanh lá cành tăng vọt mà ra, thật nhanh kéo dài ra. Là Tống Thư Hàng thân gỗ. Chịu đến Thư Hàng thực lực tấn thăng ảnh hưởng, thân gỗ lần nữa bị thúc đẩy sinh trưởng. Cành nảy mầm, lá xanh hoa hồng, từng khỏa tươi non trái cây treo ở đầu cành. Tiền bối, ta bế quan kết thúc, Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc nói, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Cái gì? Bế quan kết thúc? Bá Tống, ngươi sợ là đối bế quan hai chữ có cái gì hiểu lầm. Ngươi đem đầu lại gần, hôm nay ta Gô Thánh Sơn thủ hộ thần Long sẽ dạy cho ngươi làm sao chính xác bế quan cùng bế quan tư thế. Thần Long nội tâm như sóng biển bốc lên, nhất lãng tiếp nhất lãng. Nội tâm của nó bên trong đang nổi lên lấy lời kịch, thậm chí chuẩn bị xong phát động miệng pháo tư thế công kích. Lúc này, chỉ thấy từ trên thân Bá Tống cành không ngừng kéo dài ra, phân biệt rơi vào Bạch Thánh, Bạch Long Tiên Tử, Tô Thị A Thập Lục cùng trước mặt của nó. Lần này trái cây theo cành khác biệt, cứ nhiên có lớn có nhỏ. Nhỏ chỉ có cây mơ lớn, phổ thông có nắm đấm lớn, càng lớn có nổi đất đại. Bạch Thánh cùng Tô Thị A Thập Lục tiểu tiên tử tuần tự đưa tay, từ cành lên lấy xuống tiên diễm trái cây, xoa xoa về sau, một cái ngụm lớn, một cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Tống Thư Hàng sau lưng công đức xà mỹ nhân tiên tử, đồng dạng hái được cái trái cây, nàng hình thể phồng lớn, hóa thành to lớn thủ hộ hình thái, mở miệng một tiếng trái cây. Đây không phải công đức chi quang cụ hiện hóa sao? Vì cái gì còn có thể ăn cái gì? Thần Long cảm giác mình thế giới quan đều bị đổi mới. Lần thứ nhất nhìn thấy công đức chi quang loại vật này còn có loại này thao tác. Trong lúc suy tư, có nhàn nhạt trong lành mùi thơm truyền vào hắn trong mũi. Thần Long móng vuốt không tự chủ được hướng phía trước một chảo, móng vuốt sắc bén nhẹ nhõm cắt xuống một cái trái cây, trọn vào đến trong miệng. À ăn ngon! Trái cây này hương vị vô cùng đặc biệt, mặc dù ẩn chứa trong đó linh lực rất thấp, nhưng thắng ở ăn ngon. Mà lại lớn nhỏ khác biệt trái cây, hương vị cũng khác biệt. Đặc biệt là nhỏ nhất loại kia trái cây, ăn ở trong miệng lúc, giống đang ăn nhảy nhót đường, trái cây ở trong miệng sẽ nổ tung lên. Thần Long không tự chủ được lại ăn nhiều mấy khỏa. Sau một lúc lâu, Bạch Thánh trong tay dẫn theo một túi trái cây, bên trong đầy cây mơ lớn tiểu quả thực, đột đột đột. Một chuỗi hột bị Bạch Thánh thổ đến bên trên hố nhỏ bên trong. Sau đó sẽ dùng bình thổ chú lấp bên trên. Tô Thị A Thập Lục tế ra bản thân bảo đao. Bắt đầu thuần thục vì Tống Thư Hàng sửa chữa thân gỗ thượng cành, miễn cho trở ngại hành động. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử phụ trách đem cắt gọn cành hai lần sửa chữa, cắt thành trưởng dạng nhánh, dùng để làm Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm hình thức ban đầu. Có mấy cây mọc đặc biệt tốt cành, bị lưu lại Tống Thư Hàng chuẩn bị đưa chúng nó cấy ghép đến hạch tâm thế giới, nhìn xem có thể hay không trồng sống. Trong lúc đó,
Bạch Long tỷ tỷ còn đem mấy cái trái cây ném cho trong hư không, cái gì đều có thể bán đại lão. Cái gì đều có thể bán đại lão tiếp nhận trái cây về sau, hung tợn gặm hắn, gặm chính là bá tống thân thể. Ăn sống hắn thịt. A Thập Lục động tác phi thường trôi chảy, dù sao đã không phải là lần thứ nhất vì Tống Thư Hàng sửa chữa thân gỗ. Một mực cắt đến Tống Thư Hàng phần eo vị trí lúc, A Thập Lục lại thấy được viên kia không giống bình thường, còn không có thành thục trái cây. Trái cây này, tựa hồ sẽ không bị Tống Thư Hàng thúc, mà là sẽ giống một khỏa thiên tài địa bảo đồng dạng, một chút xíu trưởng thành. Tô Thị A Thập Lục nhìn một cái về sau, nhảy qua viên này trái cây, mặc nó sinh trưởng. Tiền bối, ăn ngon không? Lúc này, Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, lên tiếng hỏi. Thần Long móng vuốt có chút cứng đờ, ăn ngon. Vậy chúng ta bây giờ có thể tiến vào tiếp theo khâu sao? Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói. Thần Long chào tử lại là cứng đờ, được. Ăn người miệng nhuyễn. Cũng bởi vì tham ăn ăn hơn điểm, đối mặt bá Tống lúc, Thần Long rốt cuộc kiên cường không nổi. Vốn đang nói muốn dạy bá Tống chính xác bế quan tư thế cùng bế quan tri thức, hiện tại thôi được rồi. Tiến vào bước kế tiếp đi. Tiếp đó, là viên Long Nguyên Anh diệu pháp một bước cuối cùng. Thần Long lau miệng ba, dưới tình huống bình thường, tu sĩ khi tiến vào lục phẩm cảnh giới về sau, từng cái tiểu cảnh giới đều cần dùng mài nước công phu đi mài. Kim đan hóa hồ, hồ thượng mệnh luân, luân hậu thập trọng thiên, thiên thượng hóa liên, mỗi cái cảnh giới đều cần đại lượng thời gian. Đặc biệt là luân hậu thập trọng thiên cùng thiên thượng hóa liên khâu, nhất là ma nhân. Thần Long bắt đầu êm tai nói. Hừm, hoàn toàn chính xác ma nhân. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt mài cái long cái rắm, ngươi vừa rồi một hơi đem 7 cái tiểu đan điền 7, 8, 9, 10 tầng cho hết mở ra được không? Tạo hóa tiên tử hơi suy nghĩ một chút về sau, hát nói, á lạp tác ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, đi theo hát nói, ngươi cái này ma nhân sữa đậu nành cơ ba chát hắc. Da đen vũ nhu tử gánh vác xích tiêu kiếm tiền bối, ôm trong ngực một bó tống thị cành. Nàng nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước bởi vì nàng cảm giác mình lần này theo không kịp tiết tấu. Ma nhân có tiểu yêu tinh cùng sữa đậu nành cơ, nàng còn có thể hát cái gì? Nhưng là hai vị tiền bối vô cùng nghiêm khắc, các nàng đồng thời xoay đầu lại, tiếp cận da đen vũ nhu tử, đang mong đợi biểu hiện của nàng. Da đen vũ nhu tử cảm giác áp lực núi lớn. Hò dô nha ngươi cái này ma nhân. Xe lưu, da đen vũ nhu tử phải nói hát phương thức hát nói. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân thương hại ngắm nhìn vũ nhu tử, lặng lẽ quay đầu đi. Da đen vũ nhu tử. Hai vị tiền bối cái kia thương hại ánh mắt, quá thương tâm ma tâm. Bạch Long tỉ tỉ nhàn rỗi nhàm chán, đem hết thảy đối thoại một chữ không kém phiên dịch cho Thần Long, lại tiến vào phiên dịch cơ hình thức. Trong hư không, Thần Long râu rồng co rúm. Ta nhìn ngươi đã hoàn thành luân hậu thập trọng thiên cảnh giới. Người bây giờ gặp phải là tấn thăng nguyên anh nhất ma nhân sữa đậu nành cơ. A phi, nhất ma nhân tiểu cảnh giới. Thần Long không cẩn thận liền bị mang trong hố. Bạch Long tỉ tỉ vui a đem Thần Long, một chữ không kém phiên dịch trở về. Phiên dịch loại công việc này, thật là khiến Long vui vẻ. Thiên thượng hóa liên cảnh giới là chân chính mài nước cảnh giới, có chút tư chất chưa đủ lục phẩm chân quân, cả một đời liền mài chết ở cái này tiểu cảnh giới bên trên, trăm ngàn năm đều không thể đột phá. Tu chân trong lịch sử, ở cái này tiểu cảnh giới lên cọ sát 7, 800 năm thậm chí hơn ngàn năm chân quân, có khối người. Thần Long thật vất vả triệu hồi trạng thái về sau, tiếp tục trang nghiêm nói, hiện tại, ngươi chỉ cần hoàn thành viên Long Nguyên Anh diệu pháp một bước cuối cùng, liền có thể sắp tới ít trăm năm phía trên thiên thượng hóa liên ma nhân cảnh giới rút ngắn đến 50. Thậm chí ngắn hơn thời gian. Xin tiền bối chỉ điểm, Tống Thư Hàng nhu thuận ngồi xuống, khiêm tốn thỉnh giáo. Một bước cuối cùng cảnh giới, có chút huyền diệu, Thần Long thoáng dừng lại, nói, người biết yêu sao? Thần Long sở dĩ sẽ có câu hỏi như thế, là bởi vì nhân loại tu sĩ có chút đồ cổ môn phái, kiếm tẩu thiên phong, ưa thích luyện tuyệt tình tuyệt dục công pháp. Tự nhiên là biết đến, Tống Thư Hàng gật đầu nói, dù sao ta cũng là một cái nam nhân bình thường. Tạo hóa tiên tử nhãn tình sáng lên, như thế nào hiếu? Công đức xà mỹ nhân, như thế nào yêu? Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, tóc dài hóa thành hai bàn tay bắt lấy hai cái bì bì tiên tử, đưa các nàng treo ở thân gỗ trên nhánh cây. Da đen vũ nhu tử liên tục khoát tay lui lại. Ngươi hiểu yêu liền không thể tốt hơn, Thần Long gật đầu nói,
một bước cuối cùng, người cần phối hợp với yêu đi tiếp xúc thể nội viên kia Ngụy Long Châu, phối hợp với viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp, hướng Ngụy Long Châu truyền lại người yêu thương. Yêu thương, tình thương của mẹ, Tống Thư Hàng hỏi dò. Chủ yếu là đợi lát nữa muốn mang thai sinh ra Nguyên Anh, sở dĩ hắn não mạch kín lập tức liền vây quanh tình thương của mẹ lên. Đây đều là nho gia thánh nhân nồi. Tiếp theo còn có vừa rồi hai vị bì bì tiên tử quấy rối nguyên nhân. Mặt khác, nếu như muốn cho thể nội bảy viên Ngụy Long Châu truyền lại tình thương của mẹ, cũng tương đối dễ dàng. Tỷ như trực tiếp lên nho gia thánh nhân ngưng thị. Người một đại nam nhân có cái trứng tình thương của mẹ. Người sẽ đẻ trứng, thần long tiền bối khinh miệt nói, chúng ta long tộc liền sẽ đẻ trứng. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Cùng một thời gian, ngoại trừ còn tại đột bạch tiền bối bên ngoài, vừa phiên dịch xong bạch long tỷ tỷ, tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân, da đen vũ nhu tử cùng tô thị A thập lục. Thậm chí là trên bầu trời cái gì đều có thể bán đại lão, toàn thể dùng một loại vi diệu ánh mắt vây xem thần long tiền bối. Ta nói sai cái gì sao? Thần long một mặt mê mang. Ngoại trừ truyền lại yêu thương phối hợp viên long nguyên anh diệu pháp bên ngoài, còn cần làm cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi, kịp thời hóa giải thần long tiền bối xấu hổ. Lại tiếp sau đó, hết thảy thuận theo tự nhiên là đầy đủ. Thần long chậm rãi giải thích nói, ta trước đó liền nhắc qua. Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp là người sáng tạo, cải biên từ hắn bản thân một bộ khác Đao Kinh Tâm Pháp Long Hổ Giao Hối Thần Đao Tâm Pháp sáng tạo ra phụ trợ bí pháp. Bản thân nó chính là Long Hổ Giao Hối bí pháp, chỉ muốn ngươi không ngừng truyền lại yêu, thánh viên Long Lực Thần Công cảnh giới cũng đầy đủ, đến lúc đó viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp sẽ tự nhiên dẫn đạo ngươi tiến vào một bước cuối cùng lấy ngươi thân là thánh viên thân thể, cùng Long Lực Giao Hội, hoài ra một cái Nguyên Anh thai tới. Quá trình này đem giảm mạnh thiên thượng hóa liên mài nước công phu. Nguyên Anh thai thành hình về sau, chỉ cần hảo hảo dưỡng thai, đừng sinh non, cuối cùng liền có thể hóa ra Nguyên Anh đến liền thiên thượng hóa liên cảnh giới về sau liên trung sinh anh trình tự, đều có thể trực tiếp tỉnh lược. Có thể nói, chỉ muốn Nguyên Anh thai thành hình, hảo hảo dưỡng thai, chẳng khác nào thất phẩm tôn giả đại môn đã mở ra điều kiện tiên quyết là nếu có thể thành công ngưng tụ Nguyên Anh thai. Thư Hàng có nắm chắc không? Bạch Long tỷ tỷ phiên dịch xong, lại lên tiếng hỏi. Mặc dù Tống Thư Hàng tình thương của mẹ chơi rất trượt, nhưng cái này không cách nào che giấu hắn về mặt tình cảm là thái kê sự thật. Hẳn là vẫn được, Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói, có khác áp lực quá lớn, trước đối tiểu thập lục Long Châu tiến hành thí nghiệm. Cái này cũng tương đối phù hợp tình trạng của ngươi bây giờ. Tự do phát huy, nếm thử bản sắc diễn xuất. Bạch tiền bối đột nhiên lên tiếng hỏi, ngoại trừ tình yêu bên ngoài, hữu nghị hoặc là thân tình tri ái, có thể phát huy được tác dụng sao? Thần Long gật đầu nói, trọng yếu là yêu, còn là cái gì yêu kỳ thật vấn đề không lớn. Có câu nói này, Tống Thư Hàng trong lòng lập tức đại định. Ta lên, hắn nắm chặt nắm đấm nói. Tại đỉnh đầu hắn, sáu khỏa Long Châu còn tại xoay tròn lấy, trong cổ họng Long Ma Long Châu cũng còn tại phóng thích ra Long Lực, cùng hắn tiến hành sau cùng phối hợp. Chúc Tống tiền bối kỳ khai đắc thắng. Một hơi mang thai bảy thai. Da đen vũ nhu tử chúc phúc nói. Đây là tới tự một đầu tâm ma chân thành chúc phúc. Mang thai không phải ngươi sai, chỉ là ngươi còn chưa nghĩ ra làm sao đương mụ mụ treo ở trên nhánh cây. Tạo hóa tiên tử run rẩy hát nói, treo tư thế không thích hợp phát lực, hát không thoải mái. Tống Thư Hàng đưa tay vỗ đầu của mình, ý thức tiến vào nho gia thánh nhân chi huyết kết huyết võng bên trong, lại chui vào đến bản mệnh đan điền, tiến về mục đích. Lần nữa tiến vào thứ nhất tiểu đan điền về sau, Tống Thư Hàng tinh thần lực ngắm nhìn bốn phía. Tiểu đan điền bên trong, viên kia đối ứng Tô Thị A thập lục Ngụy Long Châu, chính xoay quanh tại tiểu đan điền linh hồ bên trong. Mệnh luân chi răng cưa đao luân đã quy vị, tại linh hồ bên trong chìm nổi, tiếp nhận linh hồ ôn dưỡng. Mà viên kia đại biểu cho A thập lục Ngụy Long Châu, đem tự thân nhét vào răng cưa đao luân trung ương. Đao luân là từ tám chuôi răng cưa đại đao chuôi chuôi tương liên hình thành đao luân, trung gian chỗ trống vừa vặn có thể an trí Ngụy Long Châu. Hắn đã cùng cả cái đan điền linh hồ ngưng làm một thể. Mang thai ngưng thị là không thể dùng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, lúc này không phải đùa giỡn thời điểm, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn khóc đều không địa phương. Dù sao quan hệ đến hắn có thể hay không sinh ra Nguyên Anh, là phi thường nghiêm túc sự tình. Sở dĩ lần này đi trước bình thường con đường, đàng hoàng thử nghiệm thần long tiền bối truyền thụ cho phương án. Nghĩ tới đây,
Tống Thư Hàng trong lòng bắt đầu mặc niệm Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp công pháp khẩu quyết, thử nghiệm vận chuyển bí pháp. Đồng thời, hắn tới gần đại biểu Tô Thị A Thập Lục Ngụy Long Châu. Bước kế tiếp, muốn đem bản thân yêu truyền lại cho viên này Ngụy Long Châu. Vấn đề là, yêu thứ này muốn làm sao truyền lại mới tốt. Dù sao yêu loại vật này, không phải thực thể vật phẩm, không cách nào khu xuất tới. Cũng chỉ có thông qua miệng đến cùng tinh thần lực cùng một chỗ đến truyền đi. Tống Thư Hàng tinh thần lực, tới gần Ngụy Long Châu, chuẩn bị phát ra tiếng. Trong đầu của hắn, hiện lên rất nhiều biểu đạt bản thân yêu phương án. Nhưng là, thật đến muốn áp dụng những thứ này phương án lúc, hắn đột nhiên phát hiện đàm binh trên giấy dễ dàng, chân chính đi làm lúc cũng không đơn giản như vậy. Tinh thần lực của hắn ngừng lại tại Ngụy Long Châu bên cạnh, không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần đến, mà lại. Đằng sau còn có 6 viên Long Châu A. Lúc này, đừng từ tâm, xuất ra đối đại lão dũng khí tới. Nghĩ như vậy, tinh thần lực của hắn tiếp xúc đến Ngụy Long Châu. Hàng thứ nhất Long Châu, đây chính là ta yêu, tiếp nhận ta yêu đi. Đốt! Chuông gió thanh âm, tại Tống Thư Hàng ý thức bên trong vang lên. Khi hắn tinh thần lực tiếp xúc đến Ngụy Long Châu thời điểm, trước mắt hình ảnh chuyển biến. Trước đó trải qua một lần, sở dĩ Tống Thư Hàng rất bình tĩnh tiếp đó, hắn lại ở thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy Ngụy Long Châu biến thành Tô Thị A Thập Lục. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, Ngụy Long Châu dẫn hắn tiến vào thế giới tinh thần. Đây là một cái bình thường ngày mùa hè phòng học, mang theo điểm cũ kỹ bàn học cùng cái ghế. Tống Thư Hàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lửa nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, nóng hổi nóng. Cơn gió từ trong cửa sổ thổi qua, mang đến từng tia ý lạnh. Tống Thư Hàng chuyển qua song đầu tới. Cách lối đi nhỏ lân cận chỗ ngồi chính là Tô Thị A Thập Lục. Nàng nằm sấp tựa ở trên mặt bàn, khuôn mặt nhỏ gối lên hai tay, bên mặt chính đối Tống Thư Hàng. Cơn gió thổi qua, nàng tóc đen nhánh có chút tung bay. Cặp kia xinh đẹp con mắt, chính không nháy một cái nhìn qua Tống Thư Hàng. Đặc biệt liêu, rốt cục hướng phía ta bên này xem ra nha, Tô Thị A Thập Lục nghiêng mặt, nhỏ giọng nói. Ha ha, ha ha, ân, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tô Thị A Thập Lục khuôn mặt nhỏ chuyển động, đem hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở cánh tay bên trong, người có đồ vật gì muốn giao cho ta sao? Tống Thư Hàng lần nữa nhẹ gật đầu, kiên định nói, là yêu, ta muốn đem yêu truyền lại cho ngươi. Truyền lại cho ta, cho A Thập Lục sao? Tô Thị A Thập Lục trong hai mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Tống Thư Hàng. Sau một khắc, khắp nơi trong phòng học tất cả đồng học cùng nhau xoay người lại, nhìn qua hắn. Đầy bình phong tiểu Thập Lục. Hảo, hảo chói mắt. Đương một cái phòng học toàn bộ là các loại kiểu dáng tiểu Thập Lục, cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình lúc. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy ngoài phòng dương quang tựa hồ cũng biến càng nóng, càng thêm nóng bỏng. Dẫn đến nhiệt độ của người hắn, cũng không khỏi tự chủ tăng lên một chút nhỏ. Thư Hàng, bàn bên A Thập Lục trong mắt mỉm cười, nói, người tiếp đó, muốn đem yêu giao cho cái nào A Thập Lục đâu. Tống Thư Hàng nhìn qua một phòng tiểu Thập Lục. Đây ý là, chỉ có thể từ trong phòng học chọn một tiểu Thập Lục. Mất mạng để cứ nhiên mai phục tại nơi này. Quả nhiên. Truyền lại yêu loại chuyện này, không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Muốn thành công ngưng tụ nguyên anh thai, cũng không phải kháo miệng lưỡi liền có thể làm được. Mà dạng này khảo nghiệm, hắn rất có thể còn muốn kinh lịch 6 lần. Không ổn, 6 lần cũng không diệu. Nếu như ta không làm chút gì, nói không chừng phải ngã tại cái này 6 lần khảo nghiệm bên trên. Phía trước sóng to gió lớn ta đều đã xông qua được, bây giờ lại phải ngã tại cái cuối cùng khâu lên. Đây là muốn bức người phóng đại chiêu. Nói lên đại chiêu. Một cái to gan suy nghĩ, phun lên trong đầu của hắn. 6 trạm khảo nghiệm cũng không phải đùa giỡn, nếu như lại dùng loại này phương pháp nguyên thủy đi truyền lại bản thân yêu, hiệu suất thực sự quá thấp. Từ dưới vừa đứng lên, hắn đến cải biến phương án. Hắn muốn đem bản thân yêu, quan chú đến dưỡng đao thuật bên trong đi, dùng hành động để trượt ra bản thân yêu. Cái này gọi là giải quyết dứt khoát. Dưỡng đao thuật là đao pháp, sở dĩ không có tâm bệnh. Quyết định xong chưa, Thư Hàng, lần cận tòa A Thập Lục vẫn là như vậy vậy. Ngồi trước tiểu Thập Lục xoay người lại, hai tay chống đỡ lấy cái cằm, đồng dạng không nháy một cái nhìn qua Tống Thư Hàng, chọn cái nào A Thập Lục đây. Cái này tiểu Thập Lục manh không được. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác có người tại đâm phần lưng của hắn.
Hắn vừa quay đầu, sau lưng vị trí tiểu thập lục đang dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm hắn. Nhìn thấy hắn quay đầu về sau, cái này tiểu thập lục lại vội vàng quay đầu đi, dùng khóe mắt quét nhìn lặng lẽ ngắm lấy hắn. Cái này thì khả ái không được. Mỗi một cái, đều là chân chính A thập lục, mỗi cái đều là. Liền trên giảng đài đều có cái mang theo kính phẳng kính mắt A thập lục. A thập lục từng tại Giang Nam Đại học thành đảm nhiệm qua mấy tiết khóa thầy dạy mỹ thuật, trên đài A thập lục lão sư chính là lúc trước tạo hình. Cái này cực kỳ tốt bình. Kỳ thật, dạng này, cũng không tệ. Tống Thư Hàng cao thâm mà chắc đáp, kỳ thật chính hắn cũng không biết bản thân nói là có ý gì, nhưng loại này cao thâm mà chắc trả lời rất phù hợp hắn tâm tình bây giờ. Lân cận tòa cái kia đặc biệt lưu A thập lục nheo mắt lại. Tống Thư Hàng trả lời, một giáo thất A thập lục, kỳ thật cũng rất tốt. Đã toàn bộ là A thập lục, nói cách khác, không có muốn lựa chọn tất yếu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị hù đến. Lân cận tòa A thập lục hỏi. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Trên bục giảng A thập lục lão sư nhìn qua Tống Thư Hàng, vậy ngươi có năng lực, đem yêu truyền lại cho tất cả A thập lục sao? Tất cả. A thập lục lão sư lặp đi lặp lại tại cường điệu tất cả cái từ này. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, chẳng lẽ A thập lục số lượng, không chỉ là cái này phòng học số lượng. Ngươi đoán, lân cận tòa A thập lục dùng tô tô giọng nói. Không phải là có một trường học tô thì A thập lục A. Mất mạng đề độ khó còn phải lại mở rộng. Ngồi trước xoay người lại tiểu thập lục xông tới, đã quyết định tốt, vậy chúng ta tiến nhập sau một cái khâu sao. Yêu cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Dứt lời, ngồi trước tiểu thập lục hai tay chống cằm, có chút sơ lên khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại, lông mi thật dài bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, không ngừng có chút phe phẩy. Ma nhân tiểu yêu tinh hiện trường bản, JPG, yêu muốn nhìn hành động, lân cận tòa A thập lục giống như cười mà không phải cười. Tống Thư Hàng nhìn qua ngồi trước tiểu thập lục lông mi thật dài, tiểu xảo cái mũi, còn có chút nhếch lên bờ môi. Đây là tác hôn trong hiện thực hắn, cũng còn không tới một bước này a. Sở dĩ có thể ở cái này hư ảo thế giới bên trong, trước luyện tập một chút. Lân cận tòa A thập lục nói. Mà lại, nơi này có nhiều như vậy A thập lục, tạo điều kiện cho ngươi luyện tập. Nếu như ngươi cảm giác không đủ, còn có thể có càng nhiều A thập lục. Quyết định xong chưa? Ngồi trước manh tiểu thập lục khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng nàng vẫn như cũ chăm chú nhắm mắt lại, không có trốn tránh. Tống Thư Hàng có chút hướng về phía trước cúi người. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy ngồi trước tiểu thập lục gương mặt. Vô cùng mịn màng da thịt, thậm chí hắn có thể cảm ứng được ngồi trước tiểu thập lục hô hấp lúc khí tức, phun tại trên cổ tay của hắn. Bưng lấy khuôn mặt nàng thời điểm, có thể cảm giác được nàng đang khẩn trương. Chân thực đến làm cho người hoài nghi đây có phải hay không là hư ảo thế giới tinh thần. Sở dĩ, ta quyết định giải quyết dứt khoát. Tống Thư Hàng sắt thép tạo thành trên mặt, lộ ra chú cô sinh cởi mở tiếu dung. Chỉ thấy hắn tay trái tay phải, đồng thời nhẹ nhàng tại ngồi trước manh A thập lục trên mặt mơn trớn. Quán chú nội tâm của hắn tất cả yêu dưỡng đao thuật hai liên, đồng thời rơi vào manh đến rối tinh rối mù tiểu thập lục trên người. Phần này yêu, không trộn nước. Mà yêu thương có thể trình độ lớn nhất cường hóa dưỡng đao thuật hiệu quả. Tiểu thập lục mở to mắt, lông mi thật dài phe phẩy. Sau đó, nàng suy yếu vô lực ghé vào Tống Thư Hàng trên mặt bàn, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở cánh tay bên trong, phát ra trầm thấp tiếng kêu. Có một số việc, lần đầu tiên lời nói, rất có ý nghĩa. Tống Thư Hàng hài lòng thu hồi bàn tay của mình, sở dĩ, lần đầu tiên lời nói, ta chuẩn bị lưu cho hiện thực. Ngươi thật đúng là bất công, trong hiện thực A thập lục ra mặt quá mỏng. Nàng có thể không sánh bằng chúng ta. Lân cận tòa A thập lục đem hé mở khuôn mặt nhỏ chôn xoay tay lại tí, chỉ lộ ra con mắt, bất mãn nói. Không phải bất công, Tống Thư Hàng thi triển tăng phát thuật, phối hợp với Trình Lâm tự lành pháp, lập tức đem đầu tóc tăng trưởng đến 5 mét chiều dài. Ma phát bay múa, ngưng tụ làm 20 con tay nhỏ. Mỗi một cái tay nhỏ bên trên, đều tản ra dưỡng đao thuật hào quang. Bất công, lân cận tòa A thập lục quay đầu đi. Dưỡng đao thuật không ngừng rơi vào trong phòng học tất cả tô thị A thập lục trên thân. Mỗi một thuật bên trong, đều ẩn chứa Tống Thư Hàng thuần túy yêu. Tống Thư Hàng cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên cảm giác dưỡng đao thuật quả thực là vì viên Long Nguyên Anh diệu pháp cuối cùng này một vòng, chế tạo riêng. Một cái quán chú yêu, một cái cần bị quán chú yêu. Trời đất tạo nên. Trong nháy mắt, khắp nơi trong phòng học ngoại trừ lân cận tòa A thập lục bên ngoài,
tất cả A Thập Lục toàn bộ bị Tống Thư Hàng tay trượt một lần. Lần cận tòa A Thập Lục lại quay đầu trở lại đến, lộ ra hai mắt nhìn qua Tống Thư Hàng, còn nói bản thân không bất công. Hừm, đương nhiên không bất công, Tống Thư Hàng cởi mở nói, bởi vì các ngươi đều là A Thập Lục, sở dĩ không khác nhau. Sở dĩ, vô luận ta bất công hướng ai, từ kết quả tới nói ta đều là tại bất công Tô Thị A Thập Lục, không có tâm bệnh. Thư Hàng, da mặt của ngươi đúng là dày. Lần cận tòa A Thập Lục phốc cười ra tiếng. Nhất định, Thánh Viên Long Lực Thần Công thêm nho ra kim cương thân thêm biến dị cương thủ, rèn đúc ta bây giờ ra mặt. Tống Thư Hàng đưa thay sờ sờ lân cận tòa A Thập Lục đầu. Một phát dưỡng đao thuật lặng yên sáng lên. Bộ dạng này, liền kết thúc. Tống Thư Hàng trong lòng nói thầm. Khắp nơi trong phòng học, tất cả Tô Thị A Thập Lục, tất cả đều đã bị hắn trượt một phát dưỡng đao thuật, mỗi một phát dưỡng đao thuật bên trong đều quán chú sung túc yêu. Hắn còn đã kiểm tra, phòng học bên ngoài cũng không có cái khác không gian. Sở dĩ, đã không có cái khác Tô Thị A Thập Lục. Hoàn thành, Tống Thư Hàng nói khẽ. Sở dĩ, bước kế tiếp chính là kết nguyên anh thai đi. Lần cận tòa Tô Thị A Thập Lục nói ra. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, nói, đúng vậy, chỉ muốn cho Long Châu đầy đủ yêu, thỏa mãn điều kiện, bước kế tiếp nguyên anh thai tự nhiên mà vậy liền có thể thành hình. A Thập Lục đầu xúc cảm thật tốt, kỳ thật hiện thế lúc, Tống Thư Hàng vẫn muốn sờ sờ A Thập Lục đầu. Bất quá sợ thương A Thập Lục tự tôn, sở dĩ một mực không làm như vậy. Người muốn kết nguyên anh thai, ta có một dạng đồ vật muốn đưa ngươi. Bị sờ đầu lân cận tòa A Thập Lục duỗi ra một cái tay đến, chậm rãi giơ lên, đưa về phía Tống Thư Hàng. Đầu của nàng chôn ở cánh tay kia bên trong, không chịu ngẩng đầu. Trắng noãn tay nhỏ mở rộng ra đến, trong lòng bàn tay có một khỏa dâu tây nhỏ. Đây là vật gì? Nhìn qua là dâu tây nhỏ, cũng mang theo ô mai mùi thơm, nhưng có thể nhìn ra hắn cũng không phải là hoa quả, càng giống là một khối bánh kẹo. Đưa ngươi, Tô Thị A Thập Lục nói, ăn thật ngon, ô mai vị. Tống Thư Hàng tiếp nhận khối này ô mai bánh kẹo, tựa hồ còn mang theo Tiểu Thập Lục bàn tay hương vị, tạ ơn. Hắn đưa tay đem cỏ này dâu bánh kẹo ném tới trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. À, nghe là ô mai vị, bắt đầu ăn lại là quả táo vị. Tống Thư Hàng nói, bất quá còn rất ăn ngon. Là thuốc tránh thai, lần cận tòa A Thập Lục đem giơ tay nhỏ rụt trở về. Tống Thư Hàng, a, à, là thuốc tránh thai, Tô Thị A Thập Lục lập lại nhân loại bản chất chính là máy lặp lại. Tống Thư Hàng, người đút ta một đại nam nhân ăn thuốc tránh thai làm cái gì đấy? Chẳng lẽ là bởi vì ta muốn hoài nguyên anh thai nguyên nhân? Nhưng cái này cùng mang thai vẫn có khác nhau được không? Tống mỗ nhân hôm nay cũng rất hoảng. Sợ không, Tô Thị A Thập Lục lần nữa xoay đầu lại, cười xấu xa nói. Tống Thư Hàng, cùng ngươi chỉ đùa một chút, yên tâm đi, Tô Thị A Thập Lục khoát tay áo nói. Đang khi nói chuyện, cả cái phòng học bắt đầu tiêu tán. Lần sau gặp, Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nói. Tất cả A Thập Lục cũng bắt đầu tiêu tán. Nhưng cũng không có bi thương chi ý, dù sao, sau đó không lâu còn có thể gặp lại. Mặc dù có chút hít không bỏ, nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói đây là chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy hắn đối viên này Tô Thị A Thập Lục Ngụy Long Châu quán thâu yêu đầy đủ. Sau đó, chỉ cần vận chuyển Thánh Viên Long Lực Thần Công cùng Viên Long Nguyên Anh Diệu Pháp, liền có thể thuận theo tự nhiên kết xuất Nguyên Anh thai. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nguyên Anh thai loại vật này, rốt cuộc muốn làm sao thành hình. Tống Thư Hàng chính mình cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì hiện đại trên Internet các loại tiết mục ngắn nguyên nhân Tống Thư Hàng bây giờ kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được đem kim đan cùng sỏi thận, Nguyên Anh cùng 10 tháng hoài thai kết hợp với nhau. Rõ ràng kim đan, Nguyên Anh là rất cao đại thượng, là rất có bức cách đồ vật. Thẳng đến chính thức tiếp xúc tu chân cũng lý giải lục phẩm chân quân khai tích linh hồ, mệnh luân, hồ thượng hóa liên, liên thượng sinh anh quá trình, Tống Thư Hàng nội tâm đối với Nguyên Anh sụp đổ bức cách, lại lần nữa tạo dựng lên. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ thật muốn đem Nguyên Anh thông qua mang thai phương thức, sinh ra. Cảm giác hôm nay qua đi, trong lòng của hắn đối với Nguyên Anh hình tượng, khả năng lại phải hỏng mất. Thôi, băng liền băng, Tống Thư Hàng nói, hắn nhưng là bá Tống bá Nho bá Long, tinh thần chi cứng cỏi, không phải chút chuyện nhỏ này có thể đánh tới. Chỉ muốn tương lai có thể đản sinh ra Nguyên Anh, coi như thật sự để hắn kinh lịch 10 tháng hoài thai đều ok cũng không phải chưa thử qua. Tu vi so với những thứ này hư bức cách trọng yếu hơn nhiều.
Số 1 đan điền bên trong. A thập lục hào Ngụy Long Châu ở tại Răng Cưa Đao Luân Trung ương. Tống Thư Hàng bắt đầu án lấy thần long căn dặn, đồng thời vận chuyển thánh viên long lực thần công cùng viên long nguyên anh diệu pháp. Kiểu mới thánh viên từ Tống Thư Hàng nhục thân nổi lên hiện, đỉnh đầu viên kia thuộc về Tô Thị A thập lục Long Châu, cũng bắt đầu tiến vào sau cùng phối hợp. Linh hồ bên trong Đao Luân cùng Tô Thị A thập lục Ngụy Long Châu bên cạnh, có 33 kiện pháp khí hiển hiện. Đó cũng không phải pháp khí thực thể, chỉ là bản mệnh pháp khí năng lượng hình chiếu. Một bộ tiếp một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí rơi vào Đao Luân cùng A thập lục Ngụy Long Châu bên cạnh, bắt đầu tổ hợp. 10 hơi sau, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành phù hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt, đem Đao Luân cùng Ngụy Long Châu một mực bảo hộ ở bên trong. Y như dĩ vãng, Tống Thư Hàng tinh thần lực được an trí tại Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành cửa chính. Bên trong tòa thánh thành, truyền ra một cổ hấp lực. Linh hồ bên trong nước hồ quyển vì long hấp thủy, bị đưa vào đến Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành bên trong. Trong chớp mắt, linh hồ bên trong nước hồ liền bị trừ không. Đây chính là thập trọng thiên cấp bậc linh hồ, nói cách khác ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có thể so với thất phẩm tôn giả năng lượng, bị rút khô. Bình thường tu sĩ thể nội năng lượng bị rút khô, chỉ có uống thuốc ngồi xuống tu luyện khôi phục. Nhưng Tống Thư Hàng có bản mệnh đan điền 7 cái tiểu đan điền, còn có linh quỷ hậu thuẫn. Từ bản mệnh đan điền cùng cái khác 6 cái linh hồ bên trong, năng lượng bị triệu tập tới. Trong chớp mắt, khô kiệt thứ nhất đan điền linh hồ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành lần nữa sinh ra hấp lực, đem linh hồ nước hồ toàn bộ hút đi. Như thế lặp đi lặp lại, hết thảy 7 lần. Ta quả nhiên cùng 7 cái số này hữu duyên sao? 7 lần qua đi, A thập lục Ngụy Long Châu không còn hấp thu linh hồ lực lượng, Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành hình chiếu, tựa như là cái kén đồng dạng, đưa nó một mực bao khỏa. Linh hồ bên trong hồ phách, cũng chính là nguyên kim đan cấu đồ vẫn như cũ là Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành cùng phản đồ thánh thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân, cũng theo linh hồ lực lượng, dung nhập vào Ngụy Long Châu bên trong. Tống Thư Hàng tinh thần lực xuyên thấu qua thánh thành hình chiếu, nhìn về phía nội bộ. 7 lần linh hồ nước hồ đem Ngụy Long Châu bao vây lấy, hồ phách lực lượng, dung nhập Long Châu bên trong. Nhìn thật là có chút giống mang thai quá trình. Nhưng quá trình này, phi thường chậm chạp. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng cảm giác còn như vậy ở lại cũng không phải cái biện pháp, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Đã như vậy, tại Nguyên Anh thai thành hình trước đó, đem còn lại 6 viên Long Châu giải quyết đi. Tống Thư Hàng quyết định nói. Phía dưới 6 viên Long Châu, không thể giống như A thập lục Ngụy Long Châu như vậy tiêu hao thời gian. Sở dĩ, một hơi giải quyết. Tống Thư Hàng ý thức tiến vào thứ hai đan điền. Viên kia bạch tiền bối thận Long Châu biến thành Ngụy Long Châu, đồng dạng ở tại kiếm bản rộng tạo thành kiếm luân trung ương. Ta lên, tiếp nhận ta yêu đi. Lần này, Tống Thư Hàng không dùng tinh thần lực đi bao khỏa thận Long Châu, mà là đơn giản thô bạo, trực tiếp vận chuyển tràn ngập yêu thương dưỡng đao thuật, đập tại viên này thận Long Ngụy Long Châu bên trên. Giải quyết dứt khoát, mà lại, trực tiếp đối Ngụy Long Châu bản thể sử dụng, thậm chí có thể nhảy qua thế giới tinh thần cái kia một vòng. Không cần kinh lịch cùng loại đầy bình phong A thập lục nội dung cốt truyện. Đơn giản thô bạo, nhưng phi thường hữu hiệu. Dưỡng đao thuật bên trong, ngưng tụ Tống Thư Hàng trình độ lớn nhất yêu, một hơi rót vào đến cái viên kia thận Long Châu bên trong. Ngụy Long Châu chính diện bị trượt một phát dưỡng đao thuật về sau, châu thể bên trên tán phát ra nhàn nhạt quang hoa. Hữu hiệu. Bất quá, đương lượng không đủ. Quả nhiên, muốn một phát tự trúng quá khó khăn, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thế là hắn tay trái tay phải cùng lên, giao thế luân hồi. Thứ hai đan điền linh hồ bên trong, từng đạo tràn đầy yêu dưỡng đao thuật quang mang, giao thế lấp lóe. Một hơi trượt gần 30 phát dưỡng đao thuật quang mang về sau, thận Long Ngụy Long Châu bị triệt để kích hoạt. Có thận khí từ thận Long Ngụy Long Châu nổi lên hiện. Đồng thời, lại có 33 kiện pháp khí hư ảnh xuất hiện, là thứ hai bộ 33 thú tổ hợp pháp khí hình chiếu. Hắn đồng dạng tại Ngụy Long Châu bên cạnh bắt đầu ngưng tụ, hóa thành Trung Yên Thánh Kiếm. Thân kiếm như là vỏ trứng. Hồ phách cái kia vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm nổi lên, in dấu vào đến Ngụy Long Châu bên trên. Thận Long Ngụy Long Châu tại trong thân kiếm, bắt đầu tiến hóa. Một bước cuối cùng, Tống Thư Hàng ám đạo. Từ Trung Yên Thánh Kiếm lên có hấp lực hạ xuống, hấp xả lấy phía dưới linh hồ nước hồ, hóa thành vòi rồng nước, kéo vào Trung Yên Thánh Kiếm bên trong. Lúc này,
thứ hai linh hồ bên trong nước hồ, ước chừng chỉ có 1/10 tả hữu độ cao. Trước đó thứ nhất linh hồ đang ngưng tụ nguyên anh thai thời điểm, lặp đi lặp lại hút 7 lần. Không sai biệt lắm ép khô cái khác 6 cái linh hồ cùng bản mệnh linh hồ bên trong năng lượng. Hiện tại, coi như đem cái khác linh hồ bản mệnh linh hồ bên trong tất cả năng lượng hội tụ tới, tối đa cũng chỉ có thể thứ hai đan điền hấp thu một lần. Tống Thư Hàng không có lựa chọn làm như thế, cái khác linh hồ bên trong năng lượng, vẫn là giữ lại duy trì trong cơ thể mình năng lượng vận chuyển bình thường, cùng tăng tốc linh lực khôi phục. Hiện tại hắn thể nội, còn có một cái linh hồ cường độ dự bị năng lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, từ thân thể của hắn chỗ sâu ẩn tàng linh quỷ thể nội, có tinh thuần linh lực tuôn ra, rót vào đến thứ hai linh hồ bên trong. Linh quỷ thân là tu sĩ một đại hách, ngày bình thường sẽ vô thời vô khắc chiết xuất tu sĩ linh lực trong cơ thể, tự động treo máy gia tăng linh lực tốc độ khôi phục, mà lại thời điểm then chốt linh quỷ linh lực có thể chuyển di cho tu sĩ bản thể sử dụng. Theo linh quỷ linh lực rót vào, thứ hai đan điền linh hồ bên trong nước hồ, nhanh chóng tăng đầy. Mà linh quỷ tự thân tồn trữ linh lực, chỉ còn lại chừng một thành. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng nói. Hoa! Vòi rồng nước thể tích vừa tăng, trong chớp mắt tràn đầy thứ hai linh hồ bên trong nước hồ, toàn bộ bị rút vào đến Trung Yên Thánh Kiếm bên trong, ôn dưỡng Ngụy Long Châu, thai nghén nguyên anh thai. Đồng thời, Tống Thư Hàng thể nội truyền đến một loại đã lâu cảm giác trống rỗng. Từ khi hắn tu luyện ra 7 đại tiểu đan điền, còn là lần đầu tiên bị móc sạch như thế triệt để, liền linh quỷ dự bị năng lượng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Tiếp đó, tiến vào đã lâu tu luyện khôi phục linh lực trạng thái đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dưới trạng thái bình thường, khôi phục linh lực loại chuyện này, chỉ cần kháo linh quỷ treo máy, hắn đi ngủ như vậy đủ rồi. Hôm nay bị móc quá không, hắn muốn cùng linh quỷ cùng một chỗ liên thủ tu luyện, tăng tốc linh lực khôi phục. Thế là, Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu ngồi xếp bằng, bày ra ngồi xuống tu luyện tư thế. Thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bắt đầu vận chuyển lại. Công đức xà Mỹ nhân từ Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một số khôi phục linh lực đan dược, tạo hóa tiên tử lấy tay đẩy ra Tống Thư Hàng miệng, công đức xà Mỹ nhân đem đan dược ném vào Tống Thư Hàng trong miệng. Những đan dược này phần lớn là ngũ phẩm cấp bậc, có chút là lục phẩm cấp bậc. Đại bộ phận là Tống Thư Hàng chiến lợi phẩm. Kỳ thật đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói, những đan dược này khôi phục linh lực lượng đã có chút ít, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Da đen vũ nhu tử thì từ Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí trong góc lật ra mấy khối linh thạch. Nho ra tặng cho Tống Thư Hàng linh thạch, đại bộ phận đều bị Tống Thư Hàng chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong, chờ lấy dùng để trả nợ. Chỉ có mấy khối bởi vì phẩm tướng không phải rất tốt linh thạch, bị Tống Thư Hàng nhét vào vòng tay pháp khí bên trong. Da đen vũ nhu tử đem linh thạch tìm kiếm đi ra, nàng lấy tay án lấy bọn chúng, đưa chúng nó dán tại Tống Thư Hàng trên mặt bình thường tới nói muốn đem linh thạch phóng tới Tống Thư Hàng trong tay, để hắn có thể tại tu luyện thời điểm rút ra linh thạch bên trong linh lực, tăng tốc thể nội năng lượng khôi phục. Nhưng Tống Thư Hàng hiện tại chỉ còn lại có đầu, da đen vũ nhu tử chỉ có thể đem linh thạch dán tại trên mặt hắn, hy vọng Tống Thư Hàng tại tu luyện quá trình bên trong có thể hấp thu. Xem ra, năng lượng của hắn tiêu hao hết. Không biết hắn hiện tại hoàn thành mấy khỏa Long Châu. Thần Long nói. Một khỏa đi, Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đã đổi về nửa người, lúc này nàng ôm đầu gối mà ngồi, đem mặt vùi sâu vào đến đầu gối bên trong trả lời. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Nếu như mỗi hoàn thành một khỏa Long Châu nguyên anh thai, liền phải ngồi xuống tu luyện, vậy kế tiếp liền phải tiêu hao không ít thời gian. Thần Long nói. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ. Lấy ra một bình thất phẩm cấp bậc đan dược, ném cho công đức xà Mỹ nhân Tống Thư Hàng hiện tại bước vào đến thập trọng thiên chí tôn VIP lục phẩm cảnh giới, dùng thuốc phương diện muốn theo thất phẩm tôn giả lượng đến tính toán. Thư Hàng linh lực khôi phục tốc độ vẫn tương đối nhanh. Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng có linh quỷ, thánh ấn, công đức chi quang, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cùng 7 đại tiểu đan điền thêm thành, khôi phục linh lực tốc độ không thể tầm thường so sánh. Bất quá hắn tồn trữ lượng cũng so bình thường cùng giai tu sĩ muốn khổng lồ rất nhiều. Bạch Long tỷ tỷ nói. Có hay không khôi phục nhanh chóng Tống tiền bối linh lực biện pháp? Da đen vũ nhu tử hỏi. Sẽ có di chứng, vẫn là không nên dùng. Bạch tiền bối nói. Hiện thế, chư thiên vạn giới công minh giới. Tại chỗ này ma tu thế giới một cái góc nào đó bên trong, trước đây không lâu xuất hiện một cái mới tai nạn cấm địa. Phàm là bước vào cái này cấm địa hết thảy sinh vật,
đều sẽ bị rút thành thây khô, thần hình câu diệt. Loại chuyện này, đối với công minh giới tới nói là chuyện rất bình thường. Cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh từ xưa đến nay đều là ác liệt như vậy, tiểu thế giới này mỗi một phiến địa phương đều là núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể biến thành cấm địa. Tại cái này mới cấm địa chỗ sâu. Từng cây làm bằng đá ma thần trụ, xếp một cái đại trận. Trong trận có một cái máu me khắp người cao lớn thân ảnh, chậm rãi mở mắt. Đây là đã từng vạn ma chi chủ, bây giờ còn bị ghi lại ở một số cổ lão ma tu môn phái trên sách giáo khoa tồn tại Hà Chỉ Ma Đế. Tại cái này cao lớn thân ảnh bên cạnh, có một tôn phân thân, một mặt bình tĩnh, bản thể góp nhặt năng lượng, đã có một tôn cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong trình độ. Không sai biệt lắm. Bá Long cổ thánh, là thời điểm để hắn trả giá thật lớn. Phân thân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đốt phải chăng muốn hướng bá Tống Huyền Thánh truyền lại tất cả năng lượng? Có, hay không? Là, đây chính là ta tấm lòng thành, toàn bộ truyền lại cho hắn. Chết đi, chết đi, chết đi. Bạo thể mà chết đi, bá Tống. Nò bạo bá Tống Huyền Thánh phương án, là Hà Chỉ Ma Đế bây giờ có thể làm được duy nhất lựa chọn. Bản thể của hắn muốn triệt để khôi phục, không biết muốn tới ngày tháng năm nào chết tiệt bá Tống Huyền Thánh lần trước mượn nhờ nhân quả pháp khí chém ra một đao kia, quá siêu quy, thương thế kia không có mấy trăm năm, căn bản là không có cách triệt để khôi phục. Nhưng Hà Chỉ Ma Đế lại không cam tâm chờ cái mấy trăm năm lại đi báo thù. Thân là ma môn đại đế, hắn một mực giảng cứu có thù tất báo, thù không cách đêm. Trong lòng của hắn viên kia báo thù tâm, mỗi ngày mỗi đêm đều tại đau khổ. Mỗi ngày hắn đều tại khổ tư lấy báo thù phương án. Thẳng đến ngày nào đó, hắn phát hiện sổ đen một cái hướng bá Tống Huyền Thánh truyền tống năng lượng công năng. Hắn liền bắt đầu quan sát, nghiên cứu. Ma đế phát hiện, thông qua năng lực này, có thể hướng bá Tống Huyền Thánh trực tiếp truyền tống năng lượng. Trên đường sẽ có nhất định tiêu hao, cự ly càng xa tiêu hao càng lớn. Bất quá, Hà Chỉ Ma Đế đã nghiên cứu ra đem năng lượng truyền thâu tiêu hao xuống đến thấp nhất phương án tại truyền thâu năng lượng đồng thời, thông qua không gian lực lượng, đem bản thân một cây ma thần trụ trực tiếp cắm đến bá Tống Huyền Thánh phụ cận, lấy ma thần trụ vì hóa thân tiến hành trung truyền, năng lượng nhảy vọt truyền thâu, liền có thể đem tiêu hao giảm xuống khống chế tại 2-3 thành tả hữu. Kể từ đó, kiếp tiên đỉnh phong cấp năng lượng, liền sẽ không hao tổn quá nhiều, coi như trên đường tiêu hao 2-3 thành, vẫn như cũ có được kiếp tiên đỉnh cấp đến đỉnh phong ở giữa lượng. Mà liên quan tới bá Tống Huyền Thánh, hắn cũng biết quá ngàn năm đệ nhất thánh, năm nay vừa tấn thăng cái chủng loại kia. Thân là ma đế, dù cho vị trí địa phương là cấm địa, hắn vẫn có rất nhiều thủ đoạn lấy tới mình muốn tình báo. Một cái tân tấn huyền thánh bị rót vào kiếp tiên đỉnh phong năng lượng, kết cục đã định. Sở dĩ. Bạo tạc hóa thành yên hoa đi, bá Tống. Đi chết, đi chết, đi chết. Khô Thánh Sơn thí luyện chi địa, kim nguyệt thế giới. Tống Thư Hàng nhục thân duy trì tu luyện tư thế, còn tại cố gắng tinh luyện linh lực. Da đen Vũ Nhu Tử hai tay đè ép linh thạch, ấn tại Tống Thư Hàng trên mặt. Tạo hóa tiên tử tiếp tục vạch lên Tống Thư Hàng miệng, một cái khác bì bì xà mỹ nhân leo đến ngoài hai thước, nhẹ nhàng bắn ra, đem một hạt thất phẩm tôn giả cấp đan dược bắn vào Tống Thư Hàng trong miệng. Lại nói hiện tại Thư Hàng ăn đan dược có hiệu quả sao? Bạch Long tỉ tỉ hỏi, nuốt Long Châu đều bóp cổ a. Ai biết được, thần long nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên thần long bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Tại kim nguyệt thế giới trên không, có một cây ma thần trụ đột phá không gian phong tỏa cưỡng ép xâm nhập cái thế giới này. Ta xinh đẹp à, còn tới. Thần long hận cắn móng vuốt. Các ngươi bọn gia hỏa này, làm chúng ta Gô Thánh Sơn không gian phong tỏa là hậu viện sao? Mỗi người đều muốn tiến liền tiến. Lúc này... Đang tại vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tinh luyện linh lực Tống Thư Hàng, toàn thân chấn động kịch liệt. Nốt sổ đen liệt biểu Hà Chỉ Ma Đế hướng ngươi truyền lại 9.999.999 linh lực, nhân linh lực số lượng quá khổng lồ, phải chăng tiếp thu? Có, hay không? Tống Thư Hàng trong đầu, vang lên như thế một cái nhắc nhở. Dĩ vãng bất kể là thiên đế, trình lâm tiên tử hoặc là quần trong tổ cái khác đại lão, hướng Tống Thư Hàng truyền lại năng lượng lúc. Đều là nhóm nhỏ lượng truyền lại, hoặc là Tống Thư Hàng chủ động phát ra trợ giúp thỉnh cầu về sau, đại lão nhóm mới gửi đi năng lượng viễn trình hiệp trợ. Sở dĩ, một mực không có kích hoạt đây là không tiếp thu năng lượng chặn đường tuyển hạng. Lần này Hà Chỉ Ma Đế truyền tới năng lượng quá mức khổng lồ, đủ để đem Tống Thư Hàng một hơi no bạo,
sở dĩ cái này chặn đường tuyển hạng bị kích hoạt. Có đôi khi cái này kim đan mã QR công năng vẫn là rất thân mật. Tống Thư Hàng thu đến cái này nhắc nhở lúc, một mặt mộng bức. Hà Chỉ Ma Đế hướng hắn truyền lại năng lượng. Hơn nữa còn là phi thường khổng lồ, số lượng lớn đến căn bản là không có cách thống kê linh lực. Ma Đế biết ta thiếu năng lượng, sở dĩ ngàn dặm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiện lên ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Làm người phải tự biết mình. Hắn Tống Mỗ nhân quý ở tự biết, hắn cũng không phải bạch tiền bối, không có mị lực lớn như vậy. Mà lại Hà Chỉ Ma Đế hận không thể hắn chết, lại thế nào khả năng ở lúc mấu chốt, truyền tống năng lượng tới trợ hắn vượt qua nan quan. Ở trong đó khẳng định có âm mưu. Như vậy, muốn cự tuyệt sao? Vẫn là cự tuyệt đi, luôn cảm giác không an toàn. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hắn đang tại tấn cấp khẩn yếu quan đầu, không thể ra sai lầm. Tấn cấp là phi thường nghiêm túc sự tình. Nốt sổ đen liệt biểu trình Lâm Tiên Tử hướng ngươi truyền một điểm năng lượng, phụ lời, đừng cự tuyệt, thử trước một chút nhìn có thể hay không phân nhóm tiếp thu những linh lực này. Nếu như không thể lời nói, liền một hơi tiếp thu. Nhịn không được năng lượng, hướng ngươi linh quỷ trên người chuyển vận, ta đến thay ngươi giải quyết. Đã qua đời trình Lâm Tiên Tử, hôm nay một mực đang chú ý Tống Thư Hàng trạng thái. Có vị này cường đại giao chỉ nữ đế đảm bảo thư xác nhận, Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Vậy liền tiếp thu đi. Hắn thử dụng ý biết hướng kim đan mã QR gửi đi chỉ niệm nhìn xem có thể hay không theo trình Lâm Tiên Tử đề nghị, đem cái này năng lượng khổng lồ, chia 42 phê số lượng, phân biệt truyền lại. Có lẽ là Tống Thư Hàng bây giờ tấn thăng đến chí tôn thập trọng thiên VIP lục phẩm nguyên nhân, bao nhiêu xem như tôn giả cấp nhân vật, quyền hạn tăng lên không ít. Kim đan mã QR tiếp thu được chỉ niệm. Đốt nếm thử đem Hà Chỉ Ma Đế 9.999.999 linh lực phân nhóm. Đốt phân nhóm thất bại. Không có biện pháp. Tống Thư Hàng thở dài, trình Lâm Tiên Tử, xem ngươi rồi. Sau đó, hắn lựa chọn có. Đốt tiếp nhận Hà Chỉ Ma Đế 9.999.999 linh lực truyền tống bắt đầu. Sau một khắc, có cực lớn đến đáng sợ năng lượng. Xuyên thấu qua trong hư không cây kia ma thần trụ vì trung chuyển, hạ xuống Tống Thư Hàng trên người. Đang tại thí luyện chi địa thành viên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Loại cảm giác này, tựa như là kiếp tiên giáng lâm, khiến cho thân thể người không khỏi run rẩy. Giữa không trung cái gì đều có thể bán tiền bối nhíu mày hắn muốn ở lúc mấu chốt, bảo trụ Tống Thư Hàng đầu, bên trong Long Châu quan hệ đến hắn một nửa khác tiền hàng đây. Phía dưới. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử nhíu mày. Hai vị tiên tử không còn chơi đùa, nghiêm túc lên. Công đức xà mỹ nhân triển khai thủ hộ hình thái, đem Tống Thư Hàng thân thể bao phủ, hai tay khép lại thành cầu nguyện hình. Tạo hóa tiên tử thì tiến vào Tống Thư Hàng đầu, từ trong ra ngoài cường hóa hắn. Các nàng tạo thành hai tấm loại bỏ lưới, sơ bộ loại bỏ Hà Chỉ Ma Đế truyền tới năng lượng. Mà Tống Thư Hàng ý thức, nhanh chóng tiến vào thứ hai đan điền linh hồ chỗ. Theo Hà Chỉ Ma Đế năng lượng truyền ra bắt đầu, nguyên bản nhanh khô kiệt bản mệnh đan điền, trong nháy mắt bị một lần nữa rót đầy. Bản mệnh đan điền cùng phì kình kim đan liều mạng vận chuyển, bằng nhanh nhất tốc độ đem những năng lượng này chuyển hóa làm Tống Thư Hàng tự thân linh lực, sau đó đem linh lực chuyển rời đến bảy đại tiểu đan điền. Bảy đại tiểu đan điền linh hồ, toàn bộ tràn đầy. Dư thừa năng lượng, bị Tống Thư Hàng nhanh chóng chuyển rời đến linh quỷ trên người, còn có một bộ phận dẫn đạo đến thân gỗ bên trong. Từ thân thể bị móc bảo đến bây giờ toàn thân no bụng trướng cảm giác. Tống Thư Hàng cảm giác không hiểu chua thoải mái. Đạt được linh lực bổ sung về sau, thứ hai đan điền linh hồ bắt đầu vận chuyển. Long hấp thủy quá trình lại hiện ra. Thứ hai đan điền nước hồ bị rút khô, sau đó lại sẽ nhanh chóng bị Hà Chỉ Ma Đế chuyển tới linh lực rót đầy. Lại rút khô, lại rót đầy. Trong thời gian ngắn, thứ hai tiểu đan điền cũng thỏa mãn 7 lần số lượng, tiến vào nguyên anh thai giai đoạn. Tống Thư Hàng căn bản không thời gian chú ý nhiều hơn hóa nguyên anh thai trạng thái. Hắn liều mạng nhào về phía thứ ba đan điền. Dù sao, Hà Chỉ Ma Đế năng lượng, còn tại liên tục không ngừng rót vào. Thừa cơ, hắn muốn một hơi đem còn sót lại 5 viên Ngụy Long Châu, toàn bộ giải quyết. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tống Thư Hàng đem bản thân bước đến cực hạn, nghiền ép bản thân tất cả tiềm lực. Bởi vì, hắn lại ẩn ẩn cảm ứng được một loại mùi vị quen thuộc. Đó là, mùi vị của tử vong.
Tống Thư Hàng cảm giác nếu như tốc độ không nhanh một chút, đầu của mình liền muốn nổ. Mặc dù có Trình Lâm tiên tử cam đoan, nhưng loại này bóng ma tử vong bao phủ cảm giác, là như thế quen thuộc lại chân thực. Liền như là một đầu chu lên hung thú, ở sau lưng đuổi theo hắn, muốn đem hắn nuốt ăn. Sở dĩ, Thư Hàng không tự chủ được đem hết toàn lực. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chỉ muốn ta chạy đầy đủ nhanh, tử vong liền đuổi không kịp ta. Ngoại giới. Đột 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 thình thịch viên thứ hai hoàn thành. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Hắn có thể cảm ứng được bản thân kích hoạt viên kia Thận Long Châu, đã hoàn thành sứ mạng của mình, tạm dừng long lực truyền lại, đối ứng Ngụy Long Châu đã tiến vào kết nguyên anh trạng thái. Tô Thị A Thập Lục nghe vậy, đột nhiên trong lòng hơi động, nàng chôn ở đầu gối bên trong khuôn mặt nhỏ thoáng chuyển động, lộ ra một con mắt, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Nhưng mà, nàng nhìn thấy Bạch Tiền Bối một mặt bình tĩnh, mảy may không bị ảnh hưởng dấu hiệu. A Thập Lục trong lòng có chút ít nghi hoặc. Bạch Tiền Bối, quả nhiên không giống bình thường. Bình thổ chú, Bạch Tiền Bối lúc này đã ăn xong những cái kia cây mơ lớn trái cây, hắn đưa tay bấm một cái pháp ấn, một cái bình thổ chú đem hố nhỏ bên trong hột toàn bộ giấu đi. Sau đó hắn nhìn qua hư không ma thần trụ, nhíu mày. Từ ma thần trụ bên trong truyền tới linh lực chính liên tục không ngừng rót vào Thư Hàng thể nội, vì Tống Thư Hàng tấn cấp cung cấp năng lượng. Cũng chính là có nhóm này linh lực trợ giúp, mới có thể để cho Tống Thư Hàng không ngừng tấn cấp. Nhưng là, những năng lượng này chung quy không phải Tống Thư Hàng tự thân. Mặc dù trải qua tầng tầng loại bỏ, truyền tới cũng coi là tinh khiết năng lượng. Nhưng chung quy sẽ có di chứng. Bạch Đạo Hữu cũng đang lo lắng sao? Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên. Ừm, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Lớn như vậy từ bên ngoài đến năng lượng dùng để tấn cấp, di chứng chỉ sợ sẽ không tiểu. Thần Long đồng dạng một mặt nghiêm túc, lên tiếng nói. Da đen Vũ Nhu tử sững sờ, di chứng, Tống Tiền Bối sao? Tô Thị A Thập Lục trong lòng đồng dạng nổi lên vẻ lo lắng. Đúng thế, Bạch Tiền Bối lần nữa gật đầu, nếu như là ngày bình thường, từ bên ngoài đến năng lượng truyền tới về sau, chỉ phải đi qua bản thân một chút xíu luyện hóa, tại bản thân hệ thống tu luyện bên trong nhiều vận hành mấy chu thiên về sau, có thể đem bên ngoài đến năng lượng đánh lên bản thân lạc ấn, triệt để đưa nó hóa thành lực lượng của mình. Nhưng bây giờ, quá gấp gáp, Thư Hàng đều không có triệt để luyện hóa nhóm này từ bên ngoài đến năng lượng thời gian, chỉ là loại bỏ một lần, liền trực tiếp liền đem bọn chúng rút ra sử dụng. Bạch Tiền Bối, cái kia, có phương pháp giải quyết, sao? Tô Thị A Thập Lục thấp giọng hỏi. Còn không xác định, một hồi muốn nhìn Thư Hàng xuất hiện di chứng là cái nào một cái, suy nghĩ thêm đúng bệnh hốt thuốc. Bạch Tiền Bối nói. Kỳ thật, không cần quá mức lo lắng. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên nói, nếu như di chứng quá lớn, cùng lắm thì một chết, chết một lần về sau, phần lớn di chứng đều sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Không hổ là tâm ma. Tổng là có thể đưa ra phi thường ác độc kế hoạch. Da đen Vũ Nhu tử nhu nhược ánh mắt nhìn qua tâm ma xích tiêu kiếm, nói, xích tiêu kiếm tiền bối ngươi quá tàn nhẫn. Đồng dạng thân là tâm ma, vì cái gì ngươi cứ như vậy bất tranh khí. Tâm ma xích tiêu kiếm tâm tắc nói. Hoàn toàn chính xác, nếu quả như thật đến cuối cùng một bước, chữa trị đại giới rất lớn, có thể cân nhắc chết một lần phương án. Bạch Tiền Bối xoa cằm, bình tĩnh nói. Một bên Thần Long nghe mấy vị bình tĩnh giao lưu, mồ hôi lạnh không tự chủ được liền xuống tới. A, lúc này, Bạch Tiền Bối đột nhiên thân thể chấn động. Giống như là nhận lấy cái gì trùng kích. Tô Thị A Thập Lục con mắt, lập tức chằm chằm vào Bạch Tiền Bối, bí mật quan sát hắn tình trạng. Bạch Tiền Bối đưa tay, trong hư không huy động lấy, một bên huy động lấy vừa nói, ta giống như nhiều một chút năng lực. Hoặc là nói là, quyền hạn. Là Tống Thư Hàng cái kia kim đan mã QA hảo hữu công năng. Tại Tống Thư Hàng ngưng tụ cái thứ hai nguyên anh thai về sau, cả cái kim đan mã QA hảo hữu công năng, đang không ngừng hoàn thiện, nhiều một chút chức năng mới. Mà thân là cung cấp thứ hai Long Châu Bạch Tiền Bối, đạt được một chút đặc thù quyền hạn. Tỷ như, hắn nhiều một cái thuộc về mình mã QA, cũng có được tăng thêm hảo hữu, kéo người tiến vào mã QA hảo hữu liệt biểu công năng. Thay thế Tống Thư Hàng kéo người. Cảm giác có chút cùng loại nhân viên quản lý quyền hạn. Đồng thời, Bạch Tiền Bối phát hiện mình có thể nhìn thấy một cái danh sách liệt biểu ở trong đó toàn bộ là Tống Thư Hàng kim đan mã QA hảo hữu. Thú vị! Bạch Tiền Bối tiếp xúc đến chuyện mới mẻ vật, chơi quên cả trời đất. Lại nói, có đặt tên tuyển hạng sao?
Nói thế nào cũng là một cái hảo hữu quần tổ, hẳn là phải có cái danh tự mới tốt. Bạch tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Bạch tiền bối cũng liền nghĩ như vậy, một cái nhắc nhở khung xuất hiện ở trước mặt hắn. Tích phải chăng vì bá tống kim đan mã QA hảo hữu tổ lấy một cái tên? Đúng, hay không? Đúng, bạch tiền bối lựa chọn nói. Sau đó một cái trống không khoanh tròn phù hiện ở trước mắt hắn. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ về sau, ở bên trong thâu cửu châu nhất hào quần danh tự. Nhưng vừa ấn xong, hắn lại lắc đầu. Cái này quần cũng không phải là Hoàng Sơn mụ mụ xây quần, cho nên vẫn là lấy cái tên mới tương đối tốt. Tốt nhất vẫn là từ thư hàng tiểu hữu tới lấy. Bạch tiền bối trong lòng vừa muốn nói. Nghĩ nghĩ về sau, bạch tiền bối lại tại khoanh tròn bên trong thua mấy cái danh tự, làm chuẩn bị tuyển những tên này để dùng cho thư hàng làm tham khảo. Cửu châu tu chân quần, tu luyện bế quan quần, đạo hữu giao lưu quần. Luôn cảm giác đọc lấy đến đều không thế nào thuận miệng. Bạch tiền bối nói. Cuối cùng, hắn lại thuận tay bù đắp lại danh tự tu chân. Ân, cái này không tệ. Đơn giản rõ ràng. Cái khác, các loại thư hàng ngưng tụ nguyên anh thai sau khi kết thúc, lại thương lượng đi. Bạch tiền bối chỉ tay một cái, đem những thứ này quần tên tạm thời bảo tồn. Thứ, viên thứ ba, xong. Hoàn thành, thư hàng, thế như trẻ tre. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ cuốn thành một cái cầu, tựa hồ rất lạnh dáng vẻ, run rẩy nói. Tống thư hàng viên thứ ba Ngụy Long Châu, đối ứng chính là Bạch Long tỉ tỉ. A Thập Lục hít mũi một cái, mắt liếc Bạch Long tỉ tỉ, lại nhìn lại hướng tinh thần phấn chấn Bạch tiền bối. Quả nhiên, Bạch tiền bối quá đặc thù. Bất quá. Cũng chính là bởi vì Bạch tiền bối như thế đặc thù, sở dĩ có đôi khi, hắn sẽ lộ vẻ vô cùng đáng tin, đặc biệt là sự kiện lớn thời điểm. Tà liên thế giới. Chuột hamster hào, kim cương đại tinh tinh, nguyên thận long tộc trưởng. Mọc ra xinh đẹp mỹ nhân mặt thụ yêu, bốn tôn bạch tiền bối sủng vật, chính tập hợp một chỗ. Ngươi vẫn chưa xong sao? Chuột hamster hào nhìn qua thận long tộc trưởng. Nguyên bản mấy con sủng vật đang tại chơi bài. Nhưng chơi lấy, đột nhiên, nguyên thận long tộc trưởng mê chi run rẩy không ngừng, không hề đứt đoạn phát ra làm mặt chuột đỏ tiếng kêu. Hiện tại, thận long thân thể cuốn thành một cái cầu, đem đầu của mình giấu ở cầu bên trong, không chịu đi ra. Chuột hamster hào tâm thật mệt mỏi. Lúc này, tại tống thư hàng tiểu đan điền thế giới bên trong. Tinh thần của hắn thể chính ngựa không dừng vó chạy tới thứ tư tiểu đan điền. Chỉ muốn ta chạy rất nhanh, tử vong cũng chỉ có thể đi theo ta đằng sau hít bụi. Thứ tư tiểu đan điền Ngụy Long Châu, là bạch tiền bối. Tống thư hàng tinh thần thể xoa xoa hai tay, tay trái tay phải các một phát dưỡng đao thuật. Mỗi lần thi triển dưỡng đao thuật thời điểm. Tống thư hàng quán chú yêu cũng không giống nhau, hắn đối tô thị A Thập Lục, bạch tiền bối, bạch long tỷ tỷ ba cái yêu, cũng là có thể chia nhỏ ra. Bạch tiền bối, tiếp nhận ta yêu đi, tống thư hàng tinh thần thể gào thét lớn, xông vào đến thứ tư tiểu đan điền vị trí. Cút bạch tiền bối tức giận vang lên. Sau đó, tống thư hàng tinh thần thể một mặt mộng bước bay ngược ra thứ tư tiểu đan điền thế giới. Tinh thần thể ngồi ở thứ tư tiểu đan điền lối vào, nghi ngờ gãi gãi đầu. Hai phát dưỡng đao thuật cứ như vậy rơi trên người mình. Không có gì quá lớn cảm giác, liền cùng mọi người xoa bóp bản thân đau nhức bả vai đồng dạng, cũng liền dạng này. Cho nên nói, dưỡng đao thuật trên bản chất kỳ thật chính là thuật xoa bóp. Nhưng đây không phải trọng điểm. Cái này kịch bản không đúng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Trước đó bất kể là soát viên kia thận Long Ngụy Long Châu thời điểm, vẫn là soát Bạch Long tỷ tỷ Ngụy Long Châu thời điểm, đều không có loại này kịch bản. Một lát sau, Tống Thư Hàng tinh thần thể lại thận trọng tiến vào thứ tư đan điền thế giới bên trong. Lần này hắn không tiếp tục gào thét lớn cái gì, chỉ là lặng lẽ tiến đến. Tại thứ tư đan điền linh hồ phía trên, hiện lên xoắn ốc kiếm trùng điệp tạo thành cầu luân. Bạch tiền bối cái viên kia Long Ma Ngụy Long Châu bị cầu luân bao vây lấy, nhẹ nhàng trôi nổi phía trên linh hồ. Nhìn thấy Tống Thư Hàng lần nữa sau khi đi vào, cái này Long Ma Ngụy Long Châu bỗng nhúc nhích. Phảng phất như là một con mắt, chuyển hướng Tống Thư Hàng. Thần Long tiền bối lừa ta, còn nói Long Châu không có khả năng từ trong mắt thay thế. Cái này Long Ma Ngụy Long Châu không phải liền là một con mắt hạt châu nha. Tống Thư Hàng nội tâm ám đạo. Hi, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay hô. Không hổ là cửu u chúa tể, chính là không giống bình thường. Mặt khác, hắn không sai biệt lắm có thể xác định một sự kiện.
viên kia cái gọi là Long Ma Long Châu cũng không phải là cái gì Long Ma kết xuất. 89/10 chính là Bạch Tiền Bối tự thân ngưng ra Long Châu. Bất quá loại chuyện này, Bạch Tiền Bối hiển nhiên là muốn che đậy giấu giếm. Khả năng đối với Bạch Tiền Bối tới nói, Thổ Long Châu là kiện rất ngượng ngùng sự. Sở dĩ, Tống Thư Hàng cơ chí không đi chọc thủng chuyện này. Có đôi khi, khám phá không nói toạc, mới có thể tốt hơn duy trì hữu nghị cùng tình cảm. Ngươi Trương này không nể mặt, liền xem như tinh thần thể, biểu lộ cũng phải như bản thể đồng dạng sinh động như sống sao. Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên, trong giọng nói có loại tâm mệt cảm giác. Tống Thư Hàng. Sau đó, tinh thần thể Tống Thư Hàng mặt biến bắt đầu mơ hồ, tựa như là bị thánh kỵ dán lên thánh quang. Bạch Tiền Bối tâm càng tắc. Ngươi liền không thể thay cái ám mục. Thở dài về sau, Bạch Tiền Bối không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta nhìn ngươi tình huống có chút không ổn, có người tại cưỡng ép hướng ngươi quán công. Là Hà Chỉ Ma Đế. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch Tiền Bối nghi ngờ nói, hắn làm gì hướng ngươi quán công? Cụ thể không rõ ràng, bất quá Bạch Tiền Bối tê. Đột nhiên hắn liền hướng ta truyền công, mà ta vừa vặn lại cần nhóm này năng lượng. Thế là ta sẽ đồng ý. Tống Thư Hàng nói. Sẽ bạo thể, nhóm này năng lượng tổng giá trị tiếp cận một tôn kiếp tiên đỉnh phong lượng. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón cái, nói, Bạch Tiền Bối không cần lo lắng, Trình Lâm tiên tử tại viễn trình bảo bọc ta, tại sắp bạo thể thời điểm, liền đem năng lượng rót cho ta linh quỷ, tiến hành khai thông. Ngươi liền không có nghĩ tới vạn nhất khai thông tốc độ quá chậm, ngươi vẫn như cũ sẽ bạo thể khả năng. Bạch Tiền Bối cười ha ha. Đây chính là kiếp tiên đỉnh phong năng lượng, giống như nước sông lớn chảy ngược. Mà Tống Thư Hàng cùng linh quỷ ở giữa năng lượng thông đạo. So sánh dưới chỉ có thể coi là dòng suối nhỏ, thậm chí càng nhỏ hơn. Tống Thư Hàng. Thôi, đến lúc đó vạn nhất ngươi khai thông tốc độ không đủ, phải nắm chặt ta cho ngươi Long Ma Long Châu, phân lưu một chút năng lượng. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng trong lòng đại định, tạ ơn Bạch Tiền Bối. Còn có, đừng quên ta cái kia bia đá, nhớ kỹ rời đi Gô Thánh Sơn thí luyện thời điểm, đem bia đá thu hồi lại. Bạch Tiền Bối dặn dò. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tống Thư Hàng nói, rất tốt, vậy cứ như thế, ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi thôi. Bạch Tiền Bối nói, ách Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành à? Nghĩ nghĩ sau. Tống Thư Hàng nhắm mắt nói, Bạch Tiền Bối, ta còn cần đem yêu quán chú đến viên này Long Ma Ngụy Long Châu bên trong đi. Miễn đi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bạch Tiền Bối nói, ta thân là cửu u chúa tể, ngươi lý giải bên trong yêu với ta mà nói, phi thường buồn nôn. Kết anh sự tình, ta tự có thủ đoạn thay ngươi giải quyết. Ngươi tiếp tục đi tới một trạm, đừng xử ở chỗ này chướng mắt. Chẳng lẽ yêu cùng thánh quang đồng dạng, đối cửu u chúa tể tới nói đều phải ngược lại nhìn. Nhưng không đúng. Nếu như nói yêu muốn ngược lại nhìn, cái kia Bạch Tiền Bối cùng hắn ở giữa, còn có những cái kia sủng vật ở giữa, lại tính là cái gì tình cảm? Hận. Hẳn là Bạch Tiền Bối là thật sâu hận hắn. Bất quá, đã Bạch Tiền Bối nói có biện pháp giải quyết. Tống Thư Hàng liền không lại hỏi nhiều. Hắn bắt đầu rời khỏi thứ tư đan điền. Tại hắn rời khỏi đồng thời, bao vây lấy Bạch Tiền Bối Ngụy Long Châu cái kia xoắn ốc kiếm cầu luân bắt đầu hấp thu linh hồ nước hồ. Trong nháy mắt, liền lặp đi lặp lại hấp thu 7 lần, tiến vào kết anh thai trạng thái. Tống Thư Hàng xoa cằm, Bạch Tiền Bối quả thật không gì làm không được. Trước đó tại hiện thế lúc, hắn còn đang suy nghĩ lấy, ngoại trừ sinh con bên ngoài. Trên đời này tựa hồ liền không có Bạch Tiền Bối làm không được sự. Hiện tại xem ra, cho dù là một cái nhân sinh hài tử, Bạch Tiền Bối cũng có thể làm được. A à, trong lúc đang suy tư, một đạo lực đập ở trên người hắn, đem hắn đập thành cầu, nhanh chóng lan hướng thứ năm đan điền. Nơi đó là Ban Văn Long Đại Lão Nhi Tử Long Châu. Nhìn thấy Tống Thư Hàng lăn xa về sau, Bạch Tiền Bối đột nhiên nói, quên đi, hẳn là muốn đổi hắn một chuyện cười. Hắn nhưng là giúp Tống Thư Hàng làm xong kết anh thai trình tự. Cái này đợt thua lỗ. Lần sau, để Thư Hàng bổ sung cái chuyện cười này đi. Bạch Tiền Bối tinh thần ba động, bắt đầu bình ổn lại. Từ khi trở thành cửu u chúa tể về sau, liền rốt cuộc không ai có thể giống như Tống Thư Hàng, cùng hắn bình thường nói chuyện phiếm. Bình thường nói chuyện phiếm, Bạch Tiền Bối không khỏi nhớ tới sa mạc, bạch mã tràng cảnh. Theo Bạch Tiền Bối tưởng niệm khuếch tán. Trong hiện thực, Tống Thư Hàng bên người, bắt đầu dơ lên cát vàng. Chân thực huyễn tượng, cát vàng. Không tốt,
Bạch Tiền Bối lại thất thần. Da đen Vũ Nhu Tử kêu lên. Ta không có, Bạch Tiền Bối phản bác, không phải ta. Là Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nói. Tại Tống Thư Hàng bên người, đầy trời cát vàng bay múa, tạo thành chân thực huyễn tượng hình thức ban đầu. Không phải Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, hắn chậm rãi đi về phía trước. Hắn cảm giác đến, cái này chân thực huyễn tượng bên trong, không ngừng có cảm giác thân thiết truyền đến. Có loại quê quán hương vị. Bạch Tiền Bối đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc đến cái kia đầy trời cát vàng. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, bị cuốn vào đến chân thực huyễn tượng bên trong. Bạch Tiền Bối, da đen Vũ Nhu Tử lo lắng kêu lên. Đã cái này đầy trời cát vàng tức không phải Bạch Tiền Bối cũng không phải Tống Tiền Bối chân thực huyễn tượng, cái kia mạo muội đi vào không phải rất nguy hiểm sao? Ta theo tới nhìn xem, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng nói hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện đầy trời cát vàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hóa thành kiếm quang, lướt về phía cái kia phiến cát vàng. Ngay tại hắn sắp chui vào cát vàng phạm vi thời điểm, một bàn tay lớn vàng óng một thanh đưa nó nắm lấy. A a a a, nóng nóng nóng, tiên tử đừng quấy rối, người ta phân thuộc tại công đức cùng tâm ma, chính diện tiếp xúc chỉ sẽ lẫn nhau tổn thương, nhanh buông tay. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm hét lớn trên thân kiếm đều đang bốc khói a. Công đức xà mỹ nhân không nói gì, bàn tay của nàng nhẹ nhàng khẽ vỗ, một cái ấn ký rơi vào Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trên thân là cái kia có thể viễn trình thu về thần binh đặc thù công pháp thần binh kỳ giám lạc ấn, chính là Tống Thư Hàng tại tán tài vương tọa bên trong thu thập công pháp. Lưu lại ấn ký về sau, công đức xà mỹ nhân bàn tay lại thật nhanh thu về. Có ấn ký này về sau, nàng có thể xác định Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tọa độ, để phòng đi mất. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tăng thêm tốc độ, chui vào đến cát vàng bên trong, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nếu không, ta cũng vào xem. Da đen Vũ Nhu Tử ôn nhu nói, nàng luôn cảm giác Bạch Tiền Bối cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm phi thường không đáng tin cậy. Nhưng nàng vừa dứt lời, cái kia đầy trời cát vàng bắt đầu biến mất. Cát vàng rơi xuống đất, lại giống tuyết đồng dạng hòa tan ra, dung nhập đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Chân thực huyễn tượng biến mất. A, da đen Vũ Nhu Tử mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Bạch Tiền Bối cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, đồng dạng biến mất không thấy. Theo lý thuyết, chân thực huyễn tượng giải khai lúc, bị cuốn vào chân thực huyễn tượng người, sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ mới đúng chứ? Chuyện gì xảy ra? Bạch Long tỷ tỷ xích lại gần Tống Thư Hàng, nàng cũng không có cảm ứng được không gian ba động, vì cái gì Bạch Thánh cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đều biến mất không thấy. Tô Thị A Thập Lục như có điều suy nghĩ, lên tiếng hỏi, Gô Thánh Sơn có ẩn tàng địa đồ sao? Bạch Long tỷ tỷ thay nàng phiên dịch cho Thần Long. Thần Long lắc đầu, hắn tại Thánh Sơn thí luyện chi địa ngây người lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua ẩn tàng địa đồ một chuyện. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đôi mắt đẹp có chút mở ra. Lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Nàng tại Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trên người lưu lại lạc ấn, thực sự quá chính xác. Chỉ cần có phòng đi mất lạc ấn tại năng lượng sung túc, như vậy tại chư thiên vạn giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể đối Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiến hành định vị. Bất quá bây giờ, nàng cần thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, dành không được thời gian tới. Muốn chờ Tống Thư Hàng kết thúc tấn hóa anh thai, sau đó nàng liền có thể phối hợp với Thư Hàng, đi khóa chặt Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vị trí. Lúc này, Thư Hàng thứ 5 tiểu đan điền. Có Bạch Tiền Bối vết xe đổ, Tống Thư Hàng lần này không có đại hống đại khiếu mãng đi vào, mà là duy trì yên tĩnh tiến vào thứ 5 tiểu đan điền. Nơi này đối ứng là Ban Văn Long đại lão nhi tử Ngụy Long Châu. Nếu như Ban Văn Long đại lão thật có nhi tử, đây tuyệt đối là một tôn không chọc nổi đại lão, muốn tôn trọng. Thứ 5 đan điền mệnh luân, là 8 cái phong loại bánh răng chồng cùng một chỗ trạng thái. Hồ phách thì là 4 ô manga phương thức sáng tạo và hủy diệt chi tinh. Thứ 5 đan điền hạch tâm là máy móc hạch tâm lò phản ứng, tại Tống Thư Hàng tấn thăng lục phẩm về sau, cái phản ứng này lô liền bình tĩnh chìm vào linh hồ dưới đáy, không nhúc nhích. Chỉnh thể phong cách vẽ tràn đầy khoa huyễn phong cách. Bất quá bây giờ, cái này máy móc hạch tâm lò phản ứng cuối cùng từ đáy hồ chui ra, lên tới trên mặt hồ. Mệnh luân bánh răng phân tán ra đến, giống cánh đồng dạng phù ở hạch tâm lò phản ứng hai bên. Đối ứng Ban Văn Long đại lão nhi tử viên kia Ngụy Long Châu, thì khảm nhập cái này lò phản ứng nội bộ. Tống Thư Hàng luôn cảm giác, cái này hạch tâm lò phản ứng cùng Ngụy Long Châu tổ hợp, muốn tiến hóa thành cơ giáp đụng tới đồng dạng. Ban Văn Long nhi tử tiền bối,
mặc dù không biết người có hay không đang chú ý nơi này, tóm lại. Ta sau đó phải đắc tội, Tống Thư Hàng tinh thần thể ôm quyền nói. Chết đều còn tại chú ý Tống Thư Hàng, Trình Lâm tiên tử đột nhiên cảm giác một trận tâm tắc, nàng cảm giác Thư Hàng tại cách Ngụy Long Châu sàm sở nàng. Tống Thư Hàng tinh thần thể tiến lên, hạch tâm lò phản ứng bên trong Ngụy Long Châu không có bài xích phản ứng. Thế là, Tống Thư Hàng vươn tay ra, xuyên qua hạch tâm lò phản ứng, ấn tại Ngụy Long Châu bên trên. Liên tiếp số phát dưỡng đao thuật thi triển ra. Bởi vì hắn đối Ban Văn Long nhi tử không quen, sở dĩ cũng không biết muốn truyền lại cái gì yêu mới tốt. Nghĩ nghĩ về sau, hắn trực tiếp đem bản thân đối Trình Lâm tiên tử cùng đối Ban Văn Long đại lão tình cảm, nhét vào lần này dưỡng đao thuật bên trong đi. Đều là người một nhà, hy vọng có thể hữu hiệu. Ngụy Long Châu thuận lợi tiếp thu Tống Thư Hàng nhồi vào yêu dưỡng đao thuật. Có thể là cùng máy móc phong cách có liên quan nguyên nhân, từ đầu tới đuôi nó đều phi thường bình tĩnh. Ngụy Long Châu lên quang hoa lập lòe. Hạch tâm lò phản ứng bắt đầu hấp thu phía dưới linh hồ nước hồ, tiến vào kết anh thai trạng thái. Xong rồi, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Cả cái quá trình rất thuận lợi. Sau đó, hắn bước ra thối lui, chuẩn bị chạy tới trạm tiếp theo. Đốt rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Ghi chú, không. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì? Có người thông qua kim đan mã QR thêm hắn hảo hữu. Nhìn lấy cái này quỷ dị danh từ lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhìn lại hướng cái viên kia Ban Văn Long nhi tử Ngụy Long Châu. Hắn đưa tay đối cái này Ngụy Long Châu lại quét phát dưỡng đao thuật. Đốt rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp hướng ngươi truyền một điểm năng lượng. Phụ lời, không. Tống Thư Hàng. Tiền bối, tạ ơn hỗ trợ. Chúng ta gặp lại sau. Tống Thư Hàng cuối cùng đối cái kia Ngụy Long Châu ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Đang đuổi hướng xuống một trạm thời điểm, Tống Thư Hàng đem rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp kéo đến minh hữu liệt biểu bên trong, sau đó đưa nó ghi chú vì Ban Văn Long nhi tử. Ghi chú công năng thuận tiện thực dụng, không tệ. Tống Thư Hàng gật đầu nói theo cảnh giới không ngừng tăng lên. Hắn rốt cục cũng bắt đầu có một ít tao thao tác. Luôn cảm giác, cái này mã QR kim đan hảo hữu liệt biểu càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng có một cái quần hình thức ban đầu. Nếu không, cho cái này hảo hữu liệt biểu lấy một cái quần tên. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại đem Ban Văn Long nhi tử ghi chú hoàn thành thời điểm. Đốt Ban Văn Long nhi tử đem ngươi kéo vào sổ đen, đồng bộ tiến hành bên trong, Ban Văn Long nhi tử đã bị ngươi kéo vào sổ đen. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Sổ đen bên trong Ban Văn Long nhi tử thay ngươi chuyển tiếp cùng là sổ đen bên trong Tiểu Ban Ban, chuyển tuyến bắt đầu. Chuyển tuyến thất bại, Tiểu Ban Ban cự tuyệt chuyển tiếp. Một lát sau, đốt, Tiểu Ban Ban hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng, phụ lời, Ban Văn Long nhi tử là ý gì? Ngươi muốn làm cha ta? Tống Thư Hàng kiểm tra bên dưới bản thân cho mới hảo hữu đổi ghi chú tên. Ban Văn Long nhi tử. Không có tâm bệnh a. Thẳng đến hắn, lặp đi lặp lại lại nhìn mấy lần về sau, rốt cục nhìn ra chỗ không đúng. Ban Văn Long nhi tử cái danh xưng này, ẩn chứa hai cái ý tứ. Một cái là Tống Thư Hàng bản ý Ban Văn Long tiền bối nhi tử. Một cái khác ý tứ thì là Ban Văn Long là nhi tử. Tống Thư Hàng, Trung Hoa văn tự bác đại tinh thâm. Thương thiên chứng giám, hắn thật không có muốn đương Ban Văn Long tiền bối ba ba ý tứ, hắn không lá gan này, cũng không có thực lực này. Hiểu lầm, Ban Văn Long tiền bối, đây là hiểu lầm. Ngươi nhìn ta chân thành tha thiết biểu lộ, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tống Thư Hàng thử nghiệm hướng Ban Văn Long tiền bối giải thích. Lúc này, hắn mặt thẳng thuộc tính, vừa vặn có thể phái lên công dụng. Thông qua đại lão nhóm tiêu phối đọc mặt thuật, hắn chân thành nội tâm ý nghĩ nhất định có thể thông qua chương này cứng rắn mặt, truyền lại cho Ban Văn Long tiền bối. Tống Thư Hàng cố gắng duy trì nụ cười chân thành. Hy vọng Ban Văn Long tiền bối đang học mặt thời điểm, đem bản thân nội tâm chân thiện mỹ truyền lại cho hắn. Đốt Ban Văn Long đại lão truyền lại năng lượng, phụ lời, một mặt thánh quang, ha ha. Người đây là đang hoa thỉ. Nói xong chân thành tha thiết biểu lộ, kết quả lại là một mặt thánh quang. Hắn là đời thứ ba cửu u chúa tể, cứ nhiên dẫn dụ hắn nhìn một mặt thánh quang. Dụng tâm hiểm ác. Thù này, hắn nhớ kỹ. Ban Văn Long đại lão gãy mất kết nối. Tống Thư Hàng nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc. Trình Lâm tiên tử hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng, phụ lời, đừng lãng phí thời gian, lại mang xuống cẩn thận bạo thể.
Trình Lâm thấy được mình muốn nhìn thấy một màn về sau, tâm tình không tệ. Thế là, nàng lên tiếng thoáng nhắc nhở thư hàng bảy đại Long Châu còn kém cuối cùng hai khỏa. Trạm tiếp theo, là đối ứng thần Long tiền bối Ngụy Long Châu. Tống thư hàng hít sâu, giữ vững tinh thần. Thứ sáu đan điền là mã QA Kim đan cấu đổ hạch tâm, mệnh luân thì là phổ phổ thông thông bát giác mệnh luân, là phi thường trọng yếu một cái tiểu đan điền. Đối ứng thần Long Ngụy Long Châu không có dị biến, hắn an tĩnh lơ lửng ở bát giác mệnh luân phía trên. Thần Long tiền bối, đắc tội, Tống thư hàng nói khẽ. Hai tay của hắn, quang mang bắt đầu lóe lên. Bởi vì cùng thần Long tiền bối đồng dạng không quá quen, hắn tận lực đem hữu nghị rót vào đến dưỡng đao thuật bên trong đi. Hy vọng phần này hữu nghị yêu có thể đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng là, không đợi hắn đối thần Long Ngụy Long Châu phóng thích hữu ái, thần Long Ngụy Long Châu đột nhiên tự động bắt đầu phóng thích quang mang. Lóe lên, càng lóe càng sáng, càng lóe càng nhanh. Tống thư hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngụy Long Châu đang lóe lên gần 10 lần về sau, bắt đầu tiến vào nhóm lửa hình thức, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau đó, căn bản không cần Tống thư hàng làm cái gì, đối ứng thần Long Ngụy Long Châu liền tiến vào kết anh trạng thái, bắt đầu hấp thu linh hồ bên trong nước hồ. Lặp đi lặp lại 7 lần. Tựa như là có người, đối thần Long Ngụy Long Châu rót vào yêu đồng dạng. Nhưng vấn đề là, Tống thư hàng còn chưa tới đối với Long Châu phóng thích yêu. Sở dĩ thần Long tiền bối Ngụy Long Châu là chuyện gì xảy ra? Bản thân công lược, tự luyến, dùng yêu phát điện. Tống thư hàng nhìn lấy chính mình lóe sáng hai tay, lại nhìn mắt Long Châu. Trọng yếu là kết quả, sở dĩ, kết quả đạt đến liền tốt. Tống thư hàng như thế tự an ủi mình. Nói xong, hắn đứng dậy hướng cái cuối cùng đan điền vị trí chạy tới. Thời gian của hắn, phi thường quý giá. Lại nói, làm sao cảm giác giống như là có người thay thế ta, đối Ngụy Long Châu rót yêu đồng dạng. Là ảo giác sao? Thứ bảy đan điền. Tống thư hàng hai tay lóe sáng, bước vào cái cuối cùng tiểu đan điền, chỉ muốn cho viên này Long Châu rót vào yêu về sau, liền kết thúc. Đây là Hắc Long thế giới Côn Na nữ sĩ truyền tới Long Châu, biến thành Ngụy Long Châu. Người quen cũ. Sở dĩ hẳn là có thể nhẹ nhõm quá quan mới đúng. Thứ bảy đan điền linh hồ hồ phách là bị kết nối thế giới là mã QA Kim đan cấu đổ mạng lưới. Trong đó chấn thủ kim đan là cổ U Long phách, từ Hắc Long thế giới hệ thống pháp thuật ngưng tụ mà thành. Tống thư hàng bước vào thứ bảy tiểu đan điền. Vừa tiến vào linh hồ, hắn liền nhìn thấy cổ U Long phách từ tiết điểm hiển hiện, chính đem Côn Na Ngụy Long Châu nâng ở trong lòng bàn tay. Cổ U Long phách bộ dáng là lấy Tống thư hàng vì hình thức ban đầu, toàn thân mọc đầy long lân, đầu một cặp long giác, lưng trường long rực, phần đuôi còn có một đầu to lớn cá voi đuôi. Tu sĩ từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm về sau, bản mệnh kim đan liền sẽ tan ra, hóa thành linh hồ. Kim đan cấu đồ thì sẽ hóa thành hồ phách, nhưng cổ U Long phách là từ bên ngoài đến phẩm, hắn tại Tống thư hàng tấn thăng lục phẩm về sau, cũng không có biến mất, mà là kẹt tại cả trương mạng lưới trung tâm nhất tiết điểm chỗ. Hắn vừa là kim đan, lại là Tống thư hàng ma lực hóa thân. Cổ U Long phách không có ý thức tự chủ, bất quá nhận được Tống thư hàng mãnh liệt chấp niệm ảnh hưởng lúc, hắn sẽ có thể tiến hành đơn giản một chút phản ứng tỉ như lúc này hắn, tựa hồ ngay tại hướng Côn Na tiên tử Ngụy Long Châu truyền lại Tống thư hàng tình cảm. Mà Ngụy Long Châu cũng xác thực bắt đầu lóe sáng, tại phản hồi cổ U Long phách yêu. Một lát sau, Ngụy Long Châu ngưng kết nguyên anh quá trình, tiến vào khâu cuối cùng, bắt đầu long cấp nước quá trình. Tống thư hàng cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Cấp thế giới điển hình hảo nhân viên cổ U Long phách. Quả thực là lão bản trong lòng run đũa, mà lại chấp hành năng lực siêu cường. Theo cuối cùng một cái Long Châu tiến vào nguyên anh hóa trạng thái, cảnh giới của hắn tiến thêm một bước. Sau đó, dù cho Tống thư hàng không hề làm gì, chỉ cần giống 10 tháng hoài thai đồng dạng, lặng lặng chờ đợi nguyên anh xuất sinh, liền có thể bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Theo thần Long tiền bối phỏng đoán, từ kết xuất nguyên anh thai đến nguyên anh xuất sinh, ước chừng chỉ cần muốn 50 năm thời gian. Thời gian này, đối với tu chân giả tới nói, đơn giản ngắn đến khó lấy tin. 50 năm, bất quá là bế cái tiểu quan thời gian. Thời gian này, vừa vặn có thể dùng đến chuẩn bị độ kiếp. Tống thư hàng tinh thần lực từ tiểu đan điền bên trong rời khỏi, tiến vào bản mệnh đan điền, chú ý 7 viên Ngụy Long Châu nguyên anh thai biến hóa. 50 năm sao? Hắn nói khẽ. Tích phải chăng vì kim đan mã QA hảo hữu tổ lấy một cái tên? Có,
hay không? Quen thuộc tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. À, trước đó thật sự là hắn cân nhắc qua làm hảo hữu liệt biểu quần lấy cái danh tự. Không nghĩ tới thật sự có chức năng này. Vâng, Tống Thư Hàng quả quyết lựa chọn. Tích bản thân bạch dự lưu dự bị danh tự, cửu châu tu chân quần, tu luyện bế quan quần, đạo hữu giao lưu quần, tu chân. Chỉ cung cấp tham khảo. Bạch tiền bối cũng vì liệt biểu lấy ra danh tự. Cửu châu tu chân quần, tu luyện bế quan quần, đạo hữu giao lưu quần. Mấy cái này danh tự, nghe đều rất không tệ. Bất quá, bá Tống nói chuyện phiếm quần loại hình danh tự, có thể hay không càng có ý tứ. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng đưa tay, tại tu chân cái tên này lên nhẹ nhàng điểm một cái. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cái này. Giản dị, ngắn gọn, không hoa tiếu.